Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 476. Diệp Thần rất muốn lập tức trở về đi, nhưng hắn cũng biết, dục tốc thì bất đạt, tại chưa có luyện hóa quang minh chi tâm trước, hắn trở về cũng không dùng. Hy vọng đạo đức thiên tôn, vũ hoàng cổ đế bọn họ, có thể chịu đựng được, đừng không muốn như thế phế vật, 2-3 ngày cũng không chịu nổi. Diệp Thần cười một tí, rồi sau đó chính là toàn bộ tinh thần chăm chú, bắt đầu luyện hóa quang minh chi tâm. Hắn đem quang minh chi tâm, nắm trong tay, cũng không có dùng thủ đoạn gì, cái này quang minh chi tâm, liền chậm rãi hòa tan mở, hóa thành từng luồng thuần túy quang minh linh khí, hội tụ nhập Diệp Thần trong đan điền. Hiển nhiên, cái này quang minh chi tâm, là hoàn toàn nhận Diệp Thần là chủ, luyện hóa quá trình sẽ không có hung hiểm gì. Chỉ là, quang minh chi tâm năng lượng khí tức, thật sự là quá bàng bạc dư thừa, Diệp Thần muốn phải hoàn toàn luyện hóa, tự nhiên cần nhất định thời gian. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, quang minh chi tâm năng lượng, dần dần hội tụ đến Diệp Thần đan điền bên trong, cũng lắng đọng hình thành kết tinh. Như vậy qua được một ngày, vậy quang minh chi tâm, liền hoàn toàn ngưng kết ở Diệp Thần bên trong đan điền, giống như là một viên sáng long lanh thủy tinh, phía trên có một từng đạo quang minh phù văn, thiên đế chủ thần quy luật, quanh quẩn trên đó. Ở nơi này viên quang minh chi tâm dưới sự che chở, Diệp Thần cảm thấy cái gì hắc ám khí tức, đều không thể lại ăn mòn đến mình. Rất tốt, mộ chủ, người rốt cuộc luyện hóa quang minh chi tâm, cũng có thể nghiền diệt hồn thiên đế ý chí. Bắc Minh thiên đế nói, hôm nay ở Diệp Thần đạo tâm bên trong, quấn vòng quanh một món bóng tối hơi thở, đó là hồn thiên đế ý chí. Một khi hồn thiên đế ý chí, ăn mòn Diệp Thần rất có thể sẽ chết. Rồi sau đó, hồn thiên đế lại tá thi hoàn hồn, mượn dùng Diệp Thần thân thể, sống lại người lớn. Diệp Thần tự nhiên sẽ không để cho một màn này phát sinh, lập tức, hắn liền thúc giục quang minh chi tâm lực lượng, chiếu sáng đạo tâm. Sáng chói nóng rực quang minh, so mặt trời còn muốn vĩ đại hàng tỷ lần, giống như có thể chiếu phá hết thảy bóng tối hải đăng. Ở nơi này cổ nóng rực quang minh ánh chiếu hạ, quấn vòng quanh Diệp Thần đạo tâm hắc ám khí tức, nhanh chóng tan rã tản mát. Diệp Thần nghe được từng trận nhọn tiếng kêu thảm thiết, vậy hình như là hồn thiên đế kêu thảm thiết. Luân hồi chi chủ, người muốn cự tuyệt ta sao? Ta cho người ban phúc cơ hội, người chẳng lẽ không muốn? Chỉ cần ngươi tiếp nhận ta ý chí, ta có thể để cho ngươi trong vòng một năm, lên trời thành thần. Hồn thiên đế thanh âm, giống như là như quỷ mị, mang to lớn cám dỗ hơi thở, truyền vào Diệp Thần trong lòng. Trong vòng một năm, lên trời thành thần. Hồn thiên đế hứa hẹn, để cho Diệp Thần đều động tâm. Nhưng cái này động tâm, chỉ là kéo dài trong nháy mắt, liền bị Diệp Thần bác bỏ rớt. Bảo hồ lột ra, cũng không phải là chuyện gì tốt. Xin lỗi, lên trời thành thần, ta không cần ngươi trợ lực. Diệp Thần ý chí kiên quyết, tiếp tục thúc giục quang minh chi tâm lực lượng, xua tan hồn thiên đế hơi thở ăn mòn. Hồn thiên đế tức giận, nói, ngươi luyện hóa ta quyết tử ma nhãn, thu ta chỗ tốt, hôm nay nhưng muốn trở mặt không nhận người. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói, nếu ngươi không phục, vậy cứ việc đem cái này quyết tử ma nhãn thu hồi đi tốt. Hắn biết, hôm nay quyết tử ma nhãn đã bị mình hoàn toàn luyện hóa, cùng luân hồi huyết mạch hòa làm một thể, chính là hắn khí quan một phần chia. Coi như hồn thiên đế muốn đoạt lại đi, cũng không khả năng. Mặt dày vô sỉ tiểu tử. Hồn thiên đế lại là nổi nóng, còn muốn mắng chút gì, nhưng hạ một sát, hắn hơi thở, đã bị quang minh chi tâm, hoàn toàn khu tan hết. Diệp Thần không có lại nghe được hồn thiên đế thanh âm, chỉ cảm thấy tâm cảnh trong sạch, cả người cũng buông lỏng rất nhiều. Lách cách, chỉ bất quá, viên kia toái tâm linh, nhưng là rớt xuống đất, ánh sáng nhanh chóng ảm đạm, linh khí biến mất 90%. Rất hiển nhiên, Diệp Thần đắc tội hồn thiên đế, vậy mất đi chấp trưởng toái tâm linh tư cách. Hơn nữa theo hồn thiên đế ý chí bị nhục, toái tâm linh lực lượng vậy hoàn toàn suy yếu. Hiện tại Diệp Thần nguyện ý, rốt cuộc có thể đem vật này vứt bỏ. Diệp Thần đem toái tâm linh cầm trong tay, suy nghĩ một chút. Còn chưa nhẫn tâm vứt, trong đầu nghĩ, đưa cho quang minh pháp phương tốt. Hắn đã đáp ứng tam vĩ, sẽ không dính cổ thần khí nhân quả, tự nhiên sẽ tuân thủ lời hứa. Lập tức, Diệp Thần liền đi ra phòng tu luyện, nhưng gặp quang minh pháp phương, đã ở bên ngoài chờ đợi hắn. Luân hồi chi chủ, như thế nào? Quang minh pháp phương cười hỏi.
Diệp Thần cười nói, Thừa Mông tiền bối chiếu cố, ta đã luyện hóa quang minh chi tâm. Sau đó, Diệp Thần cầm trong tay toái tâm linh, giao cho Quang Minh Pháp Vương, nói, vật này cho ngươi. Quang Minh Pháp Vương ngẩn ngơ, gặp toái tâm linh đã không có năm xưa ánh sáng, lộ vẻ được ảm đạm suy yếu, mơ hồ tới giữa, vậy cảm thấy tối hôm qua Diệp Thần cùng Hồn Thiên Đế đánh cờ. Hắn ánh mắt híp lại, ngắm nhìn toái tâm linh, nói cái này toái tâm linh năng lượng, đã suy thoái 90%, nhưng dẫu sao là cổ thần khí, luân hồi chi chủ, người không đem mang đi ra ngoài sao. Vật này, đối người thuần phục đuôi thú, có hiệu quả. Diệp Thần lắc đầu một cái, cười nói, ta đã đáp ứng một người, không thể đem vật này mang đi ra ngoài. Quang Minh Pháp Vương mơ hồ đoán được cái gì, cười nói, phải không? Vậy ta trước hết vì ngươi bảo quản, lập tức liền nhận toái tâm linh. Diệp Thần nói, tiền bối, nơi đây chuyện đã xong, ta kém không nhiều cũng nên đi, ngoại giới hắc ám tai biến buông xuống, không thể lại trì hoãn. Quang Minh Pháp Vương trầm ngâm một hồi, lại nói, luân hồi chi chủ, ở ngươi trước khi đi, ta có một việc, không biết nên không nên nói cho ngươi. Diệp Thần khá là ngạc nhiên, nói tiền bối còn có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Quang Minh Pháp Vương nói, ngươi còn nhớ Ma Tổ Vô Thiên sao? Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói ta tự nhiên nhớ, hắn đã bị đánh bại ta, tuy nói không chết, nhưng vậy thành không là cái gì khí hậu. Quang Minh Pháp Vương nói, Ma Tổ Vô Thiên tên chữ, vậy từng khắc viết tại Thiên Quân Phong Thần trên bia, hắn cũng là lớn khí vận người, chỉ cần hắn không chết, thì có trở mình cơ hội. Ta đoán qua vận mạng hắn, cảm nhận hắn tương lai, biết hắn đã bị không không lúc nào không bên trong, một vị đại năng nhìn chúng. Vị kia đại năng, và đuôi thú có liên quan. Ma Tổ Vô Thiên lập tức phải bị tiếp đón, vượt biên đi không không lúc nào không. Diệp Thần nghe lời nói này, nhất thời kinh hãi. Hỏi, Ma Tổ Vô Thiên phải đi không không lúc nào không, là vị nào đại năng tiếp đón hắn? Quang Minh Pháp Vương nói, ta cũng không biết, chỉ biết là vị kia đại năng, và đuôi thú có liên quan, ta cũng không biết hắn vì sao phải tiếp đón Ma Tổ Vô Thiên, nhưng muốn đến là có trọng đại mưu đồ. Ma Tổ Vô Thiên chỉ cần không chết, đi đến không không lúc nào không, thì có thể lần nữa quật khởi. Diệp Thần trầm giọng hỏi, hiện tại Ma Tổ Vô Thiên ở địa phương nào? Quang Minh Pháp Vương thở dài nói, người thật muốn biết. Hôm nay ngoại giới hắc ám tai biến buông xuống, hơn nữa đạo đức thiên tôn, vũ hoàng cổ đế, cũng đối người mắt lom lom, người nếu như bị Ma Tổ Vô Thiên, làm rối loạn tiết tấu, sợ rằng đối người bất lợi. Diệp Thần nói, nhổ cỏ tận gốc, ta vẫn luôn muốn hoàn toàn tiêu diệt Ma Tổ Vô Thiên, nếu như bị hắn đi không không lúc nào không, vậy thì thật là vô cùng hậu hoạn. Thiên nữ đã đi không không. Diệp Thần không hy vọng lại nhìn thấy Ma Tổ Vô Thiên, cũng đi không không lúc nào không. Hắn chỉ muốn hoàn toàn chém chết Ma Tổ Vô Thiên, giải quyết một cái hậu hoạn. Quang Minh Pháp Vương suy tư một hồi, sau ót mệnh vận chi luân, chậm rãi chuyển động, tựa như chư thiên vạn giới, hết thảy đủ loại vận mệnh định số, hắn cũng có thể cảm nhận. Hắn cuối cùng vẫn mở miệng nói, ta suy tính đến Ma Tổ Vô Thiên, ở một cái kêu là Vẫn Thần Giản địa phương, vậy Vẫn Thần Giản ở thiên ngoại thiên. Là một nơi vô cùng là nơi hung hiểm, cứ nghe thần minh tiến vào trong đó, cũng có rơi xuống nguy hiểm. Hắn ngay tại Vẫn Thần Giản, chờ đợi không không thời không tiếp đón. Diệp Thần trong đầu nghĩ, mình đi trước Vẫn Thần Giản, chém chết Ma Tổ Vô Thiên, về lại Tử Hoàng Tiên Cung, giải quyết hắc ám tai biến sự việc, thời gian hẳn tới kịp, chỉ cần tốc chiến tốc thắng. Ma Tổ Vô Thiên sớm bị hắn đánh bại, coi như hiện tại nguyên khí khôi phục, đó cũng không phải là Diệp Thần địch thủ. Diệp Thần đoạn thời gian này, đại cơ duyên liền liền, tiến bộ quá nhanh. Nếu như kêu hắn bây giờ, đi đối chiến đã từng là Ma Tổ Vô Thiên, một cái ánh mắt, liền có thể cầm đối phương giết chết. Hắn liền vô địch đến tình cảnh này, ở thế giới hiện thật, đã cơ hồ không có địch thủ. Dĩ nhiên chiến đấu nhân tố quá nhiều, cũng không tuyệt đối. Hắn muốn giết Ma Tổ Vô Thiên, đó là có 10 trên 10 chắc chắn. Tiền bối, ta biết, đa tạ cho biết. Ta đi liền Vẫn Thần Giản một chuyến. Diệp Thần nói. Quang Minh Pháp Vương gặp Diệp Thần đã quyết định xong, thở dài nói, vậy chúc ngươi may mắn, luân hồi chi chủ, ngàn vạn không muốn hết lấy xem nhẹ, ta không biết Ma Tổ Vô Thiên sau lưng đại năng, rốt cuộc là ai, nhưng dính líu tới đuôi thú, nhất định là đặc biệt người đáng sợ vật, ngươi nhất định phải chú ý. Diệp Thần gật gật đầu nói, ừ. Lập tức,
Diệp Thần liền tạm biệt Quang Minh Pháp Vương, rời đi tử hồn giới, lần nữa trở lại thế giới hiện thật. Trở lại thế giới hiện thật sau đó, Diệp Thần viễn xa liền thấy, ở Tử Hoàng Tiên Cung phương hướng, mây đen lồng xây, sấm sét lóe lên, bạo gió gào thét, mưa to như chút nước, hắc ám ma khí thao thiên, một bộ ngày tận thế phủ xuống khí tượng. Hắc ám tai biến đã hạ xuống. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, vậy cổ ngập trời hắc ám ma khí, có tí ti lũ lũ tràn đầy tràn ra, lan truyền đến toàn bộ thế giới hiện thật, đưa đến thế giới hiện thật các nơi, bầu trời đều là mờ tối màu sắc, cát bay đá chạy, đặc biệt khủng bố. Hiện tại đặt ở Diệp Thần trước mặt, có hai cái lựa chọn. Cũng phải lập tức đi Tử Hoàng Tiên Cung, đối kháng hắc ám tai biến. Hay phải đi Vẫn Thần Giản, đuổi giết ma tổ vô thiên. Cái này hai cái lựa chọn. Diệp Thần cơ hồ không có bất kỳ do dự, lập tức liền phong tỏa Vẫn Thần Giản tọa độ, phá không đi. Hắn có tuyệt đối lòng tin, có thể chém chết ma tổ vô thiên, tốc chiến tốc thắng. Như vậy thứ nhất, hắn lại đuổi hồi Tử Hoàng Thiên Cung, thời gian vẫn còn kịp. Hư không bể tan tành, Diệp Thần rất nhanh đi tới Vẫn Thần Giản. Cái này Vẫn Thần Giản, dãy núi dốc, con sông sâu thẳm, hoàn cảnh thanh nhã đến trình độ cao nhất, nhưng ở khe núi bên trong. Nhưng đổ cắm một cái cổ xưa thạch kiếm, dì loang lổ, phía trên hiện đầy rêu xanh, loáng thoáng có mãi mãi kiếm khí quanh quẩn, thấm ra mãnh liệt khí sát phạt, làm người ta không dám đến gần. Từ vậy mãnh liệt sát phạt kiếm khí bên trong, Diệp Thần lại có thể bắt được Đà Đế cổ thần nhân quả. Còn có Hùng Bá gia tộc gia chủ, Hùng Bá thiên nhân quả. Cái này Vẫn Thần Giản, lại có thể cùng Đà Đế cổ thần, Hùng Bá thiên có liên quan. Diệp Thần mơ hồ cảm nhận liền cổ xưa thiên cơ, trong lòng một hồi chấn động. Ở cực kỳ lâu trước kia, Đà Đế cổ thần chế tạo ra thập vĩ, tinh thần bị đuôi thú hắc ám khí tức đánh vào, đổi được cuồng bạo hỗn loạn, rơi vào điên cuồng giết hại tình cảnh. Hắn chém ra một kiếm, thiếu chút nữa thì đem Hùng Bá Thiên giết chết. Một kiếm kia, cực kỳ đáng sợ, kiếm khí thậm chí phá vỡ thời không tinh bích hệ, có một chút kiếm khí, chém xuống đến thiên ngoại thiên. Chém ra cái này phiến Vẫn Thần Giản. Diệp Thần trước mắt cổ xưa thạch kiếm, nhưng thật ra là Đà Đế cổ thần năm đó, vậy một chút kiếm khí ngưng kết, đọng lại đi ra ngoài thạch kiếm. Cả tòa Vẫn Thần Giản, như cũng mang theo một chút cổ xưa kiếm khí sát phạt mùi vị, nếu như không cẩn thận chạm được, rất có thể sẽ gặp phải Đà Đế cổ thần ý chí tập sát, chết không có chỗ chôn. Chẳng lẽ tiếp đón ma tổ vô thiên, đi không không thời không đại năng, là Đà Đế cổ thần sao? Diệp Thần chau mày, muốn suy tính sau lưng bí mật, nhưng cái gì cũng coi là không tới. Hắn chỉ bắt được, mà tổ vô thiên hơi thở, đúng là ở nơi này phiến Vẫn Thần Giản. Cút ra đây đi, mà tổ vô thiên, ta biết ngươi ở chỗ này. Diệp Thần lạnh giọng kêu lên. Thanh âm hắn sau khi rơi xuống, một bên trong rừng rậm, đi ra một cái áo bào đen nam tử, mái tóc dài bù xù, con mắt thâm thúy, quả nhiên chính là ma tổ vô thiên. Nhiều ngày không gặp, ma tổ vô thiên hơi thở lại có thể so với trước kia cường đại, cả người lộ ra ma khí bên trong, mang theo mãnh liệt không rõ mùi vị. Cái này cổ không rõ hơi thở, Diệp Thần chỉ ở đuôi thú trên mình thấy qua. Diệp Thần, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Ma tổ vô thiên gương mặt vặn vẹo, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn núp ở Vẫn Thần Giản, chờ đợi không không thời không tiếp đón. Tuyệt đối không nghĩ tới. Lại bị Diệp Thần cảm giác được, thậm chí đuổi giết tới nơi này. Là vận mạng chỉ dẫn. Diệp Thần dửng dưng mở miệng, hắn cũng không có nói láo, hắn có thể tìm tới nơi này, đích xác là ngày xưa mệnh vận chi luân chỉ dẫn. Người cái người điên, thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Ma tổ vô thiên ngắm nhìn Diệp Thần, chỉ cảm thấy nghẹt thở. Thời khắc này Diệp Thần, chân thực quá mạnh mẽ, tuy nói bề ngoài tu vi, chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 9. Nhưng trong thực tế, nhưng đủ để nghịch phạt chân thần. Ma tổ vô thiên vẫn là một cái tiên đế, cũng không có bước lên thần, nếu là thật đánh, hắn tuyệt đối không phải Diệp Thần địch thủ, chỉ có bị giết hết kết quả. Nếu không thì sao, thật chẳng lẽ để cho ngươi lên trời đi không không lúc nào không? Diệp Thần thần sắc lạnh lùng, thiên nữ đã đi không không lúc nào không, hắn chẳng muốn ma tổ vô thiên cũng có cái này cơ hội. Ngày hôm nay, ma tổ vô thiên phải chết. Ta thừa nhận, ta không phải ngươi địch thủ. Nhưng, ngươi muốn giết ta, nhất định phải bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Ngươi tốt nhất cân nhắc, có đáng giá hay không được.
Ma tổ Vô Thiên ánh mắt đột nhiên rét lạnh, bàn tay nắm chặt quả đấm, cả người nổ lên cực kỳ kinh khủng không rõ khí, cổ khí tức kia, hắc ám đục ngầu, lại chảy xuôi sình sệt bẩn thỉu đồ, hình như là một bãi than bùn nát, trong đó lại có chút quỷ bí khí tượng đang trôi lơ lửng, máu đỏ con ngươi, tàn toái thi thể, vặn vẹo răng. Những thứ này cổ quái đục ngầu, không rõ quỷ dị đồ, hỗn hợp thành từng luồng u ám tới cực điểm sát khí, phơi bày bóng tối giao chất, ở ma tổ Vô Thiên quanh thân lượn quanh chuyển, nhìn giống như là một ít cổ quái xúc tu, lại hình như là từng cái đuôi. Đuôi thú hơi thở. Chín đuôi. Diệp Thần nhìn ma tổ Vô Thiên quanh thân vòng quanh hơi thở, đánh hơi được một cổ mùi vị quen thuộc. Đó là đuôi thú mùi. Tràn đầy tà ác, không rõ, quỷ dị chập chờn, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại. Thiên Cơ thấy rõ dưới, Diệp Thần biết, ma tổ Vô Thiên lấy được một chút chín đuôi lực lượng, mặc dù không nhiều, nhưng vậy thật quá kinh khủng. Nếu như là phổ thông tiên đế nói, chỉ là nhìn thẳng ma tổ Vô Thiên một mắt, thì phải tại chỗ nổi điên, đạo tâm tan vỡ. Ở rất nhiều thập vĩ phân thân bên trong, chín đuôi là cường đại nhất một đầu. Diệp Thần không biết, ma tổ Vô Thiên là làm sao đạt được chín đuôi lực lượng, nhưng khẳng định cùng sau lưng tiếp đón người có liên quan. Sau lưng hắn tiếp đón người, vị kia không không thời không đại năng, hẳn là có ban phúc hạ xuống, đem chín đuôi một chút lực lượng, ban cho ma tổ Vô Thiên. Quang Minh Pháp Vương nói không sai, vị kia đại năng, quả nhiên và đuôi thú có liên quan, hơn nữa còn là cường đại nhất chín đuôi. Ánh mắt không tệ, cái này đích xác là chín đuôi lực lượng. Ma tổ Vô Thiên thanh âm lãnh khốc, lại mang một chút như dã thú trầm thấp kinh khủng mùi vị. Như thế nào, còn đánh nữa không? Người đích xác có thể giết chết ta, nhưng trên người ta chín đuôi lực lượng, sẽ cho ngươi tạo thành nghiêm trọng cắn trả, ta sẽ nguyền rủa ngươi cả đời dậm chân tại chỗ, vĩnh viễn không có lên trời thành thần cơ hội. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, lấy hắn thực lực, coi như ma tổ Vô Thiên có một chút chín đuôi lực lượng, cũng không khả năng là địch thủ của hắn. Bất quá, chín đuôi lực lượng, quá kinh khủng. Nếu như Diệp Thần thật phải ra tay, cưỡng ép tiêu diệt ma tổ Vô Thiên, tự thân chỉ sợ cũng phải bỏ ra không thiếu giá phải trả. Ở ngắn ngủi suy nghĩ sau này, Diệp Thần bỗng nhiên khua kiếm giết ra, mang theo kinh thiên sấm sét. Ma tổ Vô Thiên, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Bỏ mặc trả giá cao gì, ta cũng muốn ngươi chết. Ta tuyệt sẽ không để mặc cho uy hiếp trưởng thành, nếu không tương lai luân hồi trận doanh tất nhiên sẽ gặp bị kiếp nạn. Thần kiếm ngự lôi quyết. Sấm sét màu tím, ở trên trời khung nổi lên, chợt hóa thành cuồn cuộn sấm, cùng Diệp Thần thiên kiếm hòa làm một thể. Diệp Thần kiếm khí chém ra, cuồng bạo sấm sét kiếm mang vô cùng uy áp, càn quét hướng ma tổ Vô Thiên. Ở Diệp Thần động trời lôi kiếm uy đè xuống, ma tổ Vô Thiên gương mặt đều bị ánh chiếu thành màu tím, hắn tự biết hẳn phải chết, trong con ngươi thần sắc, cũng là đổi được tàn nhẫn đoạn tuyệt đứng lên, vui vẻ cười to nói. Rất tốt, Diệp Thần, ngươi muốn đánh, vậy thì đánh. Ta hôm nay là hẳn phải chết, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chúng ta ngọc đá cùng vỡ thôi. Trong lúc nói chuyện, ma tổ Vô Thiên quanh thân hắc ám khí tức nổ, hóa thành chín cái màu đỏ nhạt cái đuôi, không biết có nhiều ít ngàn trượng dài, mang cực đoan kinh khủng sát khí, phá không hướng Diệp Thần quét tới. Đây là hắn đuôi thú năng lượng đánh giết, sát phạt hơi thở đặc biệt khủng bố. Diệp Thần mới vừa vung ra sấm sét kiếm mang, chỉ là trong nháy mắt, liền bị vậy chín cái đuôi cắn nát. Vậy chín cái đuôi, như từ chân trời bạo rơi xuống màu đỏ nhạt thác nước, nếu như ngân hà rơi xuống, quay đầu đánh giết hướng Diệp Thần. Ma tổ Vô Thiên là liều mạng, hắn biết mình ngày hôm nay hẳn phải chết, cho nên phải cùng Diệp Thần lấy mạng đổi mạng. Diệp Thần gặp ma tổ Vô Thiên thế công, mãnh liệt như vậy, cũng không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là mở ra tự do rực, thân thể trên không trung lóe lên qua lại, tránh né vậy chín đuôi tập sát. Mãnh liệt như vậy thế công, nhất định không thể nào kéo dài. Diệp Thần chờ đợi phản kích cơ hội. Ma tổ Vô Thiên huy động chín đuôi, liền liền đánh giết, từng cái đuôi nghiền bạo không khí, phát ra to lớn nhọn âm bạo thanh. Nhưng, Diệp Thần thân hình 10 phần linh hoạt, từ đầu đến cuối không bị nửa bị thương. Ma tổ Vô Thiên trong lòng phiền não, khiến cho cái nhân quả luật thuật pháp, quát lên, cho ta định trụ. Hắn điều này nhân quả luật, muốn để cho Diệp Thần định thân. Nhưng Diệp Thần phản ứng cực nhanh, ở nơi này cái nhân quả luật,
còn không trói buộc đến trên người mình lúc đó, hắn đã phi thân né tránh. Một mình người cao cấp tiên đế, lại có thể nhúc nhích dùng nhân quả luật, xem ra chín đuôi lực lượng, mang cho ngươi tăng thêm, quả thực là to lớn. Diệp Thần cười một tí, ánh mắt nhìn về phía Ma Tổ Vô Thiên, liền thấy Ma Tổ Vô Thiên gương mặt, hơi trắng bệch. Mãnh liệt thế công, còn có mới vừa thi triển nhân quả luật, để cho được Ma Tổ Vô Thiên, hơi thở cũng là lớn lớn tiêu hao. Diệp Thần phản kích cơ hội đã đến. Vạn kiếm thần tinh, kiếm trận phong tỏa. Diệp Thần đầu tiên là sử dụng vạn kiếm thần tinh, sáng chói tinh mang nổ lên, hóa thành kiếm mưa, đầy trời bạo rơi xuống, tạo thành một cái kiếm trận, đem Ma Tổ Vô Thiên phong tỏa ở trong đó. Thiên đế năm suy, hủy diệt chi kiếm. Rồi sau đó, Diệp Thần nhất kiếm nữa chém ra, cực hạn hủy diệt kiếm khí gió bão, cuồn cuộn gào thét ra. Ma Tổ Vô Thiên thân thể bị kiếm trận phong tỏa, không cách nào né tránh, chỉ có thể cứng rắn bị Diệp Thần hủy diệt chi kiếm. Hắn thúc giục chín đuôi lực lượng, tạo thành một tầng màu đỏ nhạt vòng bảo vệ, định ngăn cản. Nhưng, Diệp Thần ở hiểu thiên đấu đại đồ kiếm và chỉ thủy kiếm đạo sau đó, kiếm đạo thành tựu đột nhiên tăng mạnh, hắn các loại kiếm pháp, cũng đổi được vô cùng mạnh mẽ. Một chiêu này hủy diệt chi kiếm, cũng là mang theo hủy thiên diệt địa oai, lập tức liền kích phá Ma Tổ Vô Thiên vòng bảo vệ, cũng hung hăng chém chết đến trên người hắn. Phốc xích, Ma Tổ Vô Thiên trúng kiếm. Tại chỗ máu tươi ói như điên, thân thể chật vật lui về phía sau, trên ngực xuất hiện một cái cực kỳ dữ tợn kiếm tổn thương, hơn nữa vết thương kia máu tươi, không ngừng dòng nước chảy, tựa như vĩnh viễn cũng sẽ không khép lại. Thậm chí, Ma Tổ Vô Thiên trên mình, không thiếu đại lộ quy luật, cũng bị đánh đi ra, như vậy một đoàn đoàn ảm đạm quang, rơi vào chung quanh thân thể hắn. Diệp Thần vốn định thừa thắng truy kích, nhưng đột nhiên, hắn từ những cái kia đại lộ quy luật bên trong, bắt được thiên cơ. Mơ hồ thấy được một đạo thân ảnh cô độc. Đó là một cái rất anh tuấn nam tử, mày kiếm tinh mắt, nhưng giữa trán mang đậm đà ưu sầu vẻ, hắn đứng ở một ngọn núi ven núi bên trên, phía sau là một đầu to lớn được có chút quá phận hồ ly, vậy hồ ly có 9 cái đuôi. Diệp Thần nhìn một màn này thiên cơ hình ảnh, trong thoáng chốc rõ ràng liền rất nhiều, con người kịch liệt co rúc lại, nhìn chằm chằm Ma Tổ Vô Thiên nói. Sau lưng người tiếp đón người, là Dạ Hàn. Diệp Thần cảm nhận hình ảnh kia, thì biết, lúc đầu vị kia không thời không đại năng, muốn tiếp đón Ma Tổ Vô Thiên người, chính là ngày xưa Đà Đế cổ thần đại đồ đệ, đã từng cao cấp sát thủ, Dạ Hàn. Năm đó, Đà Đế cổ thần chế tạo ra thập vi ấu thú sau đó, Dạ Hàn lặng lẽ trộm đi, phản bội sư môn. Vậy thập vi tuy là ấu thú, nhưng năng lượng vậy cực kỳ khủng bố, không phải Dạ Hàn có thể áp chế. Đến cuối cùng, Dạ Hàn vạn bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem thập vĩ cắt nhỏ thành liền nhất vĩ, hai đuôi, tam vĩ vân. Vân phân thân. Những thứ này phân thân bên trong, cường đại nhất, dĩ nhiên là 9 đuôi. Bây giờ nhìn lại, còn lại 8 đuôi cũng phân tán, chỉ có 9 đuôi còn ở Dạ Hàn bên người. Dạ Hàn tiếp đón Ma Tổ Vô Thiên, không biết có mục đích gì. Ma Tổ Vô Thiên gặp Diệp Thần điểm phá thiên cơ, lão đảo lắc lư đứng dậy, cười nói, ngươi đều biết. Ha ha. Không sợ nói cho ngươi, các ngươi luân hồi trận doanh, đã bị Dạ Hàn công tử theo dõi. Chỉ bất quá, bởi vì Nguyên Thiên Đế tồn tại, Dạ Hàn công tử tạm thời không có ra tay. Nhưng, Nguyên Thiên Đế vừa có thể bảo vệ các ngươi lúc nào. Sớm muộn có một ngày, các ngươi luân hồi trận doanh người, đều sẽ chết ở Dạ Hàn công tử trong tay. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, vô tận ý định giết người phóng thích mở, nói im miệng đi. Hắn lần nữa khua kiếm chém ra, nhưng lúc này Ma Tổ Vô Thiên, đã chậm qua một hơi tới, mượn dùng 9 đuôi lực lượng, cùng hắn chu toàn. Vậy 9 đuôi lực lượng, hắc ám quỷ dị, không phải khí lưu tồn tại, năng lượng hội tụ dưới, phơi bày sành sệt giao chất, hình như là một đoàn đen sẫm hổ rán cùng bùn nát. Diệp Thần khua kiếm liền liên phá giết, kiếm phong đều giống như rơi vào bùn nát bên trong, chút nào không chịu lực, 10 phần khó chịu. Nếu như trước không phá hỏng 9 đuôi lực lượng, Diệp Thần căn bản không cách nào chân chính giết chết Ma Tổ Vô Thiên. Bắc Minh thôn thiên pháp, cho ta cắn nuốt. Trong lòng suy nghĩ một sát, Diệp Thần toát ra một cái to gan ý niệm, dứt khoát thi triển ra Bắc Minh thôn thiên pháp, muốn trực tiếp chiếm đoạt Ma Tổ Vô Thiên trên mình, vậy 9 đuôi năng lượng. Nếu như có thể chiếm đoạt thành công, Diệp Thần liền có thể tháo xuống Ma Tổ Vô Thiên võ trang, hơn nữa mượn vậy 9 đuôi hơi thở.
hắn có thể đẩy ngược thiên cơ, theo dõi sau lưng càng nhiều hơn bí mật. Một cái hắc động vậy vòng xoáy, từ Diệp Thần lòng bàn tay xanh thành, bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt ma tổ vô thiên trên mình chín đuôi hơi thở. Thằng nhóc, người điên rồi. Ma tổ vô thiên có vẻ giật mình, phải biết, chín đuôi năng lượng, tràn đầy nồng nặc không rõ cùng hắc ám, người bình thường nếu là dính, chỉ có bị rong thực thành xương khô kết quả. Coi như Diệp Thần có luân hồi huyết mạch, ở ma tổ vô thiên trong mắt, chỉ sợ cũng khó mà chịu đựng chín đuôi tà khí uy áp. Nhưng, ma tổ vô thiên cũng không dám thật để cho Diệp Thần nuốt đi, cái này chín đuôi năng lượng, là hắn cuối cùng nghịch chuyển vận mạng cơ hội. Ma tổ vô thiên liên tiếp lui về phía sau, né tránh Diệp Thần chiếm đoạt. Diệp Thần sải bước tiến công, nhưng là không chịu thả qua. Ma tổ vô thiên hình dáng vô cùng chật vật, ở Diệp Thần dưới sự đuổi giết, hắn muốn tránh vậy không tránh thoát, trên mình chín đuôi năng lượng, mắt xem sẽ bị Diệp Thần cắn nuốt. Suy! Vừa lúc đó, một đạo thần quang nhô lên kiếm khí, từ thiên chảm hạ, chém thẳng hướng Diệp Thần. Ừ! Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, lui về phía sau tránh, kiếm khí kia chém ở chân hắn trước, chém ra một cái sâu đậm hồng câu, tương đương ác liệt. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một cái yêu mị linh động thiếu nữ, từ bầu trời đáp xuống, hình dáng nhìn như hết sức quen thuộc, lại là đà đế cổ thần bốn đại đồ đệ bên trong, nhỏ nhất Mị Tâm. Mị Tâm, là ngươi. Diệp Thần thấy Mị Tâm xuất hiện, có chút bất ngờ, lại cảm thấy ở tình lý bên trong. Ở lúc trước, Diệp Thần và Mị Tâm đang vây quanh Nhất Vĩ, triển khai kịch liệt tranh đấu. Sau đó, Diệp Thần đoạt được Nhất Vĩ, và Trùng Dương chân nhân chia đều. Mị Tâm nhiệm vụ thất bại, khơi dậy đà đế cổ thần lửa giận, nàng là không dám trở về tông môn, chỉ có thể một người lưu lạc bên ngoài. Diệp Thần lúc này thấy nàng bóng người, thiên cơ thấy rõ, đã hiểu ra hết thảy, nói, người đầu phục Dạ Hàn. Mị Tâm cười một tiếng, nói, đúng vậy, Dạ Hàn là sư huynh ta. Ta đầu dựa vào hắn, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, nói, đà đế cổ thần thật là bi thảm, môn hạ bốn tên học trò, có hai cái cũng phản bội hắn, ngươi là phụng Dạ Hàn mệnh lệnh, tới đón dẫn ma tổ vô thiên. Mị Tâm nói, đúng vậy, có cái gì ân oán nói, chúng ta tốt nhất vẫn là lấy sau tính lại, hiện tại ngươi tốt nhất không muốn ngăn trở chúng ta. Trong lúc nói chuyện, Mị Tâm hoành kiếm ngay ngực, từng luồng thần đạo cảnh quy luật ở quanh thân tách thả ra, như trời thần liên, lại giống như ngân hà quý tích, khá là nguy nga. Theo thế giới hiện thật phép tắc giãn ra, Mị Tâm có thể phát huy ra thực lực, cũng đạt tới thần đạo cảnh tầng thứ nhất bước, tuyệt không thể khinh thường. Người đang uy hiếp ta sao? Diệp Thần cười cười nói. Mị Tâm mắt đẹp vừa chuyển, nói, không phải, ta chỉ là muốn cùng ngươi thương lượng một tí, ngươi coi như lại không địch. Ngày hôm nay cứng rắn muốn đánh đi xuống, người nhất định bỏ ra giá thảm trọng. Diệp Thần vui vẻ cười to, nói, ngày hôm nay ta muốn ma tổ vô thiên chết, trên trời dưới đất, không người có thể cứu được hắn. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần không có chút nào nói nhảm, sử dụng cửu thần lục, cửu sắc hồng mang nổ, hội tụ ở hắn trên thân kiếm, hắn một kiếm mang viễn cổ cửu thần thiên chiêu uy năng, như đại lộ hóa thân, chém thẳng ma tổ vô thiên. Ở cửu thần lục ra chỉ xuống, Diệp Thần một kiếm này cực kỳ hung mãnh. Ma tổ vô thiên sắc mặt chợt biến, nếu như bị một kiếm này chém trúng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đinh! Lúc này, Mị Tâm xuất kiếm, thần đạo cảnh quy luật nổ lên, lại vận dụng đủ loại nhân quả luật diệu pháp, bày trùng trùng không khí tường, ngăn trở Diệp Thần vô cùng một kiếm. Một kiếm này tuy ngăn trở, nhưng Mị Tâm gương mặt cũng là hơi một trắng, chỉ cảm thấy Diệp Thần thần uy vô địch, chính là thiên huyền cảnh tầng thứ 9. Là có thể nghịch chiến nàng cái này chân thần. Vô thiên, người đi trước không không lúc nào không, tìm sư huynh ta Dạ Hàn, ta vì ngươi ngăn trở luân hồi chi chủ. Mị Tâm biết tái chiến tiếp, nàng và ma tổ vô thiên, cũng chỉ có một con đường chết. Coi như hai người liên thủ, cũng không phải Diệp Thần địch thủ. Nàng miễn cưỡng ngăn trở Diệp Thần kiếm, lại một tiếng ngâm sướng, cùng không không lúc nào không đồng tình, triệu hoán ra một cái thật dài thang trời. Điều này thang trời, từ mặt đất kéo dài, một mực kéo dài đến bầu trời cuối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ cần dọc theo điều này thang trời, một mực leo lên, là có thể du ngoạn không không lúc nào không. Ma tổ vô thiên biết tình hình nghiêm trọng, vội vàng leo lên thang trời, hướng bầu trời cuối bay vút đi. Muốn chạy,
Diệp Thần hừ một tiếng, khua kiếm vòng qua Mị Tâm, chém thẳng thang trời. Nhưng, Mị Tâm phản ứng cực nhanh, múa kiếm như hắt mực, ngăn cản Diệp Thần. Diệp Thần bị Mị Tâm cuốn lấy, không cách nào đến gần Ma Tổ Vô Thiên, chỉ cần lại qua mấy hơi thở thời gian, Vô Thiên thì phải lên trời. Quyết Tử Ma Nhãn, cho ta mất đi. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần con ngươi ma khí nổ, con mắt trái hiện ra đủ loại cổ xưa huyền ảo đường vân. Hắn ngay tức thì mở ra Quyết Tử Ma Nhãn, cuồng bạo khí tức tử vong tràn ra đi. Bầu trời ở trong nháy mắt, chết, hóa thành hư không. Mặt đất ở trong nháy mắt, cũng đã chết, cái này phiến vẫn thần giản rất nhiều sơn thủy cây cối, ở ngay chớp mắt hóa thành cướp xám. Nối liền bầu trời cuối thang trời, cũng là trong phút chốc tan thành mây khói, hoàn toàn tán loạn. Ma Tổ Vô Thiên dưới chân không còn một mống, liền rơi xuống, khó khăn lắm ổn định thân hình, trôi lơ lửng ở giữa không trung, đầy mặt rung động cùng kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Diệp Thần gương mặt cùng ánh mắt. Chỉ gặp Diệp Thần bên trái ở trong mắt, có một nhóm máu loáng, chậm rãi dòng nước chảy xuống, hình dáng lộ vẻ được đặc biệt dữ tợn. Có thể ép ta thi triển Quyết Tử Ma Nhãn, Vô Thiên, người có thể nhắm mắt. Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng, nụ cười mười phần tàn khốc. Hắn con mắt trái đau đớn dị thường, thật giống như có một cái dao nhọn, không ngừng đâm đau, đó là quá độ sử dụng Quyết Tử Ma Nhãn, mang tới hậu di chứng. Trước đây ở tử hồn giới, cái này Quyết Tử Ma Nhãn, Diệp Thần đã dùng qua rất nhiều lần, hắn thật ra thì chẳng muốn lại dùng, dù sao đối với ánh mắt gánh vác quá lớn. Nhưng hiện tại, Ma Tổ Vô Thiên muốn lên trời, hắn tuyệt không thể nhìn một màn này phát sinh. Cho nên, dưới vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là dùng vận dụng Quyết Tử Ma Nhãn, một cái ánh mắt, liền đem thiên địa mất đi, vậy nghiền diệt ngày trước thang. Mị Tâm và Ma Tổ Vô Thiên, nhìn Diệp Thần Quyết Tử Ma Nhãn, đều cảm thấy sâu đậm rung động, thật giống như thấy được hồn thiên đế sống lại. Ở Quyết Tử Ma Nhãn tầm mắt bao phủ hạ, hai người đều cảm thấy to lớn tử vong chèn ép, da toát ra hắc khí, thân thể máu thật giống như sôi trào, cả người thật giống như nổ. Vô Thiên, xin lỗi, người tự cầu nhiều phúc đi. Luân hồi chi chủ lá bài tẩy chân thực quá mức mạnh mẽ, ta không phải là địch thủ của hắn. Mị Tâm thanh âm khô khốc, rồi sau đó nhanh chóng ngự gió đi bên ngoài chạy trốn, nàng tuy là thần đạo cảnh tầng thứ nhất cao thủ, nhưng Diệp Thần mở ra Quyết Tử Ma Nhãn, vậy cổ khí tức tử vong quá đáng sợ. Nàng nếu như lưu lại nữa mà nói, chỉ có một con đường chết. Trong phút chốc, Mị Tâm liền chạy trốn đã đi xa, không thấy bóng dáng. Diệp Thần cũng không có ngăn trở, bởi vì hắn mục tiêu là Ma Tổ Vô Thiên. Mị Tâm tiểu thư, Ma Tổ Vô Thiên thấy Mị Tâm lại có thể lâm trận chạy khỏi, trong lòng vừa tức vừa giận, nhìn Diệp Thần chảy máu ánh mắt, lại là tủng sợ hãi. Quy Trần, giúp ta chém trăm gông bước lên thần. Đây là duy nhất biện pháp. Ma Tổ Vô Thiên gầm hét lên, hiện trường nhìn như chỉ có hắn và Diệp Thần hai người, nhưng thực còn có người thứ ba. Đó chính là hắn thiện niệm hóa thân, Quy Trần. Ở trước kia liên tục tranh đấu chắc trở bên trong, Quy Trần chỉ còn lại một món tàn hồn, núp ở Ma Tổ Vô Thiên trong cơ thể. Không, chính xác mà nói, cổ thân thể này, là Ma Tổ Vô Thiên và Quy Trần, chung nhau có. Cổ thân thể này võ đạo gông xiềng, đã chặt đứt 99 nói, còn thiếu cuối cùng một đạo tim gông xiềng, không có chặt đứt. Ma Tổ Vô Thiên biết, muốn hoàn toàn chặt đứt tim gông xiềng nói, chỉ có Phật Ma dung hợp. Một khi Phật Ma dung hợp, tim gông xiềng chặt đứt, Ma Tổ Vô Thiên thì có thể, xem thiên nữ như vậy, trực tiếp bước lên thần, trở thành thần đạo cảnh chân thần. Vù vù, Ma Tổ Vô Thiên sau ót, có một vòng Phật quang hiển hóa đi ra, Phật quang bên trong lại hiển hiện ra Quy Trần tàn hồn bóng người. Quy Trần mang cười khổ, hôm nay cái này cái thân thể, Ma Tổ Vô Thiên ý thức, chiếm cứ chủ động. Muốn Phật Ma dung hợp, vậy hắn phải hiến tế tự thân. Hắn cũng không muốn chết. Hắn nghe nói chân chính Phật Tổ, ở không không lúc nào không, kêu Thích Già Thiên Đế. Hắn rất muốn đi không không lúc nào không, tham bái Thích Già Thiên Đế, kiến thức cao nhất Phật Pháp bí ẩn. Nhưng hiện tại, hắn đã không có cái này cơ hội. Diệp Thần đại ca, người thật muốn giết Lão Tổ sao? Quy Trần cười khổ nhìn về Diệp Thần. Trước kia ta đã cho ngươi cơ hội. Diệp Thần thanh âm mang một chút lãnh đạm và ngưng trọng, thật ra thì ở trước đây thật lâu, hắn liền đã cho Quy Trần cơ hội. Chỉ cần Quy Trần nguyện ý quy thuận nói,
hắn có thể đem đối phương thu vào luân hồi trận doanh hạch tâm. Nhưng, Quy Trần vẫn luôn đi theo ở ma tổ vô thiên bên người. Vậy đến ngày hôm nay, Diệp Thần cũng không thể nói gì hơn, đáng chết liền giết, hắn cũng không phải cái gì không quả quyết người. Quy Trần tàn hồn, đã cùng ma tổ vô thiên thân thể, hòa làm một thể, không có lại phân chia khả năng. Diệp Thần giết ma tổ vô thiên mà nói, Quy Trần khẳng định vậy muốn đi theo chết. Quy Trần một tiếng thở dài, hướng ma tổ vô thiên nói, lão tổ, ta giúp ngươi chém trăm gông bước lên thần, ngươi sau này đi đến không không lúc nào không, liền thay ta viếng thăm Phật tổ. Tiếng nói rơi xuống, Quy Trần không có lưu luyến nữa cái gì, nhẹ giọng ngâm sướng Phật hiệu, cháy mình tàn hồn thân thể. Hắn tàn hồn cháy, từng luồng Phật quang, tràn vào ma tổ vô thiên trong cơ thể. Phật cùng ma hơi thở, lúc này hoàn toàn dung hợp. Rắc rắc sát, ma tổ vô thiên trong cơ thể, truyền ra một hồi thanh âm thanh thúy, đó là hắn tim gông xiềng, sắp muốn chặt đứt thanh âm. Một khi hắn chém trăm gông thành công, hắn thì có thể, xem thiên nữ như vậy, trực tiếp bước lên thần. Quyết tử ma nhãn, cho ta. Diệp Thần thấy vậy, liền muốn điều động quyết tử ma nhãn lực lượng, trực tiếp nghiền diệt ma tổ vô thiên, không cho hắn chém trăm gông cơ hội. Nhưng, lúc này, Diệp Thần nhưng cảm thấy ánh mắt kịch liệt đau nhói được chân thực thật lợi hại, đau khổ tột cùng, hắn ngũ quan cũng vặn vẹo. Liên tục thi triển quyết tử ma nhãn, Diệp Thần đã đến cực hạn, lại vận dụng nói, hắn ánh mắt sẽ trực tiếp mù hết. Đáng chết! Diệp Thần che mắt, máu tươi từ cái ngón tay bên trong chảy ra, hắn đem quyết tử ma nhãn thu liếm, cái này cổ đau đớn mới thoáng chậm lại. Rắc rắc sát! Mà lúc này, ma tổ vô thiên đã mau chém trăm gông thành công, quanh thân khí lưu ùng ùng vang dội, giống như là sấm sét thần hát, trên người có thần đạo cảnh quy luật, sắp toát ra. Hùng bá diệu, đi! Bất quá, Diệp Thần không chút kinh hoàng, hắn lá bài tẩy rất nhiều, coi như quyết tử ma nhãn không thể lại dùng, nhưng hắn vẫn là có chắc chắn, ngăn cản ma tổ vô thiên chém gông. Diệp Thần sử dụng phù quỷ mẫu sao, cho gọi ra một đầu cường đại con rối, chừng thần đạo cảnh tầng thứ nhất tu vi. Đầu kia con rối chính là tới từ Hùng bá gia tộc Hùng bá diệu. Diệp Thần ý niệm thúc dục, Hùng bá diệu trầm mặc, như chết lặng vô tình sát hại máy móc, đạp chết ra, lấy tốc độ cực nhanh, vọt tới ma tổ vô thiên trước mặt, sau đó tại chỗ tự bạo. Thần đạo cảnh tầng thứ nhất tự bạo, uy năng tương đương khủng bố, trực tiếp tại chỗ nổ ra một đóa mây hình nấm. Mạnh mẽ khí lãng nổ, nổ được ma tổ vô thiên tại chỗ hộc máu, thân thể chật vật đi về sau bay rơi xuống ra, chém gông cũng bị chấm dứt. Thiếu chút nữa, tại sao? Ma tổ vô thiên bị thương rơi xuống đất, dương mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong tròng mắt tràn đầy không cam lòng, thống khổ, tức giận, còn có sợ hãi. Hắn cách chém gông thành công, chứng đạo bước lên thần, thật ra thì chỉ thiếu chút xíu nữa. Nhưng chính là cái này một chút xíu khoảng cách, nhưng giống như rãnh trời. Diệp Thần lá bài tẩy quá nhiều, muốn ngăn cản hắn chém gông, ngăn cản hắn bước lên thần, muốn giết chết hắn, cũng không phải là việc khó gì. Hy sinh ta một đầu con rối, lại hại ta thiếu chút nữa ánh mắt cũng mù hết, ma tổ vô thiên, người cũng chết được không oan. Diệp Thần thư ra một ngụm chọc khí, nâng kiếm từng bước đi tới ma tổ vô thiên bên cạnh. Ma tổ vô thiên thương thế không hề coi là quá nghiêm trọng, hắn còn có sức tái chiến, nhưng hắn ánh mắt đã là chết, tất cả chiến ý cũng tắt. Diệp Thần quá vô địch, giống như là một bức tường, không người có thể đột phá. Ma tổ vô thiên khóe miệng kéo ra một cái thảm đạm nụ cười, nói, Diệp Thần, sau khi giết ta, có thể đem ta cho cốt, giao cho sư huynh ta sao? Hắn sư huynh ngày cũ chủ, tức là võ tuyệt thần, võ giao phụ thân, ngày xưa thiên võ tiên môn trưởng giáo. Ma tổ vô thiên ở sinh mạng cuối cùng, nhớ lại sư huynh của hắn. Năm đó hắn sư huynh, đối đãi hắn cũng là cực tốt, đem hắn tên chữ, khắc viết lên liền thiên quân phong thần trên bia mặt. Nếu như không phải như vậy, hắn năm đó thậm chí không có đầy đủ vận khí, có thể chạy khỏi vạn khư đuổi giết. Có thể, ngươi yên nghỉ đi. Diệp Thần suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Hiện tại võ giao phụ thân, vậy nhàn cư ở tinh nguyệt giới bên trong, cầm ma tổ vô thiên cho cốt mang về, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Cảm ơn. Ma tổ vô thiên thích trong lòng cười một tiếng, nhắm mắt chờ chết. Diệp Thần giơ lên kiếm. Dừng một chút, lại hỏi, vô thiên, người hối hận không? Thật ra thì ma tổ vô thiên,
là ngày cũ đứng đầu sư đệ, Diệp Thần đã từng cũng nghĩ tới cùng đối phương hóa giải ân oán, đều là đồng minh. Nhưng tiếc là, mà Tổ Vô Thiên cũng không có ý nghĩ này, từng bước ép sát, Diệp Thần cũng chỉ có thể phản kích. Hôm nay Diệp Thần, đã là thế giới hiện thật coi như là cực kỳ cường đại tồn tại, là thái thượng đệ nhất thế giới cao thủ, ngày xưa hắn cần ngửa mặt trông lên Ma Tổ Vô Thiên, đã có thể ung dung đem dẫm ở dưới chân. Ma Tổ Vô Thiên nghe được Diệp Thần câu hỏi, mở mắt ra, ngẩn ngơ, ánh mắt mang theo nhớ lại cùng mê mang, rồi sau đó lại đổi được rửng rưng, nói. Không hối hận, coi như lại cho ta một lần làm lại cơ hội, chúng ta tới giữa, vậy nhất định là kẻ địch. Ta Ma Tổ Vô Thiên người thế nào, ta phải làm, liền làm đệ nhất thiên hạ, ta không thể nào khuất phục dưới người. Diệp Thần gật đầu một cái, đúng là, lấy Ma Tổ Vô Thiên nóng này, cũng không khả năng quy thuận hắn. Ma Tổ Vô Thiên từng cùng ma nữ hợp tác, hôm nay lại muốn đầu dựa vào Dạ Hàn, chẳng qua là ngộ biến tùng quyền, hắn và thiên nữ như nhau, đều là cao ngạo nhân vật, cũng muốn tranh thứ nhất, lại làm sao có thể vĩnh viễn cúi đầu. Rất tốt, vậy ngươi có thể nhắm mắt. Diệp Thần lại gật đầu một cái, chém xuống một kiếm đi. Một kiếm này là Đại Mộ Thần Kiếm. Kiếm quang lướt qua, giống như thiên táng. Ma Tổ Vô Thiên thân thể, trong phút chốc bạo diệt, hóa thành cho tàn. Diệp Thần nhìn Ma Tổ Vô Thiên, rốt cuộc chết đi, nơi có thời gian tuyến vẫn diệt, trong lòng lại có chút buồn bã mất mát, liền yên lặng cầm ra một cái hộp, thu liễm hắn cho cốt. Ung ung! Ở Diệp Thần thu liễm cho cốt thời điểm, bầu trời bên trong, tiếng sấm hỗn loạn, lại có thể hạ nổi lên màu đen mưa máu. Ma Tổ Vô Thiên cũng coi là đại khí vận người, nếu như không chết, hắn có vô số tương lai. Không không thời không hoàng kim gia tộc, nhận hắn làm chủ, phụng hắn là vực sâu chủ, hắn nếu là không chết, cùng đi đến không không lúc nào không, liền có thể chấp trưởng hoàng kim gia tộc. Nhưng, hắn hết thảy tương lai, đều bị Diệp Thần chặt đứt. Hắn chân chính chết, một đời kiêu hùng, thật bỏ mình. Hắn chết, xúc động thiên địa đại lộ. Lại làm dưới bầu trời nổi lên màu đen mưa máu, mười phần nguy nga. Diệp Thần hồi tưởng lại Ma Tổ Vô Thiên đời người, trong lòng cũng là một hồi thổn thức. Lúc ban đầu Ma Tổ Vô Thiên, là thiên võ tiên môn bên trong anh tài, sau đó cùng ẩn thánh tiếp xúc ma đạo, lại một mà ra ba, thông hiểu đạo lý, tự thân điều nghiên ra rất nhiều ma đạo bí pháp, thậm chí trở thành sự thực thế giới ma đạo người thứ nhất, được gọi là Ma Tổ. Ở thiên võ tiên môn tiêu diệt sau đó, hắn lại may mắn chạy thoát thân, ở vạn khư áp lực thật lớn hạ, như cũ khai sáng ra ngày cũ minh, hùng bá hắc ám biển cấm, chờ đợi giết ngược vạn khư cơ hội. Chỉ là, Diệp Thần xuất hiện, làm rối loạn Ma Tổ Vô Thiên kế hoạch. Hắn dự cảm đến, coi như giết ngược vạn khư, mình vậy không làm được đệ nhất thiên hạ, bởi vì còn có Diệp Thần tồn tại. Hắn ở chống lại vạn khư đồng thời, lại bắt đầu nhằm vào Diệp Thần. Bàn cờ này cục, rơi vào hỗn loạn. Ở không không thời không thế lực, nhúng tay vào sau đó, bàn cờ này, lại là hỗn loạn hung hiểm, đến không cách nào dọn dẹp bước. Ma Tổ Vô Thiên từng bước kinh tâm, cuối cùng có lên trời thành thần cơ hội. Chỉ là, ngày hôm nay, hắn cơ hội cuối cùng, cũng bị Diệp Thần tự tay chặt đứt. Ma Tổ Vô Thiên rất mạnh, vận khí vậy rất tốt. Nhưng tiếc là, hắn đối thủ là Diệp Thần. Diệp Thần đã là vô địch tồn tại. Diệp Thần thu liễm tốt Ma Tổ Vô Thiên cho cốt, nhưng cảm thấy bốn phía, còn sót lại trước một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng. Đó là chín đuôi hơi thở. Cái này chín đuôi hơi thở, chỉ có yếu vô cùng một chút, nhưng đủ để cho ra đầu tê dại. Ma Tổ Vô Thiên dù chết, nhưng trên người hắn chín đuôi năng lượng, nhưng chưa có hoàn toàn tản đi, tiết ra ngoài liền đi ra. Vậy một món chín đuôi năng lượng, hóa thành một cái cột khói, từ từ bay lên không. Ở đầy trời hắc mưa nổi bật hạ, lộ vẻ được khá là lộng lẫy. Hiển nhiên, cái này chín đuôi năng lượng, là có linh tính, muốn trở về đến không không lúc nào không bên trong, trở về đến chín đuôi bản thể bên trong. Bắc Minh Thôn Thiên Pháp, thu. Diệp Thần lanh tay lẹ mắt, lập tức thi triển ra Bắc Minh Thôn Thiên Pháp, đem vậy một món chín đuôi năng lượng, chiếm đoạt tới đây. Oanh! Chiếm đoạt thành công. Diệp Thần ngay lập tức, cảm thấy có một cổ đại khủng bố. Đại hắc ám, tràn đầy tàn bạo cùng lệ khí năng lượng ba động, tràn vào trong cơ thể hắn. Cổ năng lượng này chập chờn, là như vậy đáng sợ, đơn giản là muốn phá hủy Diệp Thần gân cốt tạng phủ, phải đem hắn hoàn toàn rong thực hết. Thật đáng sợ lực lượng, không hổ là chín đuôi.
Diệp Thần lấy làm kinh hãi, cảm thấy cổ năng lượng này chập chờn, mang theo mãnh liệt kháng cự ý niệm. Chín đuôi ở kháng cự Diệp Thần. Diệp Thần nếu như muốn cưỡng ép chiếm đoạt luyện hóa, chỉ có một con đường chết. Lấy hắn thiên huyền cảnh tầng thứ 9 tu vi, còn không tư cách chiếm đoạt chín đuôi. Vẫn là phòng ấn đến thiên đế linh khiếp bên trong, và bán vĩ dung hợp coi là. Diệp Thần suy nghĩ một chút, liền sử dụng thiên đế linh khiếp, đem mới vừa chiếm đoạt đến chín đuôi năng lượng, phòng ấn đi vào. Cái này một món chín đuôi năng lượng, và bán vĩ xuất từ đồng nguyên, có thể dung hợp. Dung hợp sau bán vĩ, khẳng định sẽ thành được càng cường đại hơn. Đáng tiếc toái tâm linh không mang ra ngoài, nếu không, ta liền có thể trực tiếp thuần phục bán vĩ. Diệp Thần có chút thương tiếc, bất quá hắn là đã đáp ứng phong gian mộng, nói không dính nhuộm cũng không dính, sẽ không làm trái lời hứa. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần liền ngự không lên, chuẩn bị bay đi Tử Hoàng Thiên Cung. Ở Tử Hoàng Thiên Cung bên kia, hắc ám tài biến hơi thở, đã vô cùng mãnh liệt, Diệp Thần không đi nữa giải quyết, sợ rằng toàn bộ Tử Hoàng Thiên Cung đều phải bị hắc ám chìm ngập. Hô hô hô! Vừa lúc đó, một cổ gió bão cường đại, nhưng là lướt qua chín tầng trời, đem mới vừa ma tổ vô thiên chết, đưa tới hắc mưa khí tượng, quét dọn không còn một mống. Thậm chí, liền không không lúc nào không hắc ám tai biến hơi thở, cũng là hơi giảm bớt liền một ít. Cổ gió lốc này, là như vậy mãnh liệt, nhanh mạnh, thật lớn, không phải xuất từ thiên địa, mà là xuất từ thần linh lực lượng. Phong thần ra đời. Lạc Nhi thành mới phong thần. Diệp Thần cảm nhận được cổ gió lốc này, ngạc nhiên mừng rỡ liền liền. Hắn rõ ràng cảm nhận thiên cơ, liền thấy Diệp Lạc Nhi đã phá kén ra, thuận lợi thừa kế phong thần thiên tôn đạo thống, trở thành mới phong thần. Thời khắc này Diệp Lạc Nhi, quanh thân phong hệ quy luật vần quanh, thần đạo cảnh kim quang tách thả ra, đã dẫn phát đại lộ đồng tình, không không thời không đại lộ chân lý, thì phải rơi xuống tiếp đón, phải đem nàng tiếp đi bầu trời cuối. Diệp Lạc Nhi tự biết phi thăng sắp tới, vội vàng tới gặp Diệp Thần một lần cuối. Rào! Diệp Thần trước người không gian, bỗng nhiên bể tan tành. Chỉ gặp Diệp Lạc Nhi, sau lưng có huy hoàng tự do cánh chim dương ra mở, trên đỉnh đầu mang phong thần vương miện, khí chất đổi được vô cùng cao quý. Mà đây sao cao quý nàng, thấy Diệp Thần sau đó, liền rơi lệ, nhào tới Diệp Thần trong ngực, kêu lên, Diệp đại ca. Diệp Thần đại hỉ, ôm Diệp Lạc Nhi eo, nói, chúc mừng ngươi, Lạc Nhi, rốt cuộc thành phong thần. Diệp Lạc Nhi gật đầu một cái, trong mắt lại hiện lên lệ quang, lại lắc đầu, nói, Diệp đại ca, ta cái này phong thần, căn cơ mỏng yếu ớt quá, ta không có bất kỳ tín đồ, không giống Tư Thanh cô nương như vậy, có vạn hỏa giới trợ lực. Kỳ Tư Thanh mà nói, thừa kế hỏa thần thiên tôn đạo thống, chấp trưởng vạn hỏa giới, nội tình khá là thâm hậu. Diệp Lạc Nhi trong lòng là 10 phần hâm mộ, nàng nhưng là người cô đơn. Ngày xưa phong thần thiên tôn Trang Tiêu Giao, xuất thân không sứt mẻ gia tộc, nàng hôm nay thành mới phong thần, nhưng chưa chắc có thể được không sứt mẻ gia tộc đồng ý. Nàng đã bị đại lộ cảm cho đòi, lập tức phải phi thăng đi không không lúc nào không, nàng trong lòng nhưng là một phiến mê mang, không biết đường sau này, như thế nào cho phải. Diệp Thần sờ một cái Diệp Lạc Nhi tóc, cười nói, không có chuyện gì, tín đồ mà, có thể từ từ đào tạo, không gấp. Đối với thần minh mà nói, tín đồ tác dụng, đặc biệt to lớn. Có tín đồ cung phụng, mình là có thể vô căn cứ đạt được rất nhiều thiên tài địa bảo, tỉnh đi tìm phiền toái. Hơn nữa, tín đồ cung cấp tín ngưỡng năng lượng, đang trong chiến đấu, vậy là vô cùng trọng yếu. Tín đồ càng nhiều, khí vận vậy càng hừng hực. Kỳ Tư Thanh thừa kế hỏa thần di sản, tín đồ rất nhiều, nhưng Diệp Lạc Nhi mới vừa bước lên thần, đó là lẻ loi, 10 phần đáng thương. Ta cảm nhận thiên cơ, Tư Thanh cô nương tựa hồ lại lấy được tín đồ cung phụng, lần này cung phụng, hình như là kêu toái tâm linh tới, tựa hồ là cường đại gì thần khí. À, đáng tiếc. Ta liền một cái tín đồ cũng không có, cũng quá đáng thương. Diệp Lạc Nhi lại than thở nói, trong giọng nói mang một chút bất đắc dĩ cùng chua xót. Diệp Thần nghe được toái tâm linh ba chữ, nhất thời kinh hãi, ra đầu tê dại. Vậy toái tâm linh, hắn đã giao cho Quang Minh Pháp Vương. Chẳng lẽ nói, Quang Minh Pháp Vương đem cái này toái tâm linh, làm là tế phẩm, cung phụng cho Kỳ Tư Thanh. Cũng đúng, Kỳ Tư Thanh trừ là hỏa thần ra. Vẫn là vận mệnh chi chủ. Mà Quang Minh Pháp Vương, ngày xưa được gọi là mệnh vận chi luân, tu luyện mệnh vận đạo Pháp,
hắn cung phụng Kỳ Tư Thanh, cũng không phải cái gì ly kỳ sự việc. Diệp Lạc Nhi cùng là thần minh, có thể dò ngó đến sau lưng thiên cơ. Diệp thần cười khổ một tí, cái này toái tâm linh đâu đâu vòng vo một chút, cuối cùng là rơi vào trận doanh mình trong tay. Bất quá, đây không phải là hắn ý, là Quang Minh Pháp Phương tự chủ trương, vậy cũng không tính là hắn làm trái lời hứa. Diệp Lạc Nhi lại nói, còn có vạn hỏa giới mấy đời truyền thừa xích đồng thần tinh, đó là một trong vận mệnh thất tinh, Tư Thanh cô nương vậy chuẩn bị thừa kế, nàng cái gì cũng có, mà ta không có gì cả. Nói tới chỗ này, Lạc Nhi giọng lộ vẻ được ghen. Diệp thần dở khóc dở cười, sờ đầu tóc nàng, suy nghĩ một chút, liền nói. Lạc Nhi, người đi đến không không lúc nào không sau đó, đi trước thiện vậy vườn, đó là Phật tổ lãnh địa, người đi gặp Phật tổ và nhâm tiền bối, mời bọn họ chỉ dẫn người kế tiếp đường, chờ ta tương lai bước lên thần, ta lại đi thăm ngươi. Ta cũng sẽ liên lạc nhâm tiền bối, kêu hắn đón ngươi. Diệp thần biết, Diệp Lạc Nhi lập tức phải bị đại lộ cảm cho đòi, phi thăng sắp tới. Hắn vốn còn muốn kêu Diệp Lạc Nhi đi vạn hỏa giới, tốt cùng Kỳ Tư Thanh cùng nhau, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng, xem Diệp Lạc Nhi hình dáng, tựa hồ đối với Kỳ Tư Thanh hâm mộ được có chút quá mức. Nếu là nàng lẻ loi đi vạn hỏa giới, có thể tâm tình sẽ rất thất lạc. Cho nên, Diệp Thần dự định an bài nàng đi nhâm phi phàm bên kia. Lập tức, Diệp Thần liền thông qua Thiên Quân Phong Thần Bia, liên lạc nhâm phi phàm, nói trước minh nhân quả, trong lòng lại muốn, Kỳ Tư Thanh chấp trưởng vạn hỏa giới, xem ra đặc biệt thuận lợi, cơ duyên liền liền, còn chuẩn bị muốn luyện hóa cái gì xích đồng thần tinh. Cùng giải quyết hết thế giới hiện thật nhân quả sau đó, Diệp Thần cũng muốn sớm ngày bước lên thần, cùng Kỳ Tư Thanh, nhâm phi phàm các người đoàn tụ. Diệp Lạc Nhi gặp Diệp Thần đã là nàng bày xong đường, trong lòng cảm kích, vậy không như vậy ủy khuất, nói, đa tạ ngươi, Diệp đại ca. Lúc này, đại lộ cảm cho đòi lực, hạ xuống, mở ra hư không, một cái hư không kẽ hở xuất hiện. Diệp Lạc Nhi thấy vậy hư không kẽ hở, cũng biết mình nên rời đi, trong lòng có 10.000 cái không thôi, nói, Diệp đại ca, ta phải đi. Diệp Thần nói, ừ, ngươi đi đi. Nhâm tiền bối sẽ tiếp ứng ngươi. Diệp Lạc Nhi cắn răng môi đỏ mọng, đột nhiên ôm Diệp Thần cổ, sau đó thật sâu hôn Diệp Thần một hơi, cuối cùng mới lưu luyến không thôi xoay người, nhưng vẫn là liên tục quay đầu lại nói, Diệp đại ca, ngươi nhất định phải nhanh lên một chút bước lên thần, tới không không lúc nào không gặp ta. Nàng ánh mắt rơi lệ, bỗng nhiên không muốn đi, bước chậm mau chạy trở lại, muốn lao vào Diệp Thần trong ngực. Nhưng, vậy cái hư không kẽ hở. Nhưng truyền ra to lớn cảm cho đòi hấp lực, rất miễn cưỡng đem Diệp Lạc Nhi thân thể, hút tới. Diệp Lạc Nhi một tiếng kêu khóc, tuy có mọi thứ không thôi, nhưng cuối cùng vẫn bị hút vào đi, bị tiếp đón đến không không lúc nào không, vậy hư không kẽ hở vậy khép lại, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Diệp Thần sờ một cái mình mới vừa bị Diệp Lạc Nhi hôn qua môi, bật cười khanh khách, lại có điểm buồn bã mất mát. Con bé này... Lạc Nhi cũng đi không không lúc nào không, không biết lúc nào, ta cũng có thể bước lên thần. Diệp Thần trong lòng suy nghĩ muôn vàn, hiện tại hắn tu vi, chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 9, khoảng cách bước lên thần còn tương đương xa xôi. Lắc đầu một cái, Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, trước mắt vấn đề khẩn yếu nhất, chính là giải quyết hắc ám tai biến. Vậy hắc ám tai biến, đã càng diễn càng ác liệt, lại không giải quyết, mồi lửa đều có tắt nguy hiểm. Hắn hít sâu một hơi, chính là phong tỏa Tử Hoàng Tiên Cung tọa độ, trực tiếp phá không đi. Lúc này, Tử Hoàng Tiên Cung, đã có hơn nửa sơn môn, lâm vào là phế tích. Phía trên bầu trời, hiện đầy mây đen, không ngừng có thùng nước to sấm sét và cuồn cuộn mưa xối xả, chút xuống. Toàn bộ Tử Hoàng Tiên Cung, đã bị mưa xối xả chìm ngập, nạn lụt nghiêm trọng. Sông Tố đan xen bên trong, thỉnh thoảng lại có một phiến phiến sương hoa. Mang cực hạn giá rét, bay xuống. Kinh khủng hơn phải, trong hư không, nứt ra từng cái khe hở, nơi này tinh bích hệ đã tan vỡ, có từng luồng đến từ không không thời không hắc ám khí tức, thấm vào xuống. Những thứ này hắc ám khí tức, mang theo mãnh liệt ăn mòn uy năng, đem Tử Hoàng Tiên Cung rất nhiều bảo vệ đại trận, toàn bộ dòng thực hết, đưa đến toàn bộ Tử Hoàng Tiên Cung, đều bị tất cả loại thiên tai mưa gió bao phủ, một phiến ngày tận thế cảnh tượng. Đệ tử bình thường đã sớm bị an trí tới đất cung dưới. Ở nơi này phiến ngày tận thế vậy cảnh tượng bên trong,
đệ tử bình thường căn bản không có thể tạo được bất kỳ chỗ dùng nào, chỉ cần dám mạo hiểm đầu, sẽ bị thiên tai cùng hắc ám khí tức chìm ngập. Diệp Thần phá không tới, nhìn bị hắc ám tai biến bao phủ Tử Hoàng Tiên Cung, cũng là lấy làm kinh hãi. Hôm nay Tử Hoàng Tiên Cung, đã không thấy được chút nào tiên gia khí tượng, chỉ có mãnh mãnh liệt thiên tai, đậm đà hắc ám, giống như ngày tận thế hạ xuống. Những cái kia hắc ám khí tức, nồng nặc đến ngưng kết thành sương mù, trong sương mù sản sinh ra rất nhiều không thể danh trạng quái vật, bề ngoài giống như là hình người, người khoác nón lá rộng vành, xách một cái lưỡi liềm, ở giữa trời đất đi, thu cắt hết thảy có linh khí đổ, sơn xuyên cây cối, chim dã thú, địa mạch năng lượng, còn có người sống tánh mạng. Tử Hoàng Tiên Cung rất nhiều tinh nhuệ cường giả, hộ pháp, các trưởng lão, đều ở đây bôn tẩu khắp nơi bảo hiếu, cùng những quái vật kia đối kháng. Diệp Thần lại thấy, Đạo Đức Thiên Tôn, Trùng Dương Chân Nhân, Vũ Hoàng Cổ Đế, Phong Gian Mộng các người, đang mặt đầy nóng nảy, thử nghiệm tu bổ tinh bích hệ, ngăn cản hắc ám thiên tai ăn mòn. Ngày xưa lập trường bất đồng đám người, lúc này đối mặt thiên tai, cũng khó được đoàn kết đứng lên. Bởi vì người người đều biết, một khi hắc ám tai biến ăn mòn tới, mồi lửa tắt, vậy đối với toàn bộ thế giới hiện thật mà nói, đều là tai họa ngập đầu. Xin lỗi, ta tới trễ. Diệp Thần thấy đám người khổ khổ chống đỡ hình dáng, thở dài một cái, nếu như không phải là bởi vì ma tổ vô thiên sự việc, hắn hẳn đã sớm chạy tới. Hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng toàn trường tất cả người, cũng có thể nghe được rõ ràng. Mọi người ánh mắt, rối rít nhìn phía bầu trời, chỉ gặp Diệp Thần trên mình, hiển hiện ra luân hồi kim quang, ở nơi này phiến hắc ám thiên tai trong thế giới, lộ vẻ được phá lệ chói mắt, lại mang cho người to lớn cảm giác an toàn. Luân hồi chi chủ tới. Luân hồi chi chủ rốt cuộc hạ xuống, ta Tử Hoàng Tiên Cung được cứu rồi. Hừ, các ngươi còn phải cảm tạ hắn sao? Nếu không phải hắn cái này tai tinh, ta Tử Hoàng Tiên Cung, lại làm sao sẽ bị không không thời không thế lực để mắt tới. Tử Hoàng Tiên Cung rất nhiều võ giả, thấy Diệp Thần hạ xuống, phần lớn người đều là mừng như điên kích động, thật giống như thấy được cứu tinh. Nhưng cũng có một ít người, cho rằng là Diệp Thần hại bọn họ. Trong mắt mang oán độc ý. Đạo Đức Thiên Tôn, Trùng Dương Chân Nhân, Vũ Hoàng Cổ Đế, Phong Gian Mộng bốn người, thấy Diệp Thần rốt cuộc trở về, nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần, người thật là quá giỏi à, chấp trưởng quang minh chi tâm, lại hoàn toàn tiêu diệt ma tổ vô thiên, đời này còn có ai là ngươi địch thủ. Ngươi lại tay khoác thiên nghiêng, đại công đức khí vận thêm thân, vậy thì thật là vô địch ở giữa vô địch. Phong Gian Mộng thấy Diệp Thần trở về. Cười một tí, trong nụ cười nhưng mang to lớn cảnh giác phòng bị ý. Thiên Cơ thấy rõ dưới, Phong Gian Mộng và Đạo Đức Thiên Tôn các người, đã biết Diệp Thần bắt được quang minh chi tâm, thậm chí còn hoàn toàn tiêu diệt ma tổ vô thiên, làm được trên trời hạ xuống hắc mưa, một đời kiêu hùng là hoàn toàn chết. Hôm nay hắc ám tai biến hạ xuống, đó là thiên nghiêng họa, Diệp Thần nếu như lại tay khoác thiên nghiêng, vậy thì thật là vô địch. Đạo Đức Thiên Tôn và Vũ Hoàng Cổ Đế sắc mặt đều vô cùng khó khăn xem. Chỉ có Trùng Dương Chân Nhân, và Diệp Thần cũng không có nhiều ít cừu hận, thậm chí hai người coi như là đồng minh, muốn cùng đối kháng Đạo Đức Thiên Tôn, cho nên hắn thấy Diệp Thần tiến bộ, hơi lộ ra nụ cười, nói. Diệp Thần, người hồi tới đúng dịp, người không trở lại nữa, chúng ta coi như không chịu nổi. Diệp Thần nhìn xem, liền thấy giữa không trung bên trong, lơ lửng một khối đá bia, trên bia đá in một cái chữ thiên. Chính là thiên bia. Vì chống lại hắc ám tai biến, Đạo Đức Thiên Tôn cả ngày bia đều lấy ra. Chỉ bất quá, ngày này bia, Đạo Đức Thiên Tôn vậy không có thể luyện hóa chấp trưởng, hắn chỉ là có thể thoáng điều động thiên bia một chút lực lượng thôi. Cái này một chút lực lượng, hiển nhiên còn chưa đủ để đối kháng ngày này nghiêng hắc ám. Ta xem đối kháng hắc ám, không cần quang minh chi tâm, dùng ngày này bia là tốt. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái. Bàn tay một chảo, liền hướng thiên bia bắt đi. Thiên bia, là cuối cùng một khối luân hồi huyền bi, nếu như Diệp Thần có thể cầm tới tay nói, hắn có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, không giống Đạo Đức Thiên Tôn như vậy, bắt vào tay đều không thể dùng. Ngươi dám! Đạo Đức Thiên Tôn xem Diệp Thần ra tay một cái, lại có thể liền muốn cướp đoạt hắn thiên bia, nhất thời tức giận, ngang trời một kiếm liền hướng Diệp Thần chém tới. Một kiếm này có bán thần tiêu chuẩn. Xem ra theo thực tế phép tắc giãn ra, Đạo Đức Thiên Tôn tu vi, cũng có tiến bộ, đã vượt qua tiên đế cảnh giới, bước vào bán thần bước. Hoặc là nói,
hắn thật ra thì sớm đã có thành thần tư cách, chỉ là vì bảo vệ mồi lửa, bảo vệ thực tế, mới ở lại thế giới hiện thật, từ đầu đến cuối không có bước lên thần. Không nghi ngờ chút nào, lúc ban đầu đạo đức thiên tôn, là vĩ đại, hắn có bước lên thần tư cách, nhưng hắn không có đi không không lúc nào không, mà là lựa chọn bảo vệ mồi lửa. Chỉ bất quá, cái này bảo vệ, vậy dần dần thành hắn chấp niệm cùng tâm ma. Mồi lửa là từ thiên hỏa mệnh tinh lưu truyền ra, là diệp thần luân hồi huyết mạch một phần chia. Nếu như đạo đức thiên tôn thật vô tư vĩ đại nói, hắn hẳn đem mồi lửa trả lại cho diệp thần. Chỉ có ở diệp thần trong tay, mồi lửa mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Nhưng, kêu hắn giao ra mồi lửa, đó là tuyệt không khả năng sự việc. Khối này thiên bia, cũng giống như vậy. Coi như biết rõ là luân hồi một phần chia, hắn cũng không cho diệp thần. Diệp thần thấy đạo đức thiên tôn một kiếm chém tới, bán thần uy thế mãnh mãnh liệt, chỉ cười một tiếng, cũng không hoảng loạn, tiện tay rút kiếm rời ra, nói ta chỉ là chỉ đùa một chút, đừng có gấp. Thiên bia trọng yếu như vậy đồ, diệp thần sau này khẳng định sẽ lần nữa đoạt trở lại. Nhưng bây giờ, trước hay là xua tan hắc ám tai biến, tu bổ tinh bích hệ muốn chặt. Đạo đức thiên tôn hừ một tiếng, nhìn diệp thần đạm như vậy như thường hình dáng, trong lòng mơ hồ cảm thấy thất lạc. Hắn biết, diệp thần tiến bộ nhanh như vậy, sau này bất kể là mồi lửa, vẫn là thiên bia, đều có thể bị diệp thần cướp đi. Không, có lẽ diệp thần cũng không cần cướp. Chỉ cần hắn luân hồi hơi thở, đủ cường đại mà nói, mồi lửa và thiên bia, sẽ tự động bị hắn cảm cho đòi, bay đến hắn bên người. Cùng ngày hôm nay tai biến kết thúc, ta nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết thằng nhóc này. Đạo đức thiên tôn nghĩ thầm. Diệp thần tự nhiên biết, đạo đức thiên tôn định ý đối với hắn, nhưng hắn cũng không để bụng. Việc cần kíp, là trước giải quyết trước mắt tai biến. Ám thiên đế và tử thần giáo đoàn liên thủ, rơi xuống hắc ám thiên tai, đích xác là mãnh mãnh liệt, nhưng thật may, ta đã lấy được rồi quang minh chi tâm. Diệp thần cười một tiếng, liền muốn sử dụng quang minh chi tâm, nhưng bỗng nhiên lúc này, hắn nhưng cảm thấy, mình đan điền, thật giống như bị chặn một cái vô hình không khí tường, cho phong khóa lại. Vậy quang minh chi tâm, lại có thể thích không thả ra được. Là bởi vì quả luật. Diệp thần sắc mặt đổi một cái, cảm thấy trong sâu thẳm, có người bày ra nhân quả luật, muốn ngăn cản hắn phóng thích quang minh chi tâm. Thậm chí, chung quanh hắc ám thiên tai, sau lưng tựa hồ cũng có người đang thao túng, ở cố ý nhằm vào Diệp thần. Từng đạo màu tím sấm, hỗn tạp sát khí ngập trời, hung hăng hướng Diệp thần thích đi. Cái này sấm tai ương, thanh thế như trời cướp vậy hung mãnh, cực kỳ khủng bố. Đại mộ thần kiếm, phá. Đột ngột xuất hiện biến cố, để cho Diệp thần trong lòng trầm xuống, sự việc quả nhiên không đơn giản, bất quá hắn không chút kinh hoàng, phản ứng thật nhanh, một chiêu đại mộ thần kiếm, cuồn cuộn thiên táng kiếm khí giết ra, liền đem những cái kia đánh giết xuống lôi tai, toàn bộ chém chết hết. Ngao ngao ngao. Lúc này, hư không trong hắc vụ sản sinh ra rất nhiều quái vật, vậy bắt đầu nổi điên. Tựa như điên đạp chết hướng Diệp thần, vô số quái vật dương nanh múa vuốt, làm người ta rợn cả tóc gáy. Diệp thần thân thể ổn như bàn thạch, không có động tĩnh, trực tiếp thi triển ra phù quỷ mẫu xào, cho gọi ra rất nhiều phù quỷ con rối cùng những quái vật kia đối kháng. Đồng thời, Diệp thần vậy điều động trong cơ thể linh khí, bắt đầu trùng kích đan ruộng phong tỏa. Nhất định là có người, bày ra nhân quả luật, muốn cấm chỉ hắn đem quang minh chi tâm thả ra. Nhưng cái này nhân quả luật hạn chế, vậy hạn chế không được Diệp thần bao lâu. Lấy Diệp thần thủ đoạn, hoàn toàn có thể xông phá. Đạo đức thiên tôn, vũ hoàng cổ đế, phong gian mộng, trùng dương chân nhân các người, thấy Diệp thần bị nhằm vào, đều là ngạc nhiên. Luân hồi chi chủ, người ở thế giới hiện thật trưởng thành quả nhiên khủng bố, hôm nay ở thế giới hiện thật sắp vô địch, xem ra vẫn là phải ta tự mình ra tay à. Vừa lúc đó, trong hư không nổ lên một giọng nói. Chỉ gặp một tôn uy nghiêm vô thượng ma thần, bóng người từ hắc phụ cùng thiên tai bên trong hiển hiện ra. Cái này ma thần, hình dáng thoạt nhìn là một tướng mạo đường đường người đàn ông trung niên, ngũ quan như đao búa phòng tai tạc vậy trong sáng, sau ót có một vòng màu đen quang vòng, giống như là một vòng màu đen mặt trời, khí tượng khá là kỳ dị. Chính là màu đen kia quang vòng, để cho trên người hắn hiển hóa ra ma thần hơi thở, vừa thấy liền biết không phải là nhân tộc. Hắc Thái Dương Mạnh Thiên Tàn. Diệp thần thấy cái này ma thần nam tử, thiên cơ bắt, nhất thời liền nhận ra.
Cái này ma thần nam tử, chính là tử thần giáo đoàn vị thứ 4 hộ pháp, biệt hiệu Hắc Thái Dương Mạnh Thiên Tàn. Mạnh Thiên Tàn xuất thân liệt nhật ma tộc, mà liệt nhật ma tộc, là từ liệt nhật mệnh tinh hạ sản sinh ra chủng tộc. Mạnh Thiên Tàn sau ót màu đen quang vòng, cùng liệt nhật mệnh tinh có mấy phần tương tự, giống như là ma hóa rơi lạc hậu mặt trời gay gắt, là một vòng màu đen mặt trời. Dĩ nhiên, hiện tại hạ xuống, cũng không phải là Mạnh Thiên Tàn bản thể. Mạnh Thiên Tàn thực lực cường đại, hắn bản thể, tự nhiên khó mà đột phá tinh bích hệ hạn chế, hạ xuống đến thế giới hiện thật tới. Xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt, chỉ là Mạnh Thiên Tàn hình chiếu. Nhưng cho dù là hình chiếu, uy thế cũng là tương đương mãnh mãnh liệt bá đạo, đã có điểm đến gần thần đạo cảnh tầng thứ 2 bước. Hoặc giả là bởi vì, Tử Hoàng Tiên Cung bầu trời tinh bích hệ, đã khắp nơi tan vỡ, hắc ám thiên tai kịch liệt, cho nên Mạnh Thiên Tàn hình chiếu thực lực, vậy vượt qua phổ thông thần đạo cảnh tầng thứ nhất bước, lại sắp đạt tới tầng thứ 2. Diệp Thần trên mình nhân quả luật phong tỏa, hiển nhiên cũng là Mạnh Thiên Tàn bút tích. Đạo Đức Thiên Tôn, Vũ Hoàng Cổ Đế các người, thấy Mạnh Thiên Tàn hạ xuống, đều là cảm thấy một hồi to lớn áp lực. Mạnh Thiên Tàn quét nhìn một mắt toàn trường, rồi sau đó cười híp mắt nhìn Phong Gian Mộng nói, Tam Vĩ, thật lâu không gặp. Năm đó mệnh vận chi luân đuổi theo giết ngươi, ngươi lại có thể không chút tổn hao nào, đuôi thú lực lượng, đích xác là đáng sợ. Ta muốn tắt mồi lửa, cùng ngươi không liên quan, ngươi hay là đi thôi, miễn được mọi người tranh đấu, tổn thương hòa khí. Phong Gian Mộng nhìn đối phương, thần sắc có chút phức tạp, nói thế giới hiện thật là thiên nữ cố hương, ta không thể nhìn nàng cố hương bị hủy. Mạnh Thiên Tàn nghe được lời này, sửng sốt một tí, rồi sau đó cười nói, phải không? Vậy cũng tốt, tùy ngươi, tóm lại, ngày hôm nay mồi lửa nhất định phải tắt. Dừng một chút, Mạnh Thiên Tàn ánh mắt, chính là rơi xuống Diệp Thần trên mình, nụ cười cũng thay đổi được lãnh khốc tàn nhẫn, luân hồi chi chủ, ngươi muốn dùng quang minh chi tâm, xua tan hắc ám thiên tai, đó là mộng tưởng hảo huyền. Quang minh những ràng buộc, gông xiềng phong ấn, đây là ta bày ra nhân quả luật, ngươi muốn đột phá, trừ phi trước hết giết ta. Diệp Thần nghe Mạnh Thiên Tàn mà nói, trong lòng bộc phát ngưng trọng. Hắn nội thị đan điền, liền thấy quang minh chi tâm, lại có từng cái màu đen gông xiềng quấn vòng quanh, giống như là một tầng nghiêm mật phong ấn. Đây là Mạnh Thiên Tàn bày ra nhân quả luật. Hắn điều này nhân quả luật, vừa đúng lúc, cũng không phải nguyền rủa Diệp Thần, chính là đơn thuần niêm phong quang minh chi tâm, không cho Diệp Thần sử dụng cơ hội. Hơn nữa hắn dự định niêm phong thời gian, vậy rất ngắn, chỉ có một ngày chừng. Đợi một ngày sau đó, Diệp Thần liền có thể vận dụng. Nhưng nếu là trì hoãn một ngày, sợ rằng toàn bộ Tử Hoàng Tiên Cung, liên quan mồi lửa, đều phải bị hắc ám chìm ngập. Không thể không nói, Mạnh Thiên Tàn đặc biệt có đúng mực, coi như là vận dụng nhân quả luật, vậy không có quá mức. Bởi vì, quá đáng nhân quả luật, quá ngoại hạng nói, không phù hợp suy luận đạo lý, liền không cách nào thực hiện. Mạnh Thiên Tàn nhân quả luật, chỉ là niêm phong quang minh chi tâm. Cũng không phải là muốn tổn thương Diệp Thần, vừa vặn có thể có hiệu lực. Vì phòng ngừa Diệp Thần đột phá, hắn thậm chí không tiếc tiêu hao giá phải trả, giáng xuống một đạo hình chiếu phân thân, duy trì nhân quả luật vận chuyển. Diệp Thần muốn đột phá nhân quả luật, phóng thích quang minh chi tâm mà nói, chỉ có trước tiêu diệt hắn. Thật làm ta không giết được ngươi. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, hướng Vũ Hoàng Cổ Đế, Đạo Đức Thiên Tôn các người ánh mắt tỏ ý. Mình dẫn đầu khua kiếm chém chết hướng Mạnh Thiên Tàn. Mạnh Thiên Tàn cái này đạo hình chiếu, hàm chứa bản thể hắn bổn mạng ý chí, căn bản là thần đạo cảnh tầng thứ nhất đỉnh cấp, đến gần thần đạo cảnh tầng thứ hai thực lực. Nếu như Diệp Thần một thân một mình nói, dĩ nhiên rất khó đối phó. Nhưng, thiên tai ngay đầu, hắn và Vũ Hoàng Cổ Đế, Đạo Đức Thiên Tôn các người, đứng ở cùng trận tuyến, tập hợp đám người lực, muốn tiêu diệt Mạnh Thiên Tàn, cũng không là chuyện không thể nào. Những người này cũng đều là đỉnh cấp thiên đế, cũng là thế giới hiện thật có khả năng nhất thành thần tồn tại. Đạo Đức Thiên Tôn, Vũ Hoàng Cổ Đế, Trùng Dương Chân Nhân, Phong Gian Mộng bốn người, cũng biết sự việc lợi hại, ở Diệp Thần ra tay sau đó, lập tức vậy ra tay công hướng Mạnh Thiên Tàn. Mạnh Thiên Tàn ha ha cười một tiếng, nói các ngươi người nhiều, ta là không đánh lại các ngươi. Nhưng, các ngươi muốn giết ta, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Thiên Tàn thân thể lóe lên, như ma quỷ ảnh vậy, né tránh Diệp Thần đám người công kích. Thật ra thì nếu như cứng đối cứng, lấy hắn đến gần thần đạo cảnh tầng thứ hai thực lực,
vậy không gánh nổi Diệp Thần đám người liên thủ. Nhưng, hắn lựa chọn tránh đánh, dựa vào thần đạo cảnh thực lực, không ngừng tránh né. Diệp Thần các người thế công mãnh liệt, nhiều lần cũng đánh trúng Mạnh Thiên Tàn thân thể, nhưng hoặc là bị một tầng không khí tường ngăn trở, hoặc là thật giống như đánh trúng không khí, trực tiếp xuyên thấu đi qua, không có cách nào thương tổn tới Mạnh Thiên Tàn chút nào. Đây là thần đạo cảnh thủ đoạn thần thông, là bởi vì quả luật cùng ảo tưởng phép tắc vận dụng. Mạnh Thiên Tàn bày nhân quả luật không khí tường, bảo vệ tự thân, lại đang thời điểm nguy hiểm, thân hóa ảo tưởng, để cho mình thân thể, biến thành ảo tưởng khái niệm, miễn dịch hết thảy tổn thương. Những thứ này thủ đoạn thần thông, đều là thần linh nghĩa sâu xa, hoàn toàn siêu thoát thực tế. Tuy nói Trùng Dương Chân Nhân và Phong Gian Mộng, vậy nắm giữ những thứ này thần linh nghĩa sâu xa, nhưng muốn vận dụng nói, cần phải bỏ ra không ít giá. Hai bọn họ người, hiển nhiên cảm thấy, bây giờ còn chưa phải là vận dụng lá bài tẩy thời điểm, đều đưa hy vọng ký thác vào Diệp Thần trên mình, chiến đấu lấy Diệp Thần cầm đầu. Đều ở đây trông cậy vào ta sao? Cũng lúc này, các ngươi còn muốn cất giữ lá bài tẩy. Diệp Thần lâu công không được, mà theo thời gian đưa đẩy, chung quanh hắc ám thiên tai, đổi được càng mãnh liệt đứng lên, sấm sét nổ, phong tai mưa tai, tai nạn tuyết băng tai, gào thét thiên địa, hắc ám khí tức hội tụ thành biển sương mù, làm người ta không thở nổi. Ha ha, các ngươi theo đuổi tâm tư của mình, cần gì phải bày ra một bộ đồng minh hình dáng. Mạnh Thiên Tàn vậy không nhịn cười được, hắn cũng không có mạo hiểm phản kích, vẫn là không ngừng né tránh, duy trì nghiêm mật phòng thủ tư thái, giọt nước không lọt. Hắn biết, chỉ cần thời gian trì hoãn đi xuống, chung quanh hắc ám thiên tai, liền càng ngày sẽ càng mãnh liệt, đến cuối cùng, toàn bộ Tử Hoàng Thiên Cung, liên quan tất cả người, đều sẽ bị hắc ám chìm ngập. Đây là thiên địa đại thế. Những thứ này hắc ám, là tới từ không không thời không năng lượng, cũng không phải là Mạnh Thiên Tàn gọi tới, là thiên địa bản thân lực lượng. Hắn chỉ là lợi dụng trận pháp, đem những thứ này hắc ám, chút xuống đến Tử Hoàng Tiên Cung thôi. Cái đó trận pháp, giống như là một cái miệng cống mở một cái, bóng tối lũ lụt, liền sẽ chút xuống. Đây là thiên băng thiên nghiêng đại thế, Diệp Thần các người muốn đối kháng, ngang hàng là lấy sức người, đối kháng thiên địa đại thế, chỉ có bị tiêu diệt kết quả. Trừ phi, Diệp Thần có thể cho gọi ra quang minh chi tâm. Nhưng hết lần này tới lần khác, vậy quang minh chi tâm, đã bị Mạnh Thiên Tàn phong khóa lại. Diệp Thần gặp tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, mà Đạo Đức Thiên Tôn, Vũ Hoàng Cổ Đế, Phong Gian Mộng, Trùng Dương Chân Nhân bốn người, cũng cất giữ lá bài tẩy, không chịu xuất toàn lực đối phó Mạnh Thiên Tàn. Ha ha ha, cái này Mạnh Thiên Tàn ngược lại là nói không sai, chúng ta theo đuổi tâm tư của mình, lại coi là cái gì đồng minh. Dựa vào các ngươi là không được, chỉ có dựa vào chính ta. Diệp Thần phá lên cười, tiếng cười có chút thê lương mùi vị, rồi sau đó cả người hắc khí bạo dũng, hướng ánh mắt hội tụ đi. Ừ, cảm thấy được Diệp Thần cả người gào thét ma khí, Mạnh Thiên Tàn mơ hồ cảm thấy một chút không ổn, mới vừa vẫn là biểu tình hài hước, giờ phút này đổi được có chút hoảng sợ, kêu lên. Thằng nhóc, ngươi muốn làm gì? Diệp Thần nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Tàn. Một chữ một cái quát lên, quyết tử ma nhãn, mở. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần con mắt trái, hiện ra các loại cổ xưa đường vân, so hắc ám thiên tai còn muốn đậm đà hắc ám tử khí, ngay tức thì bộc phát ra. Hắn quyết tử ma nhãn, lại một lần nữa mở ra. Còn mở khải quyết tử ma nhãn ngay tức thì, Diệp Thần cảm thấy mình con mắt trái, truyền tới trước đó chưa từng có đau nhói, có dũng khí muốn mù rơi cảm giác. Từng luồng máu tươi. Không ngừng từ hắn trong hốc mắt chảy ra. Muốn tiêu diệt Mạnh Thiên Tàn mà nói, chỉ có vận dụng quyết tử ma nhãn. Cho dù giá phải trả to lớn. Ừ, hồn thiên đế ánh mắt. Mạnh Thiên Tàn giọng nói khàn khàn, thật giống như bị người giữ lại cổ họng. Hắn thật ra thì thấy rõ thiên cơ, sớm biết Diệp Thần lấy được hồn thiên đế ánh mắt, nhưng không biết cụ thể uy lực như thế nào. Hiện tại, thấy quyết tử ma nhãn mở, hắn thật sâu cảm thấy chấn động phố. Cho dù năm tháng cùng chiến tranh mài mòn, nhưng Diệp Thần mở ra quyết tử ma nhãn, vẫn là bạo phát ra đủ để nghịch phạt thần linh uy năng. Tuy nói Mạnh Thiên Tàn tu vi mạnh mẽ, ở thế giới hiện thật có đến gần thần đạo cảnh tầng thứ hai thực lực, sẽ không nói bị Diệp Thần một mắt giết chết. Nhưng, Diệp Thần quyết tử ma nhãn, vậy cổ khí tức tử vong nồng nặc, vẫn là mang cho hắn to lớn áp lực. Rột rột, giờ khắc này,
mạnh thiên tàn ra, thật giống như bị nước sôi nấu sôi như nhau, phát ra sôi trào. Thanh âm, vặn vẹo. Ở to lớn tử vong dưới áp lực, da hắn bắt đầu tan vỡ, bổn nguyên tinh hoa vẫn là tiết ra ngoài đi ra, rồi sau đó khô héo thành tro. Quỳ xuống đi. Diệp Thần mở ra quyết tử ma nhãn, trên mình ma khí nổ, sau lưng hiển hóa ra cổ xưa dị tượng, kinh khắc phương tọa nổi lên, mỗi một cái bụi gai đều mang hắc ám đại đạo hoa văn, cùng quyết tử ma nhãn hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Thấy cái này kinh khắc phương tọa, mạnh thiên tàn không gánh nổi. Kinh khắc phương tọa, là tử thần giáo đoàn cao nhất thần khí, là cao nhất quyền bính tượng trưng. Đối với vậy không không thời không cường giả mà nói, có thể ảnh hưởng chừng mực. Nhưng đối với tử thần giáo đoàn người mà nói, ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Bất kỳ tử thần giáo đoàn người thấy kinh khắc phương tọa, như gặp tử thần. Ở Diệp Thần quyết tử ma nhãn và kinh khắc phương tọa cả hai uy áp hạ, mạnh thiên tàn đạo tâm chấn động, đã không ngăn được kinh khắc phương tọa hơi thở. Hắn tại chỗ liền quỳ xuống. Hướng kinh khắc phương tọa, hướng Diệp Thần, quỳ bái. Diệp Thần ánh mắt đau dữ dội. Khó khăn được leo đến kinh khắc phương tọa phía trên, lúc này mới cảm thấy khá hơn một chút, thư ra một hơi, hướng mạnh thiên tàn nói. Mình lãnh cái chết, đừng để cho ta động thủ. Mạnh thiên tàn thân thể run rẩy, lại quỷ thần xui khiến đáp một tiếng, ừ. Rồi sau đó, hắn trở tay một trường, đánh nát đầu mình. Hắn cái này đạo phân thân, lúc này mất đi, liên quan bản thể, đều có bộ phận thời gian tuyến mất mạng. Đạo đức thiên tôn. Vũ Hoàng Cổ Đế, Trùng Dương Chân Nhân, Phong Gian Mộng bốn người, còn có toàn trường tử Hoàng Thiên Cung các cường giả, mắt thấy một màn này, nhất thời rung động, hoàn toàn kinh ngạc. Mới vừa mạnh thiên tàn, hạng lợi hại, hạng tự nhiên. Cho dù Diệp Thần, Vũ Hoàng Cổ Đế các người liên thủ, vậy không đả thương được hắn một cái chút nào mau. Nhưng hiện tại, Diệp Thần lá bài tẩy bộc phát ra, quyết tử ma nhãn và kinh khắc phương tọa thi triển, tại chỗ liền nghiền phá mạnh thiên tàn đạo tâm. Làm hắn quỳ xuống tự sát. Cái này cổ bá đạo cường đại uy thế, để cho tất cả mọi người đều cảm thấy nghẹt thở. Diệp Thần nhưng cũng không có nhiều ít hưng phấn, lại một lần nữa vận dụng quyết tử ma nhãn, hắn con mắt trái gánh vác quá lớn, tầm mắt đã có điểm mơ hồ. Thậm chí mình cũng nói không chừng sẽ bị cái này quyết tử ma nhãn hại chết. Cường đại sau lưng tất nhiên có giá phải trả. Đây là võ đạo thế giới suy luận. Cùng ngày hôm nay kết thúc. Ta cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nếu không ánh mắt ta, nhất định phải phế. Ở ánh mắt không khôi phục trước, là không thể đánh vào vô lượng cảnh. Diệp Thần nghĩ thầm, đau mắt đau dữ dội, trong thời gian ngắn, hắn thì không cách nào đánh vào vô lượng cảnh. Lắc đầu một cái, Diệp Thần thu liễm lại tạp niệm trong lòng, ánh mắt nhìn phía bầu trời, hắc ám tai biến càng ngày càng đậm hơn, thật là thiên băng thiên nghiêng lớn như vậy họa, vô số sấm sét mưa tuyết lăn xuống. Tử Hoàng Tiên Cung khắp nơi kiến trúc, khắp nơi trận pháp, đều đã bị hủy bị hư. Bóng tối lũ lụt, bóng tối sương mù, chìm ngập hết thảy, liền cung điện dưới đất đều bị liền tai họa, không thiếu ở tị nạn đệ tử bình thường, phát ra thê lương tuyệt vọng kêu thảm thiết, không biết lại có bao nhiêu người chết đi. Quang minh chi tâm, xua tan hắc ám. Diệp Thần thần sắc im lặng, hắn ánh mắt vô cùng đau đớn, cũng không đoái hoài được người ngoài sống chết. Chỉ muốn nhanh lên một chút giải quyết hết hắc ám thiên tai, sau đó đi về nghỉ. Vù vù. Diệp Thần đem quang minh chi tâm, từ đan điền bên trong triệu hoán liền đi ra. Hiện tại mạnh thiên tàn vậy đạo phân thân, đã mất đi, nhân quả luật phong tỏa, cũng là tán loạn đi. Diệp Thần một cái ý niệm, liền đem quang minh chi tâm cho gọi ra tới. Nóng rực, thần thánh, tràn đầy màu trắng bạc ánh sáng, mang cổ xưa quang vinh hơi thở quang minh chi tâm. Từ từ bay lên đến giữa không trung. Đạo đức thiên tôn, Vũ Hoàng Cổ Đế các người, nhìn vậy quang minh chi tâm, đều có chút kinh ngạc cùng thất thần, tựa như thấy được thế gian hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Viên kia quang minh chi tâm, điêu khắc liền rất nhiều huyền ảo hoa văn, mỗi một đạo hoa văn cùng phù văn, đều mang cuối cùng quang minh lực lượng, vậy cổ quang minh lực lượng, thậm chí không tồn tại tại chư thiên, chỉ là quang thần thiên tôn trong ảo tưởng khái niệm, đủ để chiếu sáng tinh không bờ bên kia khái niệm. Đơn giản là điên cuồng. Những hoa văn kia cùng phù văn, cũng không hoàn mỹ, có rất nhiều thiếu sót. Bởi vì viên này quang minh chi tâm, vẫn là một kiện không hoàn thành tác phẩm, là một kiện bán thành phẩm. Nhưng, dù vậy, quang minh chi tâm bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng, vẫn là ngay tức thì càn quét chân trời, đem đầy trời hắc ám tai khí,
toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Vinh dự thánh quang, vẩy xuống, rơi vào đã hóa thành phế tích Tử Hoàng Tiên Cung sơn môn trên, thê lương bên trong lộ ra một tơ ánh sáng hy vọng chiếu rọi. Quang minh chi tâm hiệu quả, là hiệu quả nhanh chóng. Diệp Thần một cái quang minh chi tâm thả ra ngoài, lập tức liền chiếu phá hắc ám, để cho tất cả lôi tai phong tai, mưa tai tai nạn tuyết, hắc ám sát khí, vặn vẹo quái vật, toàn bộ tản đi. Cái này quang minh chi tâm, là quang thần thiên tôn ảo tưởng bên trong, dùng để chiếu sáng tinh không bờ bên kia đồ, muốn xua tan nho nhỏ một ít hắc ám năng lượng, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Đạo đức thiên tôn, vũ hoàng cổ đế các người nhìn một màn này, đều là ngây dại. Đây chính là quang thần thiên tôn trong ảo tưởng vĩ tác phẩm lớn, quang minh chi tâm sao? Đúng rồi, cái này quang minh chi tâm, ta đã thấy. Đạo đức thiên tôn thanh âm mang khen ngợi, đã từng là nhớ lại đang kịch liệt lăn lộn, để cho hắn nội tâm, cảm thấy quặn đau. Ban đầu quang minh chi tâm ra đời, hắn là chính mắt làm chứng, thậm chí thiếu chút nữa bị chiếu mù. Bất quá lúc này, quang minh chi tâm đã bị Diệp Thần thu phục. Diệp Thần khống chế quang minh chi tâm độ sáng, vừa vặn có thể để xua tan hắc ám, cũng không thái quá nóng rực. Đạo đức thiên tôn, vũ hoàng cổ đế các người, đều có thể nhìn thẳng quang minh chi tâm, có thể thấy phía trên vĩ đại thần thánh, thâm ảo văn lộ phức tạp. Những văn lộ kia cùng ký hiệu, khẳng định không phải quang thần thiên tôn một người có thể tạo ra. Hắn cho dù là cửu thần, vậy không cái này tư cách, có thể hoàn thành như thế vĩ đại tác phẩm. Cái này sau lưng, còn có nguyên thiên đế trợ lực. Cái này quang minh chi tâm, không phải giết hại thần khí, nhưng dựa vào mạnh như vậy mãnh liệt ánh sáng, tiêu diệt một ít không không thời không một ít phổ thông cường giả, liền cùng nghiền chết một con kiến như vậy ung dung. Vũ hoàng cổ đế con người đông lại một cái, nội tâm lại là sợ hãi, vừa ghen tị. Quang minh pháp vương là đem quang minh chi tâm, tặng đưa cho Diệp Thần, cũng không phải là mượn dùng. Chuyện này quá lớn, đã sớm kích động thiên cơ. Hắn và đạo đức thiên tôn các người, cũng cảm giác được. Nói cách khác, Diệp Thần là quang minh chi tâm chủ nhân, hắn có này cùng thần khí, lại là vô địch và kinh khủng. Diệp Thần nhìn vũ hoàng cổ đế sợ hãi đố kỵ hình dáng, trong lòng âm thầm bật cười. Thật ra thì coi như hắn lấy được rồi quang minh chi tâm, cũng sẽ không thường xuyên sử dụng. Bởi vì vật này, dẫu sao chỉ là bán thành phẩm, thường xuyên sử dụng, rất có thể tạo thành mài mòn. Diệp Thần cũng không muốn, như thế vĩ đại tác phẩm, làm hại ở bên trong tay mình. Hắn còn muốn cùng mình tu vi cường đại, đem cái này kiện bán thành phẩm, hoàn toàn chế tạo hoàn mỹ, dùng để chiếu lượng đi tinh không bờ bên kia đường. Đây là quang thần thiên tôn nguyện vọng. Cũng là nguyên thiên đế nguyện vọng. Diệp Thần, ra cái giá tiền, ta muốn viên này quang minh chi tâm. Phong Gian Mộng bỗng nhiên hướng Diệp Thần hỏi, thanh âm mang to lớn nóng rực cùng khát vọng. Cái này quang minh chi tâm, nàng ban đầu đánh mất tử hồn giới thời điểm, vậy từng gặp qua, nhưng vô duyên tiếp xúc, quang minh thần điện không thể nào cầm vật này giao cho nàng. Hiện tại Diệp Thần lộ ra quang minh chi tâm, để cho Phong Gian Mộng vô cùng động tâm, muốn giao dịch. Ngồi ở kinh cức vương tọa lên Diệp Thần, nghe nói như vậy, một bên ho khan một bên cười lên, lắc lắc đầu nói, vật này là bảo vật vô giá, ta không thể nào cho ngươi. Phong Gian Mộng nói, ta có thể mở ra đủ để cho ngươi hài lòng tiền đặt cuộc. Diệp Thần ga một tiếng, thuận miệng hỏi một câu, cái gì tiền đặt cuộc? Phong Gian Mộng ngưng mắt nhìn hắn ánh mắt, không nói gì, tựa hồ là sợ kích động thiên cơ, rồi sau đó lặng lẽ truyền âm, hơn nữa thanh âm tận lực che giấu qua, nói. Ta có thể giúp ngươi ám sát Dạ Hàn. Cái này truyền âm truyền tới Diệp Thần trong lỗ tai, thiếu chút nữa thì để cho Diệp Thần từ chỗ ngồi nhảy cỡn lên. Bởi vì trong lòng quá mức kinh ngạc. Hắn trợn to hai mắt, hít sâu một hơi, mới để cho mình tỉnh táo lại, vậy truyền âm trở về nói. Ngươi có thể giết chết Dạ Hàn. Diệp Thần đánh chết ma tổ vô thiên, coi như là và Dạ Hàn kết làm kết thù, sau này chắc là phải bị trả thù. Cái này Dạ Hàn, năm đó có thể ở đà đế cổ thần mí mắt phía dưới, trộm đi thập vị ấu thú, phản bội sư môn, thực lực tuyệt đối là cường hãn. Hiện tại Phong Gian Mộng lại nói, nàng có thể ám sát Dạ Hàn, ngược lại là để cho Diệp Thần 10 phần bất ngờ. Phong Gian Mộng nói, chính diện đối chiến không chắc chắn, nhưng đánh lén ám sát, ta có cơ hội, chín đuôi là bạn của ta, nó không cam lòng bị Dạ Hàn khống chế, vẫn luôn muốn làm phản. Dạ Hàn cho đòi dẫn ma tổ vô thiên, là muốn diệt hết chín đuôi ý thức,
dùng ma tổ vô thiên ý thức thay thế, nhưng ngươi giết ma tổ vô thiên, coi như là làm rối loạn hắn kế hoạch, hắn khẳng định đối ngươi hận thấu xương. Dạ Hàn nhưng mà đã từng không không lúc nào không cao cấp sát thủ, ngươi đắc tội hắn, so đắc tội đà đế cổ thần tự mình còn phải làm phiền. Chỉ cần ngươi cầm quang minh chi tâm cho ta, ta có thể giúp ngươi ám sát Dạ Hàn. Ta và chín đuôi trong ứng ngoài hợp, Dạ Hàn chưa chắc có thể phòng được. Diệp Thần nghe được Phong Gian Mộng mà nói, trong lòng đại chấn. Lúc đầu, Dạ Hàn muốn tiếp đón ma tổ vô thiên, đi không không lúc nào không, là vì thay thế chín đuôi. Dùng ma tổ vô thiên ý thức, thay thế chín đuôi ý thức. Ma tổ vô thiên tuy là một đời kiêu hùng, tâm tư nhiều thay đổi, nhưng bất kể như thế nào, tổng so chín đuôi muốn tinh khiết rất nhiều. Dạ Hàn ý tưởng là đem ma tổ vô thiên biến thành chín đuôi, như vậy thuận lợi điều khiển. Nhưng Diệp Thần ra tay, coi như là phá vỡ mộng đẹp của hắn. Hiện tại Diệp Thần nghe được Phong Gian Mộng nói, cũng có thể cảm nhận được thiên cơ, ở không không lúc nào không chung Dạ Hàn, đối với mình là có bao nhiêu thống hận cùng nổi giận. Nếu như Phong Gian Mộng chịu ra tay, ám sát Dạ Hàn, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Nhưng, muốn Diệp Thần cầm ra quang minh chi tâm, cái này giá quá lớn, là không thể suy tính. Diệp Thần suy nghĩ một lát, cuối cùng lắc lắc đầu nói, quang minh chi tâm không thể cho ngươi, ngươi không cần nói nữa. Phong Gian Mộng gặp Diệp Thần thái độ vẫn là kiên quyết như vậy, trong lòng mười phần không vui mau, khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, không cho cũng không cho, có gì đặc biệt hơn người. Đây là ngươi chọn, sau này bị Dạ Hàn trả thù, ngươi đừng trách ta. Dứt lời, Phong Gian Mộng trực tiếp lạnh nhạt xoay người rời đi, ngự gió bay khỏi Tử Hoàng Tiên Cung. Đạo Đức Thiên Tôn, Vũ Hoàng Cổ Đế, Trùng Dương Chân Nhân ba người, gặp Phong Gian Mộng đột nhiên rời đi, đều cảm thấy kinh ngạc. Mới vừa Phong Gian Mộng và Diệp Thần trao đổi, là lấy truyền âm và ý chí phương thức, hơn nữa tận lực che giấu thiên cơ, người ngoài vậy dò không nghe được. Diệp Thần gặp hắc ám tai biến đã giải quyết, liền thu hồi quang minh chi tâm, nói, Đạo Đức Thiên Tôn, nơi đây chuyện đã xong, ta cũng nên đi. Tử Hoàng Tiên Cung tinh bích hệ, tan vỡ khá là nghiêm trọng, nhưng vậy không cần Diệp Thần quan tâm, lấy Đạo Đức Thiên Tôn thủ đoạn, hoàn toàn có thể tu bổ. Diệp Thần ý vị sâu xa nhìn Đạo Đức Thiên Tôn, lại nói, chờ ta tương lai tấn thăng vô lượng cảnh, ta sẽ lấy lại thuộc về đồ ta, bất kể là mồi lửa, vẫn là thiên bia. Những lời này nói xong, Diệp Thần bóng người, liền liên quan kinh cức phương tỏa, cùng dần dần không nhìn thấy ở trong hư không, rời đi Tử Hoàng Tiên Cung. Đạo Đức Thiên Tôn nghe Diệp Thần mới vừa vậy mang uy hiếp tiếng nói, sắc mặt mười phần khó khăn xem, hừ một tiếng. Nhưng nghĩ tới, Diệp Thần như vậy vô địch, một khi tấn thăng vô lượng cảnh, vậy thì thật là thần tiên cũng không ngăn nổi. Vũ Hoàng Cổ Đế, thằng nhóc này quá kiêu ngạo. Nếu là thật bị hắn tấn thăng vô lượng cảnh, chúng ta nhất định phải chết. Đạo Đức Thiên Tôn phẫn hận nói. Vũ Hoàng Cổ Đế trầm giọng nói, không sao, ta xem vậy tiểu tử vận dụng quyết tử ma nhãn, tựa hồ giá phải trả không nhỏ, hắn tiếp theo đoạn thời gian này, phỏng đoán đều cần nghỉ ngơi, không có đánh vào vô lượng cảnh có thể. Đạo Đức Thiên Tôn nói, tuy nói như vậy, nhưng nhất định phải đuổi ở hắn tấn thăng trước, đem hắn đánh chết, nếu không hắn bước vào vô lượng cảnh, đó là thật vô địch, muốn tiêu diệt chúng ta, liền như vậy giết chết hai con kiến. Ngươi đã có bước lên thần tư cách, ta sẽ cùng Hồng Quân nói một tiếng, kêu hắn giúp ngươi bước lên thần. Vũ Hoàng Cổ Đế nghe được Đạo Đức Thiên Tôn chịu ra tay, cắt cử Hồng Quân lão tổ trợ lực, nhất thời đại hỉ, nhưng trong lòng lại là rét một cái, nói. Đạo Đức Thiên Tôn, nói trước tốt, các ngươi giúp ta bước lên thần, là chính các ngươi vậy muốn đối phó luân hồi chi chủ, cũng không phải là ta yêu cầu. Ta không thiếu ngươi cửa ân huệ. Hắn sợ mình chịu người ân huệ, dính vào nhân quả, sau này không dễ xử lý. Đạo Đức Thiên Tôn nói, ngươi yên tâm chính là ta xin ngươi bước lên thần, ngươi đối với ta không có bất kỳ thiếu nợ. Vũ Hoàng Cổ Đế đại hỉ, nói, như vậy quá tốt. Trùng Dương Chân Nhân toàn bộ hành trình nghe hai người nói chuyện, chỉ cười lạnh một tiếng, cũng không làm bình nghị, xoay người rời đi. Vũ Hoàng Cổ Đế và Đạo Đức Thiên Tôn mưu đồ, hắn cũng không có đi nói cho Diệp Thần. Bởi vì không cần phải. Lớn như vậy mưu đồ, là không che giấu được. Diệp Thần coi như là một kẻ ngu, cũng có thể cảm giác được thiên cơ, bắt được sát khí. Mà Vũ Hoàng Cổ Đế, Đạo Đức Thiên Tôn hai người cũng không có tận lực che giấu,
bởi vì bọn họ cùng luân hồi trận doanh mâu thuẫn, cũng sớm đã là công khai. Hiện tại, bọn họ đụng nhau, là ai có thể trước một bước đột phá? Nếu như Diệp Thần trước một bước bước vào vô lượng cảnh, vậy Vũ Hoàng Cổ Đế đừng nghĩ phiên bản, trực tiếp tự giết tính. Diệp Thần hôm nay chỉ là thiên huyền cảnh tầng thứ 9, cứ như vậy vô địch, cùng bước vào vô lượng cảnh, vậy thì thật là nghiền ép thế giới hiện thật hết thảy. Vũ Hoàng Cổ Đế muốn chiến thắng Diệp Thần, chỉ có mình giành trước thần, bước vào thần đạo cảnh. Diệp Thần trở lại tinh nguyệt giới, ánh mắt vẫn là vô cùng đau đớn, liền bế quan nghỉ ngơi. Phòng bế quan bên trong, Diệp Thần thoáng chấn định tâm thần, thử nghiệm thúc dục quang minh chi tâm, đi chiếu sáng mình hắc dạ mệnh tinh thế giới. Nếu như là hoàn mỹ quang minh chi tâm, đủ để ngay tức thì điểm sáng hắc dạ mệnh tinh. Nhưng, cái này quang minh chi tâm, chỉ là bán thành phẩm. Muốn hoàn toàn điểm sáng hắc dạ mệnh tinh mà nói, cần chút thời gian, cũng cần Diệp Thần có đầy đủ tu vi. Diệp Thần phỏng đoán, cùng hắn bước vào vô lượng cảnh, hắc dạ mệnh tinh hẳn liền có thể thức tỉnh. Một khi hắc dạ mệnh tinh thức tỉnh, vậy hắn thực lực tất nhiên sẽ cao hơn một cái nấc thang, đến lúc đó thế giới hiện thật phỏng đoán có thể xông pha. Dạ Hàn có thể đối với ta bất lợi, phải gọi Nhâm tiền bối hỗ trợ chăm sóc một tí. Diệp Thần một bên điều dưỡng trước ánh mắt, vừa suy nghĩ trước tương lai đường. Ám Thiên Đế và Tử Thần giáo đoàn thiên cơ dấu vết, hắn có thể bắt được, đối phương có âm mưu gì sát ý, hắn có thể cảm ứng được, trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng Dạ Hàn mà nói, Diệp Thần biết quá mức thiếu. Hắn cần càng nhiều hơn tình báo. Lập tức, Diệp Thần lợi dụng Thiên Quân Phong Thần Bia, câu thông Nhâm Phi Phàm, đơn giản nói một tí Dạ Hàn sự việc. Ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Nhâm Phi Phàm truyền đến một câu nói, nhất thời để cho Diệp Thần an tâm không ít. Lập tức, Diệp Thần liền tĩnh tâm nghỉ ngơi, chỉ cùng ánh mắt khôi phục, liền có thể đánh vào vô lượng cảnh. Lúc này, không không lúc nào không bên trong. Tuyết lánh đời giới, cụm núi đỉnh. Hắc ám tai biến bị giải quyết, Ám Thiên Đế và Mạnh Thiên Tàn, chỉ tức hộc máu. Đặc biệt là Mạnh Thiên Tàn, là thật hộc máu, bởi vì hắn một đạo hình chiếu phân thân, bởi vì Diệp Thần mất, liên lụy bản thể, hắn bị thương không nhỏ. Thằng nhóc này, dám tiếm quyền ta Tử Thần giáo đoàn quyền bính, xâm chiếm kinh cức phương tọa, ta muốn hắn chết. Mạnh Thiên Tàn giận dữ không thôi, nghĩ đến mới vừa đưa cho Diệp Thần quỳ xuống, càng cảm thấy xấu hổ bất lực. Lúc ấy, ở Diệp Thần quyết tử ma nhãn và kinh cức vương tọa uy áp, hắn cây bản không có ý khác, chỉ có thể theo bản năng quỳ xuống. Đây là quyết tử ma nhãn và kinh cức vương tọa chỗ lợi hại, đủ để trấn áp thần minh. Ám Thiên Đế cắn răng nghiến lợi, vậy thì không cách nào giữ bình tĩnh, trầm giọng nói, Mạnh hộ pháp, việc đã đến nước này, ngươi còn có không có biện pháp khác, có thể đối phó Diệp Thần vậy tiểu tử. Hắn quyết tử ma nhãn, vốn phải là đồ ta. Mạnh Thiên Tàn sắc mặt rất là khó khăn xem, nói cục diện sợ rằng có chút khó giải quyết, ta thật ra thì âm thầm liên lạc sâu minh lĩnh vực người, muốn ám sát luân hồi trận doanh nhân vật, nhiễu loạn thằng nhóc kia đạo tâm, nhưng... Ám Thiên Đế nói, sâu minh lãnh vực sao? Không không lúc nào không có bốn lớn tổ chức sát thủ, theo thứ tự là sâu minh lãnh vực, rãnh trời cung, tàn mộng thần giáo, máu đen dậy. Trong đó, sâu minh lãnh vực là cường đại nhất tồn tại. Mạnh Thiên Tàn lại có thể mời ra sâu minh lĩnh vực người, xem ra hao tốn không thiếu giá phải trả, nhưng xem hắn hình dáng, tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Những sát thủ kia, đều bị Nguyên Thiên Đế đánh chặn đường sao? Ám Thiên Đế mơ hồ đoán được cái gì? Mạnh Thiên Tàn cười khổ một tí, nói, không có giết, nhưng Nguyên Thiên Đế đúng là âm thầm ra tay, che chở luân hồi trận doanh, ta mời ra sát thủ, bọn họ không tìm được bất kỳ xuất thủ cơ hội. Nguyên Thiên Đế đã cảnh cáo ta, kêu ta cái này nửa năm đàng hoàng một chút, không nên ép hắn ra tay. Nhưng nếu là thật trì hoãn nửa năm, vậy tiểu tử sợ rằng phải lên trời thành thần. Nhâm Phi Phàm có thể một bước lên đỉnh, thành làm Thiên Đế, vậy tiểu tử chưa chắc không thể nào, nếu như bị hắn bước vào không không lúc nào không, đó đúng là chúng ta ngày tận thế. Ám Thiên Đế ra đầu tê dại, nói thật không có biện pháp khác sao? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ chết sao? Mạnh Thiên Tàn suy nghĩ một chút, cuối cùng là mang điểm băn khoăn mở miệng nói. Biện pháp là có, ta và Dạ Hàn công tử có giao tình, có lẽ có thể mời hắn ra tay. Ám Thiên Đế ánh mắt sáng lên nói, Dạ Hàn công tử. Mạnh Thiên Tàn nói, đúng vậy,
Dạ Hàn công tử là đã từng cao cấp sát thủ, so sâu minh lĩnh vực sát thủ, còn lợi hại hơn, hắn nếu là xuất thủ, có lẽ có thể có biện pháp, đột phá nguyên thiên đế phong tỏa, chân chính trấn áp luân hồi trận doanh. Chỉ là, cái này rất nhiều kỷ nguyên thời gian, hắn một mực không có thể hoàn toàn thuần phục chín đuôi, tâm tình thật không tốt, cùng hắn trò chuyện, ắt phải chú ý, không thể chọc hắn tức giận. Ám thiên đế cười lạnh một tiếng, nói cái này Dạ Hàn công tử lợi hại hơn nữa, mới có thể có ta cái này thiên đế cấp 9 lợi hại. Hắn là phong gian gia tộc gia chủ, thiên đế cấp 9, tu vi thông thiên, quyền cao chức trọng, tự có ngạo cốt kiêu ngạo, không hề đem Dạ Hàn đặt ở bên trong mắt. Mạnh thiên tàn cũng là thiên đế, nhưng chỉ là yếu nhất nhất phẩm, cùng những thứ này cao cấp thiên đế, tồn tại chênh lệch thật lớn, cho nên. Nói chuyện là khách khí rất nhiều, nói. Hôm nay có nguyên thiên đế phong tỏa, chúng ta khó đối phó luân hồi trận doanh, cũng chỉ có mời Dạ Hàn công tử ra tay, hắn thần thông biến hóa đa đoan, nói không chừng có phương pháp phá cuộc. Ám thiên đế hừ một tiếng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, một ngày chưa trừ đi Diệp Thần, hắn một ngày lại không thể đoạt lại quyết tử ma nhãn, lập tức cũng chỉ có thể gật đầu, nói. Thôi, ta tùy ngươi đi gặp cái này Dạ Hàn công tử là được. Mạnh thiên tàn nói, như vậy quá tốt. Lập tức, hắn liền dẫn ám thiên đế lên đường, trực tiếp biến dạng hư không, đi Dạ Hàn địa giới. Dạ Hàn ở địa phương đó, đặc biệt hẻo lánh, linh khí mỏng manh, có gió cắt cùng băng tuyết gào thét, tên là Hàn Tuyệt Chi Địa, là một phiến không có bất kỳ sinh mạng nào, chỉ có địa phương vắng lặng. Hắn vì né tránh sư phụ Đà Đế cổ thần đuổi giết, liền một mực trốn ở cái này phiến đường cùng. Mạnh thiên tàn và ám thiên đế, hạ xuống đến cái này phiến đường cùng. Dạ Hàn sớm có cảm ứng, cưỡi một đầu hồ ly yêu thú, ngự không tới. Vậy hồ ly yêu thú, thân hình to lớn, sau lưng kéo 9 cái đuôi, chính là trong truyền thuyết 9 đuôi. 9 đuôi mắt đồng, âm tình bất định, mang hung ác sát khí, thật giống như tùy thời có thể nổi điên giết người. Mạnh thiên tàn và ám thiên đế thấy vậy, trong lòng đều là rét một cái, chỉ cảm thấy từng cơn không rõ khí tức giết hại đập vào mặt. Lấy bọn họ thiên đế cấp tu vi. Đối mặt 9 đuôi, lại sản sinh ra tim quý tủng sợ hãi cảm giác, thậm chí không cách nào nhìn thẳng. Có thể tưởng tượng được, đuôi thú uy năng, có kinh khủng dường nào. Trước không nói Dạ Hàn thực lực như thế nào, hắn chỉ là dựa vào đầu này 9 đuôi, cũng đủ để ngang dọc chư thiên. Chỉ là, xem 9 đuôi hình dáng, tựa hồ cũng chưa hoàn toàn quy thuận Dạ Hàn, trong mắt khí tức hung ác quá nặng. Kháo đắc cận, ám thiên đế và mạnh thiên tàn. Gặp lại ở 9 đuôi trên mình, có từng cái màu đen năng lượng xích sắt, như có như không, giống như là từng đạo cấm chế vậy, chất cốc 9 đuôi thú tính, không để cho hắn bạo ngược nổi điên. Phong gian suy tuyết, mạnh thiên tàn, cái gì gió cầm các ngươi thổi tới. Dạ Hàn cưỡi 9 đuôi hạ xuống, sờ 9 đuôi trên cổ thật dài lông, một bên đạm như vậy hướng ám thiên đế và mạnh thiên tàn hỏi. Từ bề ngoài nhìn như, Dạ Hàn giống như là cái nho nhã thư sinh, 10 phần lịch sự. Chỉ là ánh mắt có chút lạnh như băng, chẳng ai nghĩ tới, hắn đã từng là cao cấp sát thủ, là Đà Đế cổ thần tọa hạ cánh tay phải cánh tay trái, năm đó phản bội sư môn, trộm đi thập vĩ ấu thú, thậm chí đem thập vĩ cắt nhỏ, hôm nay mình bá chiếm 9 đuôi. Mạnh thiên tàn gặp Dạ Hàn sắc mặt không tốt lắm xem, muốn đến là ma tổ vô thiên bị giết, Dạ Hàn kế hoạch bị đánh loạn, cho nên trong lòng tương đương không vui mau. Dựa theo Dạ Hàn kế hoạch nguyên thủy, hắn là muốn đem ma tổ vô thiên. Tiếp đón đi lên, dùng ma tổ vô thiên ý thức, thay thế 9 đuôi ý thức, như vậy thuận lợi khống chế. Tuy nói ma tổ vô thiên một đời kiêu hùng, quả quyết không thể nào cam tâm bị khống, nhưng Dạ Hàn tự nhiên có hắn biện pháp. Bất kể như thế nào, điều khiển một người sống, tổng so khống chế 9 đuôi đơn giản hơn được hơn. Nhưng, Diệp Thần ra tay, trực tiếp chém giết ma tổ vô thiên, nhưng để cho hắn ý nghĩ rơi vào khoảng không. Mạnh thiên tàn nói. Dạ Hàn công tử, ta đã biết, người kế hoạch, bị luân hồi chi chủ làm rối loạn. Chúng ta có cùng chung địch nhân, ta và ám thiên đế lần này tới, là muốn mời ngươi tự mình ra tay, tru diệt luân hồi. Nghe vậy, Dạ Hàn vui vẻ cười to, nói, có nguyên thiên đế che chở, cái này nửa năm thời gian, muốn tru diệt luân hồi, sợ rằng không quá có thể. Mạnh thiên tàn nói, Dạ Hàn công tử thần thông quảng đại, nhất định có biện pháp. Nghe mạnh thiên tàn tâng bốc. Dạ Hàn chỉ cười một tiếng, trầm mặc một hồi, mới vừa ngưng trọng nói. Nhắc tới, ta đúng là có một cái biện pháp, có thể vòng qua nguyên thiên đế,
trực tiếp công kích luân hồi trận doanh, nhưng giá phải trả to lớn, cần phải tiêu hao đại lượng nguyên ngọc. Nếu như mỗi người các ngươi có thể cho ta 1 triệu hoàng kim nguyên ngọc, ta có thể thử nghiệm ra tay. Nếu không, vậy thì cùng nửa năm sau đi, ta là không sợ luân hồi chi chủ bước lên thần, hắn cần thời gian, ta vậy cần thời gian, từ từ và chín đuôi đào tạo cảm tình. Dừng một chút, hắn lại khẽ vuốt ve chín đuôi lông, người nói là chứ. Chín đuôi. Chín đuôi đáp lại một cái khinh thường giọng mũi, trong mắt tràn đầy khinh bỉ hung ác thần sắc, rõ ràng không đồng ý Dạ Hàn chủ nhân này. Đuôi thú nóng này, đều là 10 phần cô lạnh, cái này thế gian, chỉ có nguyên thiên đế, hồn thiên đế loại cấp bậc này siêu phẩm thiên đế, mới có thể để cho chúng thần phục. Ngươi muốn triệu hoàng kim nguyên ngọc. Ám thiên đế ra mặt run lên, cái này bút tài nguyên, cũng không phải là cái gì con số nhỏ, là thiên đại số tiền lớn, đủ để đem một cái hạ vị thần, rất miễn cưỡng tăng lên tới trung vị thần bước. Hắn phong gian gia tộc 1 năm tu luyện tiêu hao, có thể cũng không có triệu hoàng kim nguyên ngọc như thế nhiều. Trước đây vì điều động hắc ám tai biến, hắn đã tiêu hao không thiếu thiên đế máu tươi, lại hao phí triệu nguyên ngọc, chân thực có chút không nhịn được. Dạ Hàn cười khẩy nói, phong gian suy tuyết, các ngươi phong gian gia tộc, dầu gì cũng là tinh không đại tộc, chẳng lẽ liên khu khu triệu hoàng kim nguyên ngọc, cũng không lấy ra được sao? Các ngươi chỉ cần cho ta đầy đủ nguyên ngọc, ta liền có thể bày kiếm trận, thi triển mục nát kiếm, công kích luân hồi trận doanh người. Ta đã chọn xong mục tiêu, đó chính là vạn hỏa giới hỏa thần, vận mạng tiếm quyền người, Kỷ Tư Thanh. Chỉ cần ta mục nát kiếm chém ra, vậy Kỷ Tư Thanh tinh thần đạo tâm, nhất định gặp mục nát, nàng sẽ phản bội luân hồi trận doanh, tự mình ra tay đi giết luân hồi chi chủ, liền không cần chúng ta ra tay. Nghe được mục nát kiếm 4 chữ, ám thiên đế và mạnh thiên tàn, đều cảm chấn động. Cái này mục nát kiếm, là thiên đế ngũ suy kiếm một trong, cũng là thiên đế ngũ suy kiếm bên trong, quỷ dị nhất tồn tại, giết người giết tim. Năm đó đã đế cổ thần, từng động tới mục nát kiếm, ăn mòn phong thần thiên tôn đạo tâm. Phong thần thiên tôn đạo tâm bị ăn mòn, trực tiếp cùng huynh trưởng linh không thiên tôn bất hòa, hai bên vây quanh cửu thần lục, triển khai nội chiến giết hại, không sứt mẻ gia tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, từ đây suy sụp. Cái này phía sau màn bàn tay gây tội ác, là đà đế cổ thần, là vậy mục nát kiếm. Vậy mục nát kiếm, vừa là kiếm giết người, cũng là chu tâm kiếm, có thể nghiêm trọng ăn mòn người đạo tâm, để cho nhân tinh thần vặn vẹo, rơi vào cuồng loạn bên trong. Dạ Hàn là đà đế cổ thần đại đồ đệ, tự nhiên vậy tinh thông kiếm này. Ám thiên đế khẽ cau mày, nói, người vận dụng mục nát kiếm, sẽ không sợ bị nguyên thiên đế cản đường sao. Dạ Hàn cười nói, cho nên cần các ngươi ra tay, cho ta đầy đủ nguyên ngọc, ta mới có thể bày trận, che giấu thiên cơ, miễn được bị nguyên thiên đế phát hiện. Lấy nguyên thiên đế thực lực, hắn cuối cùng hơn phân nửa vẫn có thể phát hiện, nhưng cùng hắn phát hiện thời điểm, vậy Kỷ Tư Thanh, sợ rằng đã gặp ta kiếm khí ăn mòn, đạo tâm vặn vẹo, phản bội luân hồi trận doanh. Ám thiên đế nói, lấy triệu nguyên ngọc, che giấu thiên cơ, đời trả giá không khỏi lớn một ít. Dạ Hàn đưa ra 2 ngón tay, lắc lư một tí, nói, không phải 1 triệu, là 2 triệu, mỗi người các ngươi cho ta 1 triệu. Ám thiên đế và mạnh thiên tàn nhìn nhau, biết đối phó Diệp thần khó khăn, hôm nay chỉ có dựa vào Dạ Hàn. Lập tức, hai người liền từ tùy thân không gian bên trong, tất cả lấy ra triệu hoàng kim nguyên ngọc, giao cho Dạ Hàn. Dạ Hàn đại hỉ, nói, rất tốt, coi là các ngươi sảng khoái. Ám thiên đế trầm giọng nói, thu ta nguyên ngọc, người tốt nhất có thể được việc, nếu không ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Dạ Hàn vui vẻ cười to, nói, ai dám cam đoan được việc. Ngươi nếu là có bản lãnh, tự mình ra tay là được. Ám thiên đế hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, nếu là hắn có thể đối phó Diệp thần, vậy không cần đến tìm Dạ Hàn. 3 ngày sau, tinh nguyệt giới, ngạo thế thiên cung phòng bế quan bên trong. Diệp thần đang nghỉ ngơi ánh mắt, đi qua 3 ngày nghỉ ngơi, hắn trạng thái khôi phục rất nhiều, tuy nói ánh mắt còn ở mơ hồ cảm giác đau đớn, nhưng sẽ không lại ảnh hưởng đến hắn sức chiến đấu. Cái này 3 ngày thời gian, luân hồi trận doanh mọi người, vậy hướng hắn bẩm báo tất cả loại tin tức. Hắc ám tai biến tản đi, tử hoàng tiên cung đang vững bước khôi phục bên trong, Diệp tà thần có muốn trực tiếp tấn công tử hoàng tiên cung ý tưởng, nhưng bị Diệp thần ngăn cản. Tử hoàng tiên cung sau lưng, có Hồng Quân lão tổ trợ lực, ở Diệp thần không có bước vào vô lượng cảnh trước, cưỡng ép công đánh,
bỏ mặc thành bại, giá phải trả tất nhiên thảm thiết. Hắn dự định cùng dưỡng hảo thân thể, bước vào vô lượng cảnh, lại lấy tư thế vô địch, trấn áp Tử Hoàng Tiên Cung, lấy lại thuộc về hắn thiên bia cùng mồi lửa. Còn có một cái tin tức, nhưng để cho Diệp Thần trước đó chưa từng có cảnh giác. Đó chính là, ở đạo đức thiên tôn bày mưu tính kế, Hồng Quân lão tổ phải ra tay, rơi xuống ban phúc, trợ lực Vũ Hoàng Cổ Đế bước lên thần. Một khi Vũ Hoàng Cổ Đế bước lên thần, trở thành thần đạo cảnh cao thủ, hắn đem hoàn toàn nghịch chuyển cục diện, có thể sẽ giết ngược Diệp Thần. Diệp Thần tuyệt đối không thể nhìn này xảy ra chuyện, hắn đã phái Lôi Thần Thiên Tôn, Thủy Thần Thiên Tôn, Nham Thần Thiên Tôn, Diệp Tà Thần các người đi ra ngoài, nghiêm mật giám thị Vạn Khư Thần Điện. Một khi có bất kỳ ban phúc khí tượng hạ xuống, hắn cũng phải không tiếc bất cứ giá nào, hủy diệt vậy ban phúc lực lượng, không cho Vũ Hoàng Cổ Đế có bất kỳ bước lên thần cơ hội. Toàn bộ thái thượng thế giới, đã là gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Người người đều biết, Luân Hồi Trận Doanh và Vạn Khư Trận Doanh quyết chiến, sắp muốn bộc phát. Chỉ cần Hồng Quân lão tổ ban phúc hạ xuống, quyết chiến thì phải hoàn toàn đánh vang. Nếu như Diệp Thần bên này, có thể nghiền hết Hồng Quân lực lượng, liền có thể ngăn trở Vũ Hoàng Cổ Đế bước lên thần, thậm chí đem giết chết. Nếu như thất bại, Vũ Hoàng Cổ Đế là có thể bước vào thần đạo cảnh, một lần hành động lật bàn. Như vậy bầu không khí khẩn trương, để cho được thái thượng thế giới rất nhiều võ giả, đều là sợ hãi, e sợ cho bị luân hồi cùng Vạn Khư đại chiến nơi vạ lây. Ở nơi này bầu không khí khẩn trương bên trong, Diệp Thần lại mơ hồ bắt được một chút nguy cơ. Cổ nguy cơ này, nhưng không phải tới từ Vạn Khư. Mà là, thật giống như đến từ Vạn Hỏa Giới. Tư Thanh, chẳng lẽ người phải ra chuyện sao? Diệp Thần suy nghĩ có chút bất an ninh, hiện tại hắn và Vạn Khư, đại chiến sắp tới, nếu là luân hồi trận doanh xảy ra chuyện, vậy cũng rất phiền toái. Lúc này, không, Vạn Hỏa Giới bên trong. Vạn Hỏa Giới phía trên bầu trời, treo một ngôi sao kia, hình như là một viên con mắt thật to, phơi bầy màu đỏ, giống như là nham thạch nóng chảy chế tạo mà thành. Đó là Xích Đồng Thần Tinh, là một trong vận mệnh thất tinh, cũng là Vạn Hỏa Giới mấy đời truyền thừa tinh thần. Nghe nói, viên này Xích Đồng Thần Tinh, là Viêm Thiên Đế ánh mắt. Viêm Thiên Đế hiến tế mình ánh mắt, cung phụng vận mệnh đại lộ, chuyển hóa thành Xích Đồng Thần Tinh. Dĩ nhiên, cái này là truyền thuyết. Rốt cuộc chân tướng như thế nào, không người biết. Viêm Thiên Đế tồn tại thời đại, quá mức rất xưa, lưu lại nhân quả dấu vết, đặc biệt thiếu. Có người nói, Viêm Thiên Đế là đệ nhất hỏa thần, là hết thảy hệ hỏa thuật pháp ngọn nguồn. Cũng có người nói, Viêm Thiên Đế là không không thời không mồi lửa. Thậm chí còn có người nói, Viêm Thiên Đế là hải đăng, hắn ánh lửa, có thể chiếu lượng đi tinh không bờ bên kia đường. Đủ loại truyền thuyết, ly kỳ cổ quái, cũng không có chứng cứ xác thật. Nhưng bất kể như thế nào, Vạn Hỏa Giới truyền thừa xuống Xích Đồng Thần Tinh, cũng mang theo ngập trời ngọn lửa uy năng. Nếu như có thể luyện hóa chấp trưởng mà nói, đối Kỳ Tư Thanh có thiên đại chỗ tốt. Lúc này Kỳ Tư Thanh, đang ngồi xếp bằng một cái trên tế đàn, người mặc thiên đế quần bào, đầu đội vương miện, tế đàn bốn phía có rất nhiều Vạn Hỏa Giới các tín đồ, ngưng thần nghiêm túc bảo vệ. Kỳ Tư Thanh đang thử nghiệm, cùng Xích Đồng Thần Tinh thành lập câu thông, muốn luyện hóa ngôi sao này. Ở nàng giữa eo, hệ một cái chuông, đó chính là Quang Minh Pháp Vương cung phụng đi lên toái tâm linh. Kỳ Tư Thanh eo treo toái tâm linh, hơi thở cũng là lớn mạnh mấy phần, không ngừng cùng Xích Đồng Thần Tinh đồng tình, vậy Xích Đồng Thần Tinh chậm rãi giảm xuống, không ngừng thu nhỏ lại, chuẩn bị muốn cùng nàng dung hợp. Toàn trường các tín đồ, thấy một màn này, đều là mừng rỡ. Chỉ cần Kỳ Tư Thanh, có thể chấp trưởng Xích Đồng Thần Tinh, vậy nàng hỏa thần quyền bính, là có thể càng vững chắc. Nhưng mà vào lúc này, Kỳ Tư Thanh mặt liền biến sắc, thật giống như được đả kích khổng lồ. Bỗng nhiên gương mặt trắng bệch, há mồm phun ra máu tươi, phun ra ở trên tế đàn, nhìn thấy mà đau lòng. Toàn trường tín đồ xôn xao, chỉ nói là luyện hóa thất bại, mấy trưởng lão vội vàng xông lên, nóng nảy vạn phần nhìn Kỳ Tư Thanh, một người hỏi. Hỏa thần đại nhân, ngươi thế nào? Kỳ Tư Thanh gương mặt hơi vặn vẹo một tí, nói có người ở nguyền rủa ta. Nàng mơ hồ tới giữa, cảm nhận liền vô cùng là một màn kinh khủng thiên cơ hình ảnh. Chỉ gặp có một cái nho nhã như thư sinh nam tử, ở một phiến hoang vu đường cùng bên trong, bố trí một cái kiếm trận. 99 cầm to lớn thạch kiếm,
làm thành cái kiếm trận này, kiếm trận trung tâm là một cái thạch đài, phía trên để một cái nho nhỏ người rơm, vậy người rơm phía trên, sát một tấm phủ chiếu, dùng máu tươi viết. Trước kỳ tư thanh tên chữ. Vậy nho nhã như thư sinh nam tử, trong miệng nói lẩm bẩm, chung quanh 99 cầm thạch kiếm, liền bộc phát ra từng luồng tràn đầy mục nát hắc ám khí tức kiếm khí, không ngừng chém giết vậy người rơm. Mỗi một tia kiếm khí chém xuống, đều giống như chém ở kỳ tư thanh trong tâm khảm, để cho nàng thân thể mềm mại kịch liệt co quắp, xinh đẹp ngũ quan có chút vặn vẹo. Trưởng lão kia cả kinh nói, hỏa thần đại nhân, là ai ở nguyền rủa ngươi? Kỳ tư thanh thân thể run rẩy, đã cảm nhận thiên cơ, biết được hết thảy, nhất thời rợn cả tóc gáy, nói. Là Dạ Hàn. Hắn muốn dùng mục nát kiếm, ăn mòn ta đạo tâm, để cho ta phản bội luân hồi. Mục nát kiếm, uy danh tương đương hung mãnh, liền phong thần thiên tôn này các loại thiên đế chủ thần, cũng đã từng bị ăn mòn hãm hại. Kỳ tư thanh mới vừa bước lên thần không bao lâu, tự nhiên không đỡ được cái này mục nát kiếm đánh vào. Dạ Hàn ở rất xa thời không bên trong, bày ra quỷ bí nguyền rủa trận pháp, có chút tương tự vu cổ thuật, chuẩn bị tương đương đầy đủ. Từng đạo mục nát kiếm khí phát ra, mang mãnh liệt nguyền rủa, ăn mòn đến kỳ tư thanh tâm linh. Kỳ tư thanh chỉ cảm thấy đạo tâm của mình, nhanh chóng mục nát xa vào, mơ hồ lại sản sinh ra rất nhiều nghịch loạn giết hại ý niệm, muốn phản bội luân hồi, thậm chí giết sạch tất cả người. Nàng thậm chí còn thấy được tương lai hình ảnh, mình thật một kiếm đem Diệp Thần giết chết. Mau giết ta! Kỳ tư thanh đột nhiên bảo hiếu, chỉ cảm thấy đầu ông tác hưởng, sắp để không chịu nổi. Đột nhiên này tiếng kêu, để cho được toàn trường tín đồ đều kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Kỳ tư thanh không muốn phản bội luân hồi, nàng tình nguyện chết, cũng không muốn tổn thương Diệp Thần. Ở kích động tâm trạng vặn cắt lấy, kỳ tư thanh đột nhiên rên lên một tiếng, té xỉu ở trên tế đàn. Vậy mấy trưởng lão thấy vậy kinh hãi, đồng thời bọn họ vậy cảm nhận liền tương lai hình ảnh. Một khi kỳ tư thanh tỉnh lại, nàng thì sẽ hoàn toàn phản bội, đổi được lãnh huyết vô tình, phải đi giết luân hồi trận doanh người, thậm chí là ám sát Diệp Thần. Tất cả trưởng lão thậm chí suy tính đến chính xác thời gian, 7 ngày sau đó, kỳ tư thanh liền sẽ tỉnh lại, rồi sau đó một kiếm giết chết Diệp Thần. Vậy Dạ Hàn công tử, ẩn nhẫn vạn thế, hắn ngày hôm nay rốt cuộc rời núi. Đáng chết, hắn vừa ra núi, liền muốn mượn hỏa thần đại nhân tay, chu diệt luân hồi, để tâm hiểm ác à. Đây có thể gây gâu hết sức, cái này mục nát kiếm uy năng, liền ngày xưa phong thần thiên tôn, đều không thể ngăn cản. Hỏa thần đại nhân làm sao ngăn cản được. Đi nhanh thiện vậy vườn, bẩm báo Phật tổ cùng huyết nguyệt thiên đế. Tất cả trưởng lão đã cảm nhận Dạ Hàn âm mưu, thậm chí còn thấy được ám thiên đế và tử thần giáo đoàn bóng mờ. Những địch nhân này, thế lực hừng hực, vạn hỏa giới thư thủ còn có thể, muốn phản công, đó là tuyệt đối không thể. Nguy cấp dưới, vạn hỏa giới liền phái mấy cái sứ giả đi ra ngoài, vội vàng đi thiện vậy vườn. Hướng Nhâm Phi Phàm và Thích Già Phật Tổ bẩm báo tình huống. Nhâm Phi Phàm ở thiện vậy trong vườn, tĩnh tâm nghỉ ngơi, hơi thở đã khôi phục rất nhiều, nghe kỳ tư thanh gặp nạn, cũng là lớn kinh. Một cái vạn hỏa giới sứ giả nói, huyết nguyệt thiên đế, hỏa thần đại nhân nàng đạo tâm bị long đong, xin ngươi hãy xuất thủ tương trợ. Nhâm Phi Phàm ở khiếp sợ ngắn ngủi sau này, chính là nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, trầm ngâm một hồi, nói các ngươi không cần kinh hoàng. Chuyện này ta sẽ tay giải quyết, các ngươi đi trước trở về, thiện vậy vườn là Phật tổ thiên đường, các ngươi không phải Phật môn tín đồ, không thể ở chỗ này trường lưu. Vậy mấy cái sứ giả kêu, Một người nói, huyết nguyệt thiên đế, chỉ có 7 ngày, cái này 7 ngày, nếu là không có thể giải quyết mục nát kiếm ăn mòn, hỏa thần đại nhân nàng. Nhâm Phi Phàm gật đầu nói, các ngươi yên tâm, 7 ngày vậy là đủ rồi. Vậy mấy cái sứ giả gặp Nhâm Phi Phàm giọng trầm ổn. Thần sắc vững chắc, muốn đến là thật có giải quyết phương pháp, trong bụng thoáng trật tự, liền cáo từ. Cùng vậy mấy cái sứ giả đi, Thích Già Phật Tổ đi ra, trước cháy một đạo phù chiếu, xua tan mới vừa vậy mấy cái sứ giả lưu lại chọc khí, giữ thiện vậy vườn tinh khiết, hướng Nhâm Phi Phàm nói. Nhâm huynh, đây là Dạ Hàn âm mưu, vậy mục nát kiếm, liền năm đó phong thần trang tiêu giao cũng không cản được, người dự định như thế nào xử lý? Nhâm Phi Phàm nói, lấy luân hồi máu tươi, là được lọc sạch đạo tâm, đáng địch mục nát đục ngầu. Hắn lấy lại bình tĩnh, liền thử nghiệm câu thông Diệp Thần. Lúc này, Thái Thượng Thế Giới, Tinh Nguyệt Giới bên trong.
thế cục đã đặc biệt nghiêm trọng, có luân hồi sứ giả bẩm báo, vạn khư thần điện bên kia, Hồng Quân lão tổ ban phúc phù chiếu, đã hạ xuống. Đạo bùa này chiếu, một khi bị Vũ Hoàng cổ đế đạt được, hắn thì phải nghịch thiên bước lên thần. Đến lúc đó, Diệp Thần liền nguy hiểm. Diệp Thần đi qua bế quan nghỉ ngơi sau đó, trạng thái đã khôi phục, ánh mắt tuy còn mơ hồ cảm giác đau đớn, nhưng chỉ cần không dùng tới quyết tử ma nhãn, liền sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu. Hắn theo dõi vạn khư, liền thấy Vũ Hoàng thiên giới trên bầu trời, một đạo kim sắc phù chiếu, chậm rãi hạ xuống, cuồn cuộn kim quang sáng chói tách thả ra, phù chiếu trên có vô số thần bí to lớn quy luật phù văn, còn có dấu Hồng Quân lão tổ bóng dáng, hơi thở mênh mông muôn vàn. Rất nhiều vạn khư thần điện các đệ tử, ở quỳ xuống đất ngâm sướng, cầu nguyện chúc phúc, chờ đợi tiếp thu phù chiếu, cung phụng Vũ Hoàng cổ đế, để cho hắn bước lên thần. Ở Vũ Hoàng thiên giới tinh bích hệ bên ngoài, Diệp Tà Thần, Võ Giao, Huyền Hàn Ngọc các người, mang rất nhiều luân hồi trận doanh tinh nhuệ cường giả, chỉ cùng Diệp Thần ra lệnh một tiếng, thì phải liều chết xung phong đi vào, cùng vạn khư quyết tử chiến một trận, tuyệt không thể để cho Hồng Quân lão tổ ban phúc phù chiếu, rơi vào Vũ Hoàng cổ đế trong tay. Hiện đang đóng giữ ở tinh nguyệt giới bên trong, có Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Phong Ngữ Oanh các người, bồi bạn Diệp Thần. Gặp Hồng Quân lão tổ ban phúc phù chiếu hạ xuống, trong lòng mọi người đều là khẩn trương. Luân hồi trận doanh và vạn khư trận doanh, đánh nhau lâu như vậy, rốt cuộc phải ở ngày hôm nay, quyết tử chiến một trận. Chúng ta lên đường đi. Diệp Thần gọi tới Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Phong Ngữ Oanh chư nữ, chuẩn bị lên đường. Tới Vu Lôi Thần Thiên Tôn Ân Tố Chân, Băng Thần Thiên Tôn Vũ Lăng Hoa, Thảo Thần Thiên Tôn Thanh Nghiên, Thủy Thần Thiên Tôn Lạc Thanh Ly các người, Diệp Thần cũng không có bảo các nàng ra tay. Các nàng là cửu thần, thế giới hiện thật sự việc, không thích hợp đem các nàng liên lụy đi vào, nếu không có thể ảnh hưởng các nàng thần cách khôi phục. Quyết chiến vạn khư, Diệp Thần tin tưởng theo dựa vào chính mình thực lực, vậy là đủ rồi. Diệp Thần. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị lên đường, lướt đi vạn khư thời điểm, bỗng nhiên tới giữa, hắn lại nghe được một hồi thanh âm quen thuộc. Là Nhâm Phi Phàm thanh âm. Vù vù. Thiên Quân Phong Thần Bia vậy đi theo chấn động đứng lên, Nhâm Phi Phàm ở thử nghiệm cùng hắn liên lạc. Nhâm tiền bối, thế nào? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, liền cùng Nhâm Phi Phàm thành lập liên lạc. Nhâm Phi Phàm nói, Tư Thanh cô nương xảy ra chút chuyện. Lập tức, Nhâm Phi Phàm đem Kỷ Tư Thanh bị Dạ Hàn đánh lén, đạo tâm bị mục nát, sắp phản bội luân hồi sự việc, đơn giản cùng Diệp Thần nơi liền một lần. Diệp Thần cả kinh nói, Tư Thanh muốn phản bội ta. Trong sâu thẳm, Diệp Thần vậy cảm nhận thiên cơ, thấy Dạ Hàn thi triển mục nát kiếm hình ảnh. Đang thi triển hoàn mục nát kiếm sau đó, Dạ Hàn thật giống như không có nửa cái mạng, sắc mặt trắng bệch dị thường, thở dốc liền liền, linh khí tiêu hao to lớn. Hiển nhiên cái loại này khủng bố cường đại kiếm pháp, đối hắn mà nói, thi triển cũng là cực kỳ khó khăn, giá phải trả to lớn. Nhưng bất kể như thế nào, hắn mục nát kiếm, đã thành công giết ra. Hôm nay Kỷ Tư Thanh, đạo tâm bị long đong, cùng nàng tỉnh lại sau đó, nàng liền sẽ phản bội luân hồi. Nhâm Phi Phàm nói, Tư Thanh cô nương đạo tâm bị long đong, cần ngươi luân hồi máu tươi, mới khá hóa trừ mục nát, đáng địch âm trần, ngươi từ ngươi nơi buồng tim, dứt bỏ một chai luân hồi máu tươi, a, à, kêu Dạ Mẫu dẫn tới cho ta có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này. Có 7 ngày thời gian, cũng đủ rồi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, dứt bỏ luân hồi máu tươi sao? Nếu như là lúc bình thường, hắn dứt bỏ ra một chai luân hồi máu tươi, miễn cưỡng cũng có thể chịu đựng. Nhưng hiện tại, cùng vạn khư quyết chiến sắp tới, nếu như dứt bỏ máu tươi, Diệp Thần tất nhiên rơi vào yếu ớt, rất khó ngăn trở Vũ Hoàng cổ đế bước lên thần. Nhâm Phi Phàm ánh mắt như đuốc, đã nhìn gặp Diệp Thần khó xử, nói, đương thời giây phút, vẫn là cứu Tư Thanh cô nương muốn chặt, nếu là nàng phản bội, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nàng chính là hỏa thần cùng vận mệnh chi chủ, là luân hồi trận doanh nhân vật trọng yếu, quyết không thể mặc cho nàng xa vào. Còn như vạn khư, người để cho Vũ Hoàng cổ đế bước lên thần chính là, ngày hôm nay cũng không muốn ngăn trở hắn. Ta tin tưởng ngươi thực lực, coi như Vũ Hoàng cổ đế bước lên thần, ngươi cũng có đối kháng tư cách. Diệp Thần khẽ cắn răng, nói, Kỷ Tư Thanh là hắn người phụ nữ, hắn tuyệt đối không thể nhìn nàng xảy ra chuyện. Lập tức, Diệp Thần liền từ nơi buồng tim, dứt bỏ máu tươi,
chứa ở một cái bình thuốc nhỏ bên trong, giao cho Dạ Mẫu Phong Ngữ Oanh, nói. Tiếng nói oanh cô nương, thay ta đưa chai này máu tươi, đi không không lúc nào không, giao cho Nhâm Phi Phàm tiền bối. Phong Ngữ Oanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các người, cảm giác được thay đổi, đều là kinh hãi. Luân hồi cùng Vạn Khư quyết chiến ngay đầu, luân hồi trận doanh nội bộ nhưng phát sinh bất ngờ, đây thật là phiền toái hết sức, các nàng vậy không muốn nhìn thấy. Nhưng, vô luận như thế nào, vẫn là cứu Kỳ Tư Thanh muốn chặt. Được, người yên tâm, Diệp Thần, ta sẽ đưa đến Nhâm Phi Phàm trong tay. Phong Ngữ Oanh cầm lấy bình kia luân hồi máu tươi, biết tình thế gay gắt, liền nhanh chóng biến dạng hư không, đi không không lúc nào không. Mà đang cắt bỏ hết máu tươi sau đó, Diệp Thần gương mặt ngay tức thì trắng bệch xuống, đầu có chút choáng váng, tiêu hao lớn vô cùng. Hạ Nhược Tuyết dìu đỡ hắn, lo lắng nói, Diệp Thần, người tiêu hao quá lớn, à, ngày hôm nay Hồng Quân ban phúc phủ chiếu hạ xuống, chúng ta sợ là không ngăn cản được, chỉ có thể nhìn Vũ Hoàng Cổ Đế bước lên thần. Ngụy Dĩnh cũng nói, Diệp Thần, người hôm nay yếu ớt, vẫn là nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vạn Khư bên kia, có không không thời không cường giả bảo vệ, nghe nói là Hồng Quân lão tổ phát tới cao thủ, hình như là kêu Hùng Bá Viêm tới, là bị Hùng Bá gia tộc đuổi ra khỏi con trai thứ, hắn có thiên ma nguyên thể, đó là chiến cuồng nguyên thể sau khi biến dị thể chất, có thể làm người ta hóa thân hỗn độn thiên ma, vô cùng lợi hại. Người hôm nay trạng thái, tuyệt không phải vậy Hùng Bá Viêm địch thủ. Diệp Thần khóe miệng kéo một cái, Hùng Bá Viêm sao? Trong sâu thẳm, Diệp Thần vậy cảm nhận liền Vạn Khư bên kia hình ảnh. Một cái lưng đeo màu đen trọng kiếm, thần sắc lạnh lùng nam tử, đang bảo vệ Vạn Khư thần điện, giống như một tòa cô độc đỉnh núi. Nam tử kia chính là Hùng Bá Viêm, là thiên đế tổ đình bên trong thiên tướng, đã từng là Hùng Bá gia tộc người. Hùng Bá gia tộc người, đều là người siêu phàm, có chiến cuồng nguyên thể. Nhưng, có thể là bởi vì, Hùng Bá Viêm là cái tỷ nữ tư sinh con trai thứ. Hắn chiến cuồng nguyên thể, sinh ra hắc ám dị biến, biến dị thành thiên ma nguyên thể, bị Hùng Bá gia tộc coi là quái vật, cuối cùng bị trục xuất khỏi cửa, mẫu thân vậy bị xử tử. Sau đó, hắn bị Hồng Quân lão tổ thu nhận, sắp xếp thiên đế tổ đình bên trong, trở thành một tên một sao thiên tướng. Hôm nay, Hồng Quân lão tổ ở đạo đức thiên tôn bày mưu tính kế, trợ lực Vũ Hoàng Cổ Đế bước lên thần, vì phòng ngoài ý muốn, hắn để cho Hùng Bá Viêm mang rất nhiều thiên đế tổ đình thiên binh. Bảo vệ Vạn Khư. Cái này Hùng Bá Viêm, tu vi là thần đạo cảnh tầng thứ nhất, nhưng bởi vì có biến dị siêu phàm nguyên thể, cho nên chân thật sức chiến đấu, muốn so với phổ thông thần đạo cảnh cường giả, lợi hại hơn rất nhiều. Coi như Diệp Thần là toàn bộ thịnh trạng thái, muốn đối phó cường giả loại này, đều phải thức tỉnh 12 phần tinh thần. Chớ nói chi là, hắn mới vừa dứt bỏ luân hồi máu tươi, chính là yếu ớt giây phút. Hôm nay nhất lý trí lựa chọn. Chính là đem tất cả luân hồi trận doanh người, toàn bộ triệu tập trở về, buông tha chặn đánh Vũ Hoàng Cổ Đế, mặc cho hắn bước lên thần. Vũ Hoàng Cổ Đế bước lên thần sau đó, dã tâm khẳng định bành trướng, sẽ ổ ạt xâm chiếm tinh nguyệt giới. Đến lúc đó, Diệp Thần dựa vào tinh nguyệt giới địa mạch khí vận, phòng thủ phản kích, là tốt nhất cục diện. Nhưng, lấy Diệp Thần tính cách, hắn nhưng là không muốn co đầu rút cổ. Tuy nói ta hôm nay yếu ớt, nhưng còn không mất đi sức chiến đấu, huống chi, ta luân hồi trận doanh cao thủ như mây, chưa chắc không thể chặn đánh Vũ Hoàng Cổ Đế. Diệp Thần nắm quyền một cái, hít sâu một hơi, đè xuống vậy yếu ớt cảm giác, để cho đầu mình não thanh tỉnh một ít. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh gặp Diệp Thần kiên quyết như vậy, ngược lại cũng không tốt ngăn trở nữa, hơn nữa hôm nay quyết chiến, tất cả luân hồi trận doanh người, cũng đang mong đợi Diệp Thần ra tay. Diệp Thần là tuyệt đối người đáng tin cậy. Đây là không có thể trốn tránh đánh một trận. Suy rồi. Hư không biến dạng. Diệp Thần trực tiếp dẫn người, từ tinh nguyệt giới lên đường, phá toái hư không, hạ xuống đến Vạn Khư thần điện thế giới, Vũ Hoàng thiên giới bên trong. Lúc này, ở Vũ Hoàng thiên giới vòng ngoài, Võ Giao, Huyền Hàn Ngọc, Diệp Tà Thần các người, đang mang nhóm lớn luân hồi trận doanh tinh nhuệ, chờ đợi Diệp Thần đến. Khi thấy Diệp Thần đến, toàn trường tất cả luân hồi trận doanh mọi người. Liền bộc phát ra một hồi kịch liệt hoan hô cùng ủng hộ, thật giống như thấy được thế gian nổi bật nhất tinh thần. Bọn họ cũng không biết, Diệp Thần dứt bỏ luân hồi máu tươi sau đó, hiện tại đã là khá là yếu ớt, còn lấy là Diệp Thần là hoành đẩy hiện thế vô địch tồn tại. Diệp Thần ở đám người.
trước mặt người, cũng không có biểu lộ ra chút nào mệt mỏi, khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về Vũ Hoàng Thiên Giới bên trong. Chỉ gặp Vũ Hoàng Thiên Giới bầu trời, có một đạo to lớn màu vàng phù chiếu, đang chậm rãi rơi xuống, đó chính là Hồng Quân Lão Tổ ban phúc phù chiếu. Đạo bùa này chiếu, ở trong hư không, bị ngàn vạn nặng ý chí võ đạo cách trở, cho nên hạ xuống tốc độ, chậm vô cùng. Đó là luân hồi trận doanh các võ giả, dựa vào tự thân ý chí võ đạo, cưỡng ép trì hoãn phù chiếu phủ xuống tốc độ. Nhưng, ý chí của bọn họ, cũng chỉ có thể trì hoãn phủ xuống tốc độ, cũng không thể chân chính hủy diệt phù chiếu. Vậy phù chiếu, hàm chứa Hồng Quân Lão Tổ ý chí, nơi nào có tốt như vậy hủy diệt? Bất quá, hiện tại Diệp Thần tới, hắn nhưng là có hủy diệt phù chiếu, phá hoại ban phúc có thể. Vạn Khư Thần Điện mọi người, cũng là biết rõ một điểm này. Cho nên, làm cảm thấy được Diệp Thần đến sau đó, toàn bộ Vạn Khư Thần Điện đều sôi trào. Bọn họ biết việc lớn không xong. Bảo vệ Vũ Hoàng Bệ Hạ. Chu diệt Luân Hồi Chi Chủ, quyết không thể để cho hắn phá hoại ban phúc. Luân Hồi Chi Chủ coi như lại không địch, ở ta Vạn Khư địa giới trên, vậy nhất định phách lối không đứng lên. Rất nhiều Vạn Khư các cường giả, từ Vạn Khư Thần Điện bên trong gào thét ra, dựa vào địa mạch tinh bích hệ, cảnh giác nhìn Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt híp lại, tầm mắt vượt qua những thứ này Vạn Khư người, thấy được núp ở Vạn Khư Thần Điện chỗ sâu, đang ngồi xếp bằng, vẻ mặt nghiêm túc, chờ đợi tiếp nhận phù chiếu, lên trời thành thần Vũ Hoàng Cổ Đế. Vũ Hoàng Cổ Đế thân thể, mơ hồ, hư hư ảo ảo, thật giống như có điểm không quá chân thiết. Diệp Thần trong đầu nghĩ, hắn quả nhiên mau bước lên thần, cũng mau nắm giữ ảo tưởng quy luật. Nghĩ như vậy, Diệp Thần mãnh liệt khua kiếm, thiên táng lớn mộ sát khí bùng nổ, cuồng như vậy chém về phía trên bầu trời Hồng Quân phù chiếu. Rất nhiều Vạn Khư võ giả kinh hãi, vội vàng động thân muốn ngăn trở. Nhưng, Diệp Thần kiếm khí quá mãnh liệt, một đường chém điên cuồng mà qua, bất kỳ muốn chặn lại người, đều bị kiếm khí của hắn, ngay tức thì chém rớt, máu thịt tung tóe. Diệp Thần coi như hôm nay có chút yếu ớt, nhưng đối với đại đa số người mà nói, vẫn là vô địch tồn tại. Kiếm hắn, không phải người bình thường có thể ngăn trở. Keng! Nhưng ở giây phút sau cùng, ở Diệp Thần kiếm khí, sắp bổ đến phù chiếu trên lúc đó, một cái lạnh lùng nam tử xuất hiện, tay cầm trọng kiếm, chặn lại Diệp Thần kiếm khí. Diệp Thần hung mãnh lớn mộ kiếm khí, cũng không có thể ở nam tử kia trọng kiếm trên, lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nam tử kia trầm ổn như núi, thật giống như không phải thế gian bất kỳ lực lượng có thể dung chuyển. Hùng Bá Viêm. Diệp Thần nhìn vậy lạnh lùng nam tử, trong mắt ánh mắt chớp mắt, nhận ra được. Nam tử kia, chính là ngày xưa Hùng Bá gia tộc phứt đi, hôm nay Thiên Đế Tổ Đình bên trong thiên tướng, thần đạo cảnh tầng thứ nhất cao thủ, Hùng Bá Viêm. Lần này Vũ Hoàng Cổ Đế bước lên thần, chủ yếu là hắn phụ trách bảo vệ. Luân Hồi Chi Chủ lúc đầu nhận được ta, thật là ta vinh hạnh. Hùng Bá Viêm gặp Diệp Thần kêu lên hắn tên chữ, hơi có chút vinh hạnh hình dáng, cười một cái. Rồi sau đó, ở hắn sau lưng, từng cái đến từ Thiên Đế Tổ Đình thiên binh, thân hình nổi lên, ký kết thành trận thế, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ra ra, Võ Giao, các ngươi thay ta ngăn lại hắn. Diệp Thần đột nhiên quay đầu, hướng Diệp Tà Thần, Võ Giao, Huyền Hàn Ngọc các người, nói một tiếng, rồi sau đó thân thể gió bão nổ, ở sau lưng mở ra tự do rực. Hưu đích một tiếng, vỗ cánh đi Vạn Khư Thần Điện bên trong bay đi. Hùng Bá Viêm là thần đạo cảnh tầng thứ nhất cường giả, Diệp Thần nếu như trực tiếp cùng hắn chiến đấu, sợ rằng bất lợi. Cho nên, Diệp Thần dứt khoát trực tiếp tiến vào Vạn Khư Thần Điện. Hắn có thể cảm giác được, bây giờ Vũ Hoàng Cổ Đế, chính là đột phá bước lên thần giây phút, hơi thở chìm nổi không chừng, chỉ cần hắn ra tay, đánh loạn Vũ Hoàng Cổ Đế tiết tấu, người sau rất có thể sẽ tại chỗ tẩu hỏa nhập ma. Đứng lại cho ta. Hùng Bá Viêm thất kinh, không nghĩ tới Diệp Thần lại muốn bỏ qua hắn, trực tiếp đi công kích Vũ Hoàng Cổ Đế. Hắn thân thể chớp mắt, như sao rơi bạo bắn rơi xuống, trọng kiếm huy động, trên không hướng Diệp Thần ném đập đi, muốn ngăn trở Diệp Thần. Diệp Tà Thần, Võ Giao, Huyền Hàn Ngọc các người, phản ứng cực nhanh, ở Diệp Thần xuất động ngay tức thì, bọn họ vậy phi thân ra. Ba người hợp lực, Tiên Đế Thần Quang tách thả ra, quy luật cuồn cuộn. Đem Hùng Bá Viêm ngăn trở, là Diệp Thần tranh thủ cơ hội. Hùng Bá Viêm tuy là thần đạo cảnh tầng thứ nhất, nhưng đối mặt Diệp Tà Thần ba vị cao cấp tiên đế ngăn trở,
trong chốc lát cũng khó mà đột phá. Chính là như thế trong nháy mắt, Diệp Thần cũng đã nghiền nổ Vũ Hoàng Thiên Giới Tinh Bích Hệ, tiến vào trong Vạn Khư Thần Điện. Vũ Hoàng Thiên Giới Tinh Bích Hệ, nghiêm mật vững chắc, có rất nhiều cấm chế phòng vệ, nhưng Diệp Thần lấy vô địch tư thái, trực tiếp nghiền bạo, không phí nhiều sức. Tất cả Vạn Khư cường giả, đều là chấn động chỉ. Ở Diệp Thần bước vào Vạn Khư Thần Điện sau đó, từng ngọn bảo vệ đại trận vậy nghịch thiên vọt lên, vô số sát phạt hơi thở, như đao kiếm, như nước lũ, điên cuồng hướng Diệp Thần chém chết tới đây. Thần kiếm ngự lôi quyết, phá. Diệp Thần thong thả, thiên lôi thần mạch mở, thần kiếm ngự lôi quyết nổ lên, từng đạo sấm sét phi kiếm khí lưu, đem chung quanh chém chết tới đây đại trận công kích, toàn bộ ngăn cản. Chân thực có chút trận pháp công kích, không đỡ được, Diệp Thần liền điều động thiên quân phong thần bia, cũng là ung dung ngăn trở, cũng không có để cho tự thân bị thương. Hắn lá bài tẩy rất nhiều, cho dù đang cắt bỏ luân hồi máu tươi sau đó, hơi thở yếu ớt, nhưng tiến vào Vạn Khư Thần Điện bên trong, như cũng như vậy mãnh hổ nhập bầy cừu, ngang dọc vô địch. Rất nhiều Vạn Khư Thần Điện võ giả, dựa vào người nhiều dũng khí tráng, gieo hò xông về Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần kiếm khí cua múa, những người này liền như con kiến hôi cỏ rác vậy, đều bị chém chết, không người có thể dựa vào gần Diệp Thần quanh thân 5 bước trong phạm vi. Diệp Thần gặp tự giết người như chém cỏ, không uổng chút nào khí lực, trong đầu nghĩ ta thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã là đời này số 1 số 2 tồn tại, trước kia muốn ngửa mặt trông lên Vạn Khư cường giả, hôm nay cũng là một bầy kiến hôi. Nghĩ như vậy, Diệp Thần tinh thần đại chấn, liền sải bước đạp hướng Vạn Khư Thần Điện chỗ sâu. Chỉ cần Vũ Hoàng cổ đế còn không bước lên thần, hắn đều có lòng tin chém chết. Cho dù đối phương dựa vào Vạn Khư địa mạch, nhưng hôm nay Diệp Thần là đời này vô địch tồn tại, cho dù là tiên đế cường giả đỉnh phong, cũng không ngăn nổi hắn một kiếm. Vạn Khư rất nhiều các cường giả, gặp Diệp Thần sát phạt bén nhọn như vậy, đều là kinh hoàng, không dám tới gần nữa, chỉ xách đao kiếm di động ở Diệp Thần chung quanh, nhưng là ai cũng không dám lại đi lên. Diệp Thần như vào chỗ không người, một đường lại tan vỡ rất nhiều đại trận cùng cạm bẫy, đã sắp giết tới Vũ Hoàng cổ đế bên cạnh. Chỉ cần chém giết Vũ Hoàng cổ đế, vậy cho dù Hồng Quân lão tổ ban phúc phù chiếu hạ xuống, cũng sẽ không có chút nào chỗ dùng. Luân hồi chi chủ, người muốn giết Vũ Hoàng cổ đế, trừ phi là đạp ta thi thể đi qua. Bầu trời bên trong, Hùng Bá Viêm tức giận, hắn phụng mệnh bảo vệ Vũ Hoàng cổ đế, tuyệt không thể nhìn Vũ Hoàng cổ đế xảy ra chuyện. Chỉ là, hắn bị Diệp Tà Thần, Võ Giao, Huyền Hàn Ngọc các người cuốn lấy, tạm thời tới giữa, cũng không cách nào rút người ra. Thiên Ma Nguyên Thể, mở. Nguy cấp bên trong, Hùng Bá Viêm quát to một tiếng, lại là mở ra tự thân siêu phàm nguyên thể. Cái này siêu phàm nguyên thể mở một cái, siêu phàm kinh thiên hơi thở, chính là ngay tức thì nổ, cuồn cuộn ma khí nhô lên, hỗn loạn thiên địa thời không. Hùng Bá Viêm thân thể, ở trong nháy mắt lớn mạnh rất nhiều, giống như là một đầu thiết tháp cự nhân, da hóa thành đen thui như mực màu sắc, phía trên có rất nhiều cổ xưa hoa văn đồ đằng. Hắn hình dáng, đổi được vô cùng xấu xí dữ tợn, có rất nhiều dơ bẩn sình sệt mủ, từ trên mình dòng nước chảy xuống, tản mát ra kịch liệt mùi hôi thối. Rào, cuồn cuộn ma khí nổ, ở sau lưng hắn, triển khai một đôi đen nhánh cánh, che khuất bầu trời, ngày trời không thể gặp, thế giới ngay tức thì lâm vào mờ tối. Thời khắc này Hùng Bá Viêm, mở thiên ma nguyên thể sau đó, lại thật tốt giống như là hóa thân hỗn độn thiên ma, có động trời hắc ám sát khí nổ. Hình dáng cũng là 10 phần kinh người dữ tợn. Diệp Tà Thần, Võ Giao các người, đều là lấy làm kinh hãi. Khó trách năm đó, Hùng Bá Viêm sẽ bị gia tộc đuổi ra ngoài, sợ rằng bất kỳ một người nào siêu phàm gia tộc, đều không cách nào chứa hắn xấu như vậy lậu dơ bẩn tồn tại. Ở Hùng Bá Viêm cuồng bạo thiên ma hơi thở dưới sự xung kích, Diệp Tà Thần, Võ Giao các người, cũng bị bức lui. Hống! Hùng Bá Viêm một tiếng gầm thét, thừa dịp này cơ hội. Cánh đen nhánh một miếng, thân thể như quỷ mị vậy thiểm lược ra, lắc người một cái, cũng đã tới sát Diệp Thần trước mặt. Mặc dù ta rất ghét, thiên ma này tư thái, nhưng vì đối phó ngươi, cũng chỉ có thể như vậy. Hùng Bá Viêm ánh mắt thấm ra tàn nhẫn mà giữ tợn thần sắc, liền hai tay đều biến thành thiên ma móng vuốt. Sắc bén dị thường. Suy rồi. Hùng Bá Viêm bén thiên ma móng vuốt, chính là mang sát khí mãnh liệt, quay đầu hướng Diệp Thần mặt đánh tới. Diệp Thần cảm thấy một cổ mãnh liệt uy áp, vậy là tới từ siêu phàm nguyên thể uy áp.
Hùng bá viêm thể chất, cho dù hại nữ ám dơ bẩn, vậy cũng là chân chánh siêu phàm nguyên thể. Siêu phàm uy áp, không phải người bình thường có thể chịu đựng. Liên Liên Diệp Thần, đều cảm thấy áp lực to lớn. Thiên Long nguyên thể, mở. Ở dưới áp lực cực lớn, Diệp Thần cũng là không cam lòng yếu thế, trực tiếp mở Thiên Long nguyên thể. Cái gọi là siêu phàm thể chất, hắn cũng có. Hống. Thiên Long nguyên thể mở một cái, vô số điều rồng thần, bắt đầu từ Diệp Thần trong cơ thể nổ ra, tiếng rồng ngâm ngất trời, khiếu động sơn hà. Cái này vô số điều rồng thần bên trong, cường đại nhất một cái, chính là theo đuổi Diệp Thần thật lâu huyết long. Rắc rắc. Diệp Thần long quyền nắm chặt. Huyết long quấn quanh ở trên cánh tay hắn, bá đạo quả đấm, hung hăng đánh phía Hùng bá viêm thiên ma móng vuốt. Hùng bá viêm rên lên một tiếng, tại chỗ liền bị đánh lui mấy bước. Mở ra thiên long nguyên thể Diệp Thần, uy thế tương đương hung mãnh. Thần tượng băng thiên đụng. Diệp Thần thừa thắng truy kích, một cái dậm chân, thân thể như thần voi cuồng xông lên, thế như phá thiên. Viễn cổ con voi to hư ảnh, ở Diệp Thần sau lưng hiện lên. Cùng rất nhiều rồng thần lẫn nhau nổi bật, long tượng lao nhanh, khí thế mười phần nguy nga. Phốc xích. Ở Diệp Thần long tượng đánh xuống, Hùng bá viêm tại chỗ bị một quyền đánh được hộc máu, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Toàn trường tất cả người, bất kể là luân hồi trận doanh người, vẫn là vạn khư người nơi này, đều là kinh hãi. Hùng bá viêm nhưng mà thần đạo cảnh tầng thứ nhất cường giả, hơn nữa còn mở ra thiên ma nguyên thể, uy thế kinh khủng, xây thiên đè. Nhưng chính là như thế vừa thấy mặt thời gian, hắn liền bị Diệp Thần đánh được hộc máu. Mặc dù thực tế quy tắc có trói buộc, nhưng cũng không thể có thể như vậy. Diệp Thần hung mãnh, thực lực mạnh, có thể gặp một ban. Là ta khinh thường ngươi. Hùng bá viêm khẽ cắn răng, ngược lại là không nghĩ tới Diệp Thần như thế mạnh mẽ, hắn mới vừa là có chút khinh địch. Chủ yếu là hóa thân thiên ma, đưa đến hắn ý chí có chút điên cuồng, phòng thủ nhưng là sơ sót, nếu không. Diệp Thần lớn như vậy danh tiếng, hắn là tuyệt sẽ không khinh địch. Hùng bá viêm đang định tái chiến, nhưng Diệp Thần ánh mắt, nhưng quay đầu nhìn về trong vạn khư thần điện. Diệp Thần rất rõ ràng, hắn ngày hôm nay phải giải quyết người, không phải Hùng bá viêm, mà là Vũ Hoàng cổ đế. Kinh cức phương tọa, cho ta trấn áp. Diệp Thần quát to một tiếng, trực tiếp gọi ra liền kinh cức phương tọa, hung hăng hướng vạn khư thần điện cung điện nghiền đè xuống. Hắn phải đem vạn khư cung điện, liên quan Vũ Hoàng cổ đế, cùng nghiền diệt. To lớn kinh cức phương tọa, mang kinh thiên động địa hắc ám uy áp, ùng ùng bùng nổ sấm sét, nghiền đè xuống, vạn khư trong cung điện rất nhiều võ giả, kinh hoàng kêu to lên, tứ tán bôn tẩu. Không có bất kỳ người, dám can đảm ngăn trở Diệp Thần kinh cức phương tọa thần uy. Ngươi dám! Hùng bá viêm tức giận, cánh rung lên, thân thể như nhanh như tia chớp liều chết xung phong ra. Thiên ma móng vuốt móc hướng Diệp Thần tìm chỗ hiểm. Hắn muốn ép Diệp Thần hồi thủ, nếu như Diệp Thần cố ý muốn công kích Vũ Hoàng cổ đế, như vậy tim hắn sẽ bị Hùng bá viêm xuyên qua. Nhưng mà, Diệp Thần căn bản không có phòng thủ ý, như cũ thúc dục kinh cức phương tọa, mãnh liệt đánh giết hướng vạn khư cung điện. Suy rồi, Hùng bá viêm thiên ma móng vuốt cũng là phá không tới, mắt xem thì phải xuyên qua Diệp Thần tim. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần trước người, đột nhiên tuôn ra một bóng người, chặn lại Hùng bá viêm móng vuốt. Đạo nhân ảnh kia, lại cùng Diệp Thần dung mạo giống nhau như đúc. Là hắn Thanh Liên phân thân. Phốc xích. Hùng bá viêm móng nhọn, xuyên qua Thanh Liên phân thân tim, nhưng không có thể thương tổn tới Diệp Thần bản thể. Còn như Thanh Liên phân thân, nhưng thật ra là không có bất kỳ bộ vị yếu hại, cái này phân thân trên bản chất chính là một cái con rối, cần Diệp Thần chiếu chí khôn linh thức. Mới có thể khởi động. Hùng bá viêm tuy xuyên qua phân thân tim, nhưng chỉ là cho phân thân tạo thành một bị thương, cũng không có thể hoàn toàn hủy diệt. Muốn hoàn toàn hủy diệt Thanh Liên phân thân nói, trừ phi là đem cái này cái phân thân cắt chi chia rẽ, hoặc là lấy hắc ám thủ đoạn, trực tiếp ăn mòn căn nguyên. Cái gì? Hùng bá viêm gặp Diệp Thần đột nhiên gọi ra phân thân ngăn cản, bước này nhưng ra hắn dự liệu. Trước đây Diệp Thần ở tử hồn giới. Cướp được quần ngọc bảo khố đại lượng thiên tài địa bảo, những tư nguyên này, toàn bộ dùng để lớn mạnh Thanh Liên phân thân. Hắn phân thân, hôm nay tim tuy bị xuyên qua, nhưng căn nguyên căn cơ không có bị tổn thương, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại có thể tự động khôi phục. Diệp Thần phỏng đoán, tại hấp thu quần ngọc bảo khố thiên tài địa bảo sau đó,
hắn phân thân, đã kém không nhiều có bản thể hắn 70% lực lượng, vô cùng mạnh mẽ. Lợi dụng phân thân ngăn cản, Diệp Thần kinh cức phương tỏa, cũng là thuận lợi đánh xuống đến vạn khư cung điện bên trong. Liên quan Vũ Hoàng cổ đế thân thể, đều bị một thể nghiền nổ. Nhưng, ra Diệp Thần dự liệu, Vũ Hoàng cổ đế thân thể bạo diệt sau đó, không có bất kỳ máu tươi thịt xương bay tràn ra, chỉ có một chút điểm tàn toái kim quang, lưu tản ra. Đây là... đây không phải là bản thể, là một đạo hình chiếu. Vũ Hoàng cổ đế đây, không có ở đây vạn khư. Diệp Thần thấy vậy một chút xíu tàn toái kim quang, nhất thời bộ dạng sợ hãi kinh hãi, trong lòng không ngừng kêu trúng kế. Cho đến giờ phút này, hắn nghiền bạo Vũ Hoàng cổ đế sau đó, mới phát hiện vậy Vũ Hoàng cổ đế, thật ra thì chỉ là một đạo hình chiếu, cũng không phải là chân thân. Toàn trường tất cả vạn khư các võ giả, thấy một màn này, cũng là ngạc nhiên. Hiển nhiên, bọn họ trước chuyện cũng không biết, Vũ Hoàng cổ đế thi triển thay mận đổi đạo kế, chỉ để lại một đạo hình chiếu phân thân, ở vạn khư bên trong, mê muội Diệp Thần. Về phần bản thể, cũng không người nào biết đi nơi nào. Vũ Hoàng cổ đế che giấu như vậy sâu, thiên cơ che giấu như vậy cực kỳ bí mật, lại là man thiên quá hải, liền Diệp Thần đều không bắt được chút nào đầu mối. Đây nhất định không chỉ thuần là Vũ Hoàng cổ đế thủ đoạn. Nếu như chỉ là Vũ Hoàng cổ đế thủ đoạn, không thể nào lừa gạt được Diệp Thần ánh mắt. Cái này sau lưng, tất nhiên có Hồng Quân lão tổ trợ lực. Hồng Quân lão tổ che đậy thiên cơ, man thiên quá hải, mê hoặc Diệp Thần. Hiển nhiên, bất kể là Hồng Quân lão tổ, vẫn là Vũ Hoàng cổ đế, cũng sợ Diệp Thần, đều biết ở bước lên thần giây phút, Diệp Thần nhất định sẽ tiến vào vạn khư, liều chết ngăn trở. Lấy Diệp Thần mạnh mẽ, vạn khư chưa chắc có thể tương đương. Cho nên, Hồng Quân lão tổ dứt khoát man thiên quá hải, che đậy thiên cơ, để cho Vũ Hoàng cổ đế lưu lại một đạo phân thân, mê muội Diệp Thần. Cái này một tí, Diệp Thần nghiền nổ Vũ Hoàng cổ đế phân thân hình chiếu, thiên cơ rốt cuộc bại lộ. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, Hồng Quân lão tổ lo xa nghĩ rộng. Lão tổ, Hùng Bá Viêm ngẩn ngơ, hắn nguyên bản liều chết cũng muốn bảo vệ Vũ Hoàng cổ đế, nào nghĩ tới vạn khư bên trong Vũ Hoàng cổ đế. Lúc đầu chỉ là một đạo phân thân thôi. Vì mê muội Diệp Thần, Hồng Quân lão tổ cầm hắn làm con cờ, bày ra một bộ trịnh trọng chuyện lạ hình dáng, trên thực tế Vũ Hoàng cổ đế căn bản không ở nơi này. Vù vù, theo thiên cơ bại lộ, trong hư không ban phúc phù chiếu, kim quang cũng là hoàn toàn tản đi, hóa thành cho tàn. Chân chính ban phúc, cũng không ở nơi này. Diệp Thần biết trúng kế, trong lòng vô cùng chấn động. Thật ra thì Hồng Quân lão tổ có âm mưu, Nhâm Phi Phàm nếu như đủ cảnh giác nói, là có thể phát hiện. Nhưng, mấy ngày nay thời gian, Nhâm Phi Phàm phải tiếp ứng Diệp Lạc Nhi, vậy chuẩn bị tiếp ứng Dạ Mẫu Phong Ngữ Oanh, giải quyết Kỳ Tư Thanh vấn đề, nhưng là không rảnh rút người ra, cũng không có lưu ý đến Hồng Quân lão tổ âm mưu. Diệp Thần dĩ nhiên sẽ không trách cứ Nhâm Phi Phàm, hắn trong lòng thở dài một tiếng, biết Vũ Hoàng cổ đế bước lên thần, đã không thể tránh khỏi. Hắn tức phải đối mặt Vũ Hoàng cổ đế, không còn là tiên đế, mà là một cái chân thần. Quả nhiên, lúc này, rất xa bầu trời bên trong, truyền đến đột phá kinh người dị tượng. Chỉ gặp một đạo chân thần đồ đằng, như trời pháp tướng, phóng lên cao. Vậy đồ đằng tướng mạo, cùng Vũ Hoàng cổ đế độc nhất vô nhị, cao không biết nhiều ít vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, quanh thân hàng tỷ ngân hà vần quanh, hà thải tràn ngập, thủy quang ngàn vạn phiến. Tiên khí ngàn vạn nặng, vô số trời trăng sao, dậy lên xuống rơi, nguy nga tới cực điểm. Vậy chân thần đồ đằng, há mồm hút một cái, chư thiên vạn giới, mờ mịt vũ trụ lớn đạo uẩn linh cơ, đều phải bị hắn thu nạp đi vào. Từng tầng một thần vực đất nước, ở đó chân thần đồ đằng quanh thân chuyển động, mỗi một tầng thần vực đất nước bên trong, lại sinh sôi ra hàng tỷ triệu sinh linh cùng con dân, cũng hướng vậy chân thần quỳ bái, tiếng ngâm sướng long trời lở đất, hám tâm hồn người. Đếm không hết khí vận kim long, ở ngửa mặt lên trời gầm thét, vần quanh không ngừng. Từng cái đại lộ quy luật, chân thần đạo liên, như thác vải vậy rủ xuống, ánh sao lấp lánh, rực rỡ tươi đẹp dị thường. Còn thật nhiều ảo tưởng thánh cảnh, siêu thoát thực tế phép tắc tồn tại, để cho người nhìn một cái, chỉ muốn màng bái chìm đắm vào, cả đời thần phục. Cái này cổ đột phá dị tượng, đến từ thiên ngoại thiên. Diệp Thần thậm chí phong tỏa cụ thể tọa độ. Ngay tại thiên ngoại thiên vẫn thần giản,
là hắn trước đây chém chết ma tổ vô thiên địa phương. Cái này đột phá dị tượng, chính là thuộc về Vũ Hoàng Cổ Đế. Thời khắc này Vũ Hoàng Cổ Đế đã chính thức bước vào thần đạo cảnh. Tuy chỉ là thần đạo cảnh tầng thứ nhất, nhưng dẫu sao là thần linh cảnh giới, hơn nữa Vũ Hoàng Cổ Đế là đại khí vận người, hắn bộc phát ra khí tượng, vượt qua xa người bình thường. Vũ Hoàng Cổ Đế chân thật sức chiến đấu, càng không thể dùng lẽ thường đo lường được, là vô cùng cường đại tồn tại. Hùng Bá Viêm cũng là thần đạo cảnh tầng thứ nhất, nhưng nếu như hắn cùng Vũ Hoàng Cổ Đế đánh nhau, sợ rằng trong 10 chiêu, thì phải bị đánh bại. Hai bên khí vận nội tình, tương lai vận mệnh khí thế, đại lộ quy luật, hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, Vũ Hoàng Cổ Đế cuối cùng là thành thần minh, tim hắn tăng tốc độ nhảy lên, chỉ cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Luân hồi trận doanh bên này, Diệp Tà Thần, Huyền Hàn Ngọc, Võ Giao các người, thần sắc cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Thần đạo cảnh tầng thứ nhất, cùng tiên đế cảnh giới tới giữa, nhìn như chỉ kém một tầng, trên thực tế nhưng là khác biệt một trời. Một cái là trong hồng trần tiên, một cái là trên trời chân thần, hai người không thể thường ngày mà nói. Vũ Hoàng bệ hạ rốt cuộc bước lên thần. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, chúng ta cũng có thể được thiên đại ân huệ. Ha ha ha, ta võ đạo đột phá. Vạn Khư Thần Điện bên này, rất nhiều võ giả kích động mừng như điên, hưng phấn kêu to lên. Ở Vũ Hoàng Cổ Đế bước lên thần sau đó, bọn họ vậy được đại lộ chiếu cố, trong Vạn Khư Thần Điện, khắp nơi kim quang phun trào, ba hoa trích tròe, địa dũng kim liên, rất nhiều võ giả cảnh giới tu vi, đều ở đây ngay tức thì đột phá. Mới vừa còn đối với Diệp Thần vô cùng sợ hãi mọi người, lúc này hung hăng, kêu gào gầm thét, hướng Diệp Thần liều chết xông tới. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, lúc này Vũ Hoàng Cổ Đế bước lên thần, Vạn Khư kiêu căng hừng hực, hắn luân hồi trận doanh, nhưng lộ vẻ được suy đồi. Đi! Diệp Thần quyết định thật nhanh, lập tức mở ra tự do rực, đi Vạn Khư bên ngoài phi độn đi. Diệp Tà Thần, Võ Giao các người, cũng biết thế cục đã bị nghịch chuyển, vội vàng mang luân hồi trận doanh rất nhiều võ giả, rút lui Vạn Khư thần điện, trở lại tinh nguyệt giới. Hừ, người bây giờ muốn trốn có phải hay không chậm? Hùng Bá Viêm trong mắt thoáng qua giữ tợn vẻ, thiên ma vỗ cánh một cái, mang rất nhiều Vạn Khư cường giả, đuổi giết Diệp Thần. Liệt nhật mệnh tinh, cho ta chiếu sáng. Diệp Thần khẽ cắn răng, biết tình thế hiểm ác, lập tức không chần chờ chút nào, cũng không lo thân thể gánh vác, trực tiếp triệu hoán ra liệt nhật mệnh tinh. Liệt nhật mệnh tinh gọi ra, to lớn nóng rực mặt trời, trôi lơ lửng ở trên không, toát ra vô cùng ánh sáng nóng rực. Ở liệt nhật mệnh tinh ánh sáng mạnh chiếu rọi xuống, rất nhiều đuổi giết tới đây Vạn Khư cường giả, con người ở ngay tức thì nổ, từng cơn tiếng kêu thảm vang lên. Hùng Bá Viêm thiên ma thân thể, ra cũng là tí tách vang dội, thật giống như bị nước sôi nấu sôi, đang kịch liệt dưới nhiệt độ, không ngừng vặn vẹo. Đáng chết! Hắn vội vàng lui về phía sau, che lại ánh mắt, không dám nhìn thẳng liệt nhật mệnh tinh ánh sáng. Ở liệt nhật mệnh tinh uy áp hạ, thậm chí hắn thiên ma nguyên thể, đều không cách nào lại duy trì tiếp, tất cả ma khí tán loạn, khôi phục hình người. Liền liền phương xa Vũ Hoàng Cổ Đế đột phá khí tượng, vậy đạo đỉnh thiên lập địa chân thần Đồ Đằng, cũng bị mặt trời gay gắt huy quang, hoàn toàn nghiền diệt. Diệp Thần từng ngụm thở hổn hển, thu hồi liệt nhật mệnh tinh, đã là đầu đầy mồ hôi, thể lực tiêu hao hơn nửa, kinh mạch khắp nơi truyền tới to lớn lửa đốt đau. Hắn ở trước đây không lâu, liền dứt bỏ liền mình luân hồi máu tươi, trạng thái thân thể vốn cũng không tốt, hiện tại cử động nữa dùng liệt nhật mệnh tinh, tiêu hao lại là to lớn, đã có điểm không chịu nổi. Diệp Thần ca ca, không có sao chứ? Võ Giao tới đây đỡ ở Diệp Thần, lúc này tay nàng trên cánh tay, quấn một cái đồ tang, nhưng là tưởng niệm ma tổ vô thiên. Trước đây Diệp Thần đánh chết ma tổ vô thiên, vậy dựa theo ước định, đem hắn cho cốt, mang về tinh nguyệt giới, để cho ngày cũ chủ thích đáng an táng, hai bên ân oán coi như là đến chỗ này chung kết. Bất quá Diệp Thần và Vạn Khư ân oán, còn đang kéo dài. Không có sao, còn chưa chết. Diệp Thần cầm ra một ít khôi phục linh khí đan dược, ăn vào, trạng thái hơi khá hơn một chút, liền dẫn luân hồi trận doanh mọi người, trở lại tinh nguyệt giới. Nhưng mới vừa gọi ra liệt nhật mệnh tinh, chiếu phá Vũ Hoàng Cổ Đế chân thần Đồ Đằng, nghiền diệt tất cả đột phá dị tượng, ngược lại là để cho Diệp Thần có chút kích động. Đợi một chút, ta phải đi Vẫn Thần Giản một chuyến.
Diệp Thần dừng lại hạ bước chân, hướng Võ Giao, Diệp Tà Thần các người nói. Võ Giao kinh hãi, nói, Diệp Thần ca ca, người phải đi thiên ngoại thiên. Vũ Hoàng Cổ Đế mới vừa bước lên thần, người chẳng lẽ muốn khiêu chiến hắn? Đây không phải là muốn chết sao? Diệp Tà Thần cũng nói, Diệp Thần, không nên vọng động, hôm nay ngươi, cần nghỉ ngơi. Vũ Hoàng Cổ Đế bước lên thần, kiêu căng chính là hừng hực, người đi tìm hắn, không là chịu chết sao? Võ Giao nói, đúng vậy, Diệp Thần ca ca, chúng ta đi về trước, dựa vào tinh nguyệt giới địa mạch, coi như Vũ Hoàng Cổ Đế bước lên thần, hắn cũng không khả năng chấn đẻ chúng ta. Diệp Thần nhếch mép, nhưng là cười nói. Vũ Hoàng Cổ Đế mới vừa bước lên thần, căn cơ có thể còn không vững chắc, hơi thở phù phiếm rất, đây là ta nghịch phạt hắn tuyệt hảo cơ hội. Có thể chiếu phá Vũ Hoàng Cổ Đế đột phá dị tượng, nghiền diệt chân thần đồ đằng, Diệp Thần liền cảm giác được, Vũ Hoàng Cổ Đế lúc này thần đạo cảnh căn cơ, có thể cũng không vững chắc. Nếu như hắn xuất thủ, liền có thể, thừa dịp Vũ Hoàng Cổ Đế căn cơ bất ổn, trực tiếp đem đánh chết. Võ Giao kinh hãi, nói, Vũ Hoàng Cổ Đế căn cơ bất ổn, Diệp Thần ca ca, nhưng ngươi trạng thái cũng không tốt à. Diệp Thần cười nói, không có sao, ta còn có một lá bài tẩy. Các người đi về trước, trông nom tinh nguyệt giới, chú ý vạn khư tập sát, ta đi đối phó Vũ Hoàng Cổ Đế. Dứt lời, Diệp Thần chính là không để ý Võ Giao và Diệp Tà Thần đám người khuyên can, trực tiếp biến dạng hư không, đi thiên ngoại thiên vẫn thần giản. Đúng vậy, mặc dù hắn trạng thái thật không tốt, hơi thở rất yếu ớt, nhưng hắn còn có một lá bài tẩy, có cơ hội trực tiếp giết chết Vũ Hoàng Cổ Đế. Đó chính là, chỉ thủy một kiếm. Chỉ thủy kiếm đạo. Đây là cuối cùng kiếm đạo, là có thể nghịch chuyển hết thảy cao nhất sát phạt. Giống vậy võ đạo thần thông, đều cần tuân theo thực tế suy luận. Nhưng, chỉ thủy một kiếm, là nghịch thiên nghịch, chém ngược tất cả nhân quả, không cần tuân theo bất kỳ phép tắc cao nhất tồn tại. Một kiếm này khủng bố, đủ để cho con kiến hôi nghịch phạt thần minh. Diệp Thần đích xác là yếu ớt, cái khác tất cả thần thông, tất cả pháp bảo, lúc này cũng không phát huy ra được. Nhưng chỉ thủy một kiếm, nhưng không cần hắn tiêu hao, cũng có thể thi triển. Đây là nghịch chuyển thực tế nhân quả, không nói suy luận, đột phá tất cả quy luật tồn tại một kiếm. Diệp Thần phá toái hư không, hạ xuống đến Vẫn Thần Giản. Chỉ gặp Vẫn Thần Giản bên trong, một đạo thân ảnh già nua, đang ngồi xếp bằng trên một mảnh đất trống. Hắn quanh thân, nước suối róc rách dòng nước chảy, chiếu ngược đại lộ quy luật, rõ ràng chỉ là một dòng suối nhỏ, nhưng cho người cảm tưởng. Nhưng giống như ngân hà vậy vĩ đại. Thân ảnh kia chính là Vũ Hoàng Cổ Đế. Vũ Hoàng Cổ Đế đã bước lên thần, hắn hô hấp tới giữa, đều có thần linh uy nghiêm, tràn ra tới, để cho được nguyên phiến Vẫn Thần Giản, tựa như đều được một phiến thần vực thánh cảnh. Diệp Thần hạ xuống, để cho nhắm mắt điều tức Vũ Hoàng Cổ Đế, mở mắt. Vũ Hoàng Cổ Đế trong mắt, giếng cổ không dao động, hắn bước lên thần sau đó, tâm cảnh tựa hồ cũng thay đổi được thâm hậu rất nhiều. Tựa như toàn bộ thế gian, không có bất kỳ vật gì, có thể kích động hắn đạo tâm. Luân hồi chi chủ, người tới. Vũ Hoàng Cổ Đế rửng rưng cười nói, một bên chậm rãi đứng dậy. Hắn vừa đứng lên, thân thể rõ ràng chỉ có 7 xích cao, nhưng cho người cảm giác, nhưng giống như ngàn vạn trượng vĩ đại, đỉnh thiên lập địa, để cho người cảm thấy vũ trụ mênh mông, tinh không khoáng đạt, mà tự thân là nhỏ bé như vậy, muốn phải quỳ xuống cúi chào vậy. Dĩ nhiên. Diệp Thần đạo tâm bền bỉ, tự nhiên không chịu bất kỳ ảnh hưởng. Hắn ngắm nhìn Vũ Hoàng Cổ Đế, có thể rõ ràng cảm nhận được, đối phương hơi thở, đúng là còn không vững chắc, còn có phù phiếm mờ ảo chỗ. Xem ra hắn phỏng đoán không sai, ở tấn thăng thần đạo cảnh sau đó, Vũ Hoàng Cổ Đế căn cơ, quả nhiên còn không vững chắc. Ha ha, xem ra ta tới đúng lúc, nếu là chậm một chút nữa, ngươi thần đạo cảnh căn cơ, có lẽ là có thể củng cố lại. Ta muốn lại nghịch phạt ngươi, liền khó khăn. Diệp Thần cười cười nói. Vũ Hoàng Cổ Đế bị điểm phá nhược điểm, cũng không để ý, Sở Dâu cười cười nói, ta căn cơ là còn không vững chắc, nhưng ngươi trạng thái, tựa hồ hỏng bét hơn cao chứ. Hắn ánh mắt như đuốc, đã có thể nhìn ra, Diệp Thần trạng thái, đặc biệt không ổn, dứt bỏ liền luân hồi máu tươi, lại vận dụng liệt nhật mệnh tinh Diệp Thần, hôm nay có thể nói là đặc biệt yếu ớt. Trạng thái so Vũ Hoàng Cổ Đế kém hơn nhiều. Diệp Thần cười nói, đúng vậy, ta trạng thái thật không tốt, nhưng muốn giết ngươi, vậy là đủ rồi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần chậm rãi rút ra trường kiếm.
Vũ Hoàng Cổ Đế vui vẻ cười to, nói chỉ bằng ngươi. Ngươi có thể còn lấy là, ta là trong hồng trần tiên, nhưng ta hiện tại nói cho ngươi, ta là trên trời chân thần. Ta uy nghiêm, không phải ngươi có thể kháng nhận định. Vũ Hoàng một đao lưu, cho ta tiêu diệt. Quát to một tiếng, Vũ Hoàng Cổ Đế trong tay linh khí nổ, hội tụ ra một đạo đao mang, lăng không hướng Diệp Thần Trẻ đánh tiếp. Đây là hắn tấn thăng thần đạo cảnh sau đó, mình chế tạo ra đao pháp, Vũ Hoàng một đao lưu, hơi thở bá đạo dị thường. Bén nhọn như vậy một đao, coi như là Diệp Thần thời kỳ toàn thịnh, cũng rất khó chống đỡ, chớ nói chi là hắn hiện tại yếu ớt. Nhưng, Diệp Thần không sợ chút nào, khóe miệng như cũ mang nụ cười, dửng dưng một kiếm vung ra. Chỉ thủy kiếm đạo, nghịch chuyển đi. Chỉ gặp Diệp Thần kiếm phong bên trong, tràn ra một món nhàn nhạt kiếm khí. Kiếm khí này nhìn như uy lực chừng mực, nhưng lại giống như mang nghịch chuyển thiên địa đại lộ hay uẩn. Kiếm khí một giết ra, chí cao đại lộ chân lý, liền phát ra cộng minh thanh âm. Ông ông ông! Đại lộ chấn động, trên trời hạ xuống màu tím ngân hà, vô cùng đạo tắc hay uẩn, vào giờ khắc này xông ra. Diệp Thần nhàn nhạt một đạo chỉ thủy kiếm khí, chạm được Vũ Hoàng Cổ Đế bá đạo đao khí, một màn kinh người nhưng xuất hiện. Nhìn như đơn bạc yếu ớt kiếm khí, nhưng là dễ dàng, liền đem Vũ Hoàng Cổ Đế đao khí, toàn bộ làm tan rã hết, thậm chí còn có kiếm khí còn sót lại, hướng Vũ Hoàng Cổ Đế chém chết đi. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự việc, bởi vì từ lẽ thường tới xem, Diệp Thần cái này chỉ thủy một kiếm, khí thế đặc biệt nhỏ yếu, thật giống như liền một cây lớn một chút cây cối, đều không thể chặt đứt. Mà Vũ Hoàng Cổ Đế đao khí, chính là bá đạo nghịch thiên, đủ để chém bạo vũ trụ tinh hà, thế không thể đỡ. Nhưng hết lần này tới lần khác, bá đạo như vậy đao khí, liền bị Diệp Thần một kiếm chém ngược nghiền diệt. Vũ Hoàng Cổ Đế thấy như thế không thể tưởng tượng nổi sự việc, ánh mắt hoàn toàn trợn to, kinh hãi kêu lên, đây là chỉ thủy một kiếm, ngươi chỉ thủy kiếm đạo, thì đã tu luyện đến loại này. Vốn là hắn tấn thăng thần đạo cảnh, tâm cảnh hùng hậu liền rất nhiều, nhưng một màn trước mắt, chân thực quá mức kinh thế hãi tục, coi như là lấy hắn tâm cảnh, đều không cách nào lại giữ bình tĩnh. Thật ra thì trước đây, Diệp Thần cùng thiên nữ quyết chiến, vậy sử dụng qua chỉ thủy một kiếm. Nhưng, Vũ Hoàng Cổ Đế dù sao không phải là đích thân tiếp xúc, còn không cảm giác được chỉ thủy kiếm đạo cường hãn. Hiện tại hắn trực tiếp đối mặt, liền thắm thía cảm nhận được, cái này chỉ thủy một kiếm, không hổ là kiếm đạo trung cực, là có thể nghịch chuyển hết thảy, nghịch chuyển tất cả quy luật suy luận, không nói phải trái tồn tại, đại biểu kiếm đạo cao nhất sát phạt, sau lưng vậy hàm chứa thâm ảo đại lộ chiết tư. Ngươi thấy, thật là chân thực sao? Ngươi nơi cho là suy luận cùng đạo lý, thật sự là vĩnh hằng không đổi. Cường đại, thật không thể nghịch chuyển sao? Nhỏ yếu, thật sự là nhỏ yếu sao? Những thứ này thâm ảo đại lộ chiết tư, hình chiếu đến Diệp Thần trên thân kiếm, đó chính là chỉ thủy một kiếm, có thể nghịch chuyển hết thảy tồn tại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn tuy yếu ớt, nhưng thi triển ra cái này chỉ thủy một kiếm, lập tức liền nghịch chuyển cục diện, phá hỏng Vũ Hoàng Cổ Đế đao khí, cũng một kiếm chém chết hướng Vũ Hoàng Cổ Đế bản thể. Vũ Hoàng Cổ Đế hoảng hốt, vội vàng rút người ra bay ngược, nhưng vẫn là chậm nửa bước, ngực bị chém ra một đạo dữ tợn kiếm tổn thương, sâu thấy tới xương, máu tươi chảy ròng. Cho dù hắn tấn thăng thần đạo cảnh, có tầng tầng thần minh quy luật bảo vệ, lại cũng không cách nào ngăn cản cái này chỉ thủy một kiếm thần uy. Cuối cùng kiếm đạo, vào giờ khắc này, hiện ra đủ để nghịch phạt thần linh uy năng. Ta không tin, cái này chỉ thủy kiếm đạo, thật có thể không nói phải trái, nghịch chuyển đại lộ quy luật. Ta không tin. Vũ Hoàng Cổ Đế gương mặt co quắp, từ đầu đến cuối không dám tin tưởng, chỉ thủy kiếm đạo có như thế ngoại hạng. Trong truyền thuyết chỉ thủy kiếm đạo, sau khi luyện thành, có thể để cho con kiến hôi nghịch phạt thiên thần, coi thường hết thảy cảnh giới chênh lệch và lực lượng chênh lệch. Coi thường thực tế cùng ảo tưởng quy luật, coi thường hết thảy nhân quả cùng suy luận tồn tại. Một kiếm ra, thiên địa nghịch, quỷ thần khóc diệt, chư thiên không ngăn cản. Đây là cuối cùng một kiếm. Nhưng Vũ Hoàng Cổ Đế từ đầu đến cuối không tin, sẽ có như thế ngoại hạng kiếm pháp. Nếu như nói là thiên đấu đại đồ kiếm, còn ở hắn phạm vi hiểu biết bên trong. Nhưng cái này chỉ thủy một kiếm, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn khái niệm phạm vi. Bất chấp lý lẽ mạnh mẽ. Thanh hồng thần tinh, cho ta trấn áp. Vũ Hoàng Cổ Đế không tin, khẽ cắn răng, sử dụng một ngôi sao,
ngàn vạn đạo thanh sắc hồng mang nhô lên, cuồn cuộn khói dáng tán thải, mười phần nguy nga. Lại là vận mệnh thất tinh bên trong thanh hồng thần tinh. Viên này thanh hồng thần tinh, vốn là ở Hồng Quân lão tổ trên tay, hiện tại nhưng xuất hiện ở Vũ Hoàng cổ đế trong tay. Diệp Thần một mắt tới giữa, liền cảm nhận rõ ràng, Hồng Quân lão tổ chân chính ban phúc, cũng không phải là vạn khư vậy phù chiếu, mà là viên này thanh hồng thần tinh. Viên này thanh hồng thần tinh bên trong, hàm chứa Hồng Quân lão tổ ý chí, còn có vô số linh khí phúc trạch, đủ để phụ trợ Vũ Hoàng cổ đế bước lên thần. Hồng Quân lão tổ thật là lợi hại, hắn lúc nào, cầm thanh hồng thần tinh cho mượn liền Vũ Hoàng cổ đế, ta lại không chút nào phát hiện, như vậy thiên cơ che giấu thủ đoạn, thật là quỷ thần khó lường. Diệp Thần bộc phát cảm thấy Hồng Quân lão tổ lợi hại. Ở không không lúc nào không rất nhiều thiên đế bên trong, Hồng Quân lão tổ là hạng trước ba tồn tại, quả nhiên không phải lãng đắc hư danh. Vũ Hoàng cổ đế thúc giục thanh hồng thần tinh, quay đầu hướng Diệp Thần trấn áp xuống tới. Diệp Thần chính là yếu ớt, như vậy gặp phải trấn áp, vậy cơ hồ là hẳn phải chết. Nhưng, hắn chút nào không hoảng hốt, kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, vẫn là chỉ thủy một kiếm, phá giết ra. Cái này chỉ thủy một kiếm, kiếm khí vẫn là đặc biệt yếu kém, thế không thể ngừng cây nứt đá. Nhưng hết lần này tới lần khác, làm cái này nhẹ bỗng một kiếm, đánh trúng thanh hồng thần tinh sau. Vậy thanh hồng thần tinh, thật giống như gặp phải giữa thiên hạ mãnh liệt nhất phản kích, lập tức bị liền đánh bay ra ngoài, trên ngôi sao thậm chí xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Phốc xích, Vũ Hoàng cổ đế tại chỗ hộc máu, trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần. Không thể nào, cái này không thể nào. Cái này chỉ thủy một kiếm, làm sao sẽ ngoại hạng đến tình cảnh này. Vũ Hoàng cổ đế gương mặt cực độ vặn vẹo, thậm chí đánh hơi được hơi thở tử vong. Nếu như Diệp Thần ra lại một kiếm, vậy phải bị chém ngược, chính là hắn. Vèo, không chút do dự nào. Vũ Hoàng cổ đế xoay người bỏ chạy, hình dáng vô cùng chật vật, giống như một đầu bị hoảng sợ dã thú, chạy vào rừng chạy trốn đi, lại vậy không dám đối mặt với Diệp Thần. Vũ Hoàng cổ đế trước mắt tia máu, cho dù là bại trốn, trong lòng như cũ đang suy nghĩ, cái này thế gian, không thể nào có như thế ngoại hạng kiếm pháp. Đúng rồi, nhất định là ta mới vừa đột phá, mộ đạo căn cơ chưa vững chắc, đợi ta bế quan một tháng, trước vững chắc căn cơ, ra lại quan tiêu diệt thằng nhóc này. Lúc này hắn đã bị Diệp Thần kiếm khí gây thương tích, cũng cần bế quan nghỉ ngơi. Diệp Thần nhìn Vũ Hoàng cổ đế chạy mất dạng bóng người, muốn đuổi theo giết, nhưng thân thể lại đột nhiên kịch liệt rút ra đau. Cái này cổ chỗ đau, là tới từ chỗ sâu nhất căn nguyên. Trình độ cao nhất thi triển chỉ thủy một kiếm, Diệp Thần giá phải trả lớn vô cùng. Hắn linh khí, không có bị tiêu hao, nhưng hắn võ đạo căn cơ, căn nguyên tinh hoa, quanh thân huyết mạch, đều bị liền nghiêm trọng mài mòn. Căn cơ mài mòn, đây chính là thi triển chỉ thủy một kiếm giá phải trả. Thông thường thương thế, có thể từ từ điều tức khôi phục. Nhưng võ đạo căn cơ mài mòn, vậy sẽ không biết cần phải tiêu hao nhiều ít thiên tài địa bảo, nhiều ít nguyên ngọc, mới có thể bồi bổ được trở về. Cái này cuối cùng một kiếm, uy lực lớn là lớn, nhưng giá phải trả cũng quá lớn, mài mòn căn cơ, thậm chí tổn thương đạt tới tánh mạng tinh hoa. Nếu như mài mòn quá nghiêm trọng nói, sợ rằng ta cũng có tại chỗ chết bất đắc kỳ tử nguy hiểm đi. Diệp Thần nhếch mép, bất đắc dĩ nắm quyền một cái. Cái này chỉ thủy kiếm đạo, có thể nói là trước mắt hắn cuối cùng lá bài tẩy, đủ để chém ngược hết thảy, lực sát thương không thể tưởng tượng nổi to lớn. Cái này chỉ thủy một kiếm, vậy giúp hắn tiếp liền đánh bại thiên nữ cùng Vũ Hoàng cổ đế. Bất quá, như vậy lợi hại kiếm đạo, thi triển giá quá lớn. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần cũng sẽ không sử dụng. Nếu không, võ đạo căn cơ mài mòn, thậm chí sẽ nguy hiểm hắn tánh mạng. Vũ Hoàng cổ đế muốn bế quan một tháng, cái tháng này thời gian, ta cũng thật tốt tốt điều chỉnh. Diệp Thần hít sâu một hơi, đã cảm nhận Vũ Hoàng cổ đế ý tưởng, chính là muốn bế quan một tháng, chữa thương cũng vững chắc mộ đạo căn cơ. Chờ một tháng sau đó, Vũ Hoàng cổ đế phá cửa ra, rất có thể phải lấy cao nhất dung mạo, uy áp luân hồi trận doanh. Đến lúc đó, liền là chân chính đại quyết chiến thời điểm. Diệp Thần vậy cần thời gian nghỉ ngơi cùng điều chỉnh, dưới mắt cấp thiết nhất sự việc, chính là giải quyết Kỷ Tư Thanh vấn đề. Không biết tiếng nói oanh cô nương, đưa ta luân hồi máu tươi, đi không không lúc nào không, có từng thuận lợi.
Diệp Thần trở lại tinh nguyệt giới, một bên nghĩ thầm, hơi có điểm lo âu. Kỷ Tư Thanh bị Dạ Hàn mục nát kiếm tập sát, chỉ có hắn luân hồi máu tươi, có thể hóa giải. Lúc này, không không lúc nào không. Dạ Mẫu Phong Ngữ Oanh, đã mang Diệp Thần luân hồi máu tươi, đến không không, một đường biến dạng hư không, đi Thiện Vậy Vườn, chuẩn bị giao cho Nhâm Phi Phàm. Không không lúc nào không lớn vô cùng, lớn đến không có bờ bến, hơn nữa không gian thời thời khắc khắc đều ở đây bành trướng, mỗi ngày đều có mới ảo tưởng không gian, sản sinh ra tới. Muốn vượt qua vô tận thời không, mờ mịt hắc ám, ngay lập tức đến bất kỳ xó xỉnh nào, ít nhất phải có thượng vị thần tu vi. Người bình thường coi như biến dạng hư không, phá không mà đi, nếu như khoảng cách quá xa, vậy không thể làm được ngay lập tức tới, cần thời gian. Phong Ngữ Oanh dự trù mình cũng cần tiêu phí gần nửa ngày thời gian, mới có thể đến Thiện Vậy Vườn, đó là không không lúc nào không vĩ đại nhất Phật môn thánh địa, cũng là Phật tổ lãnh địa. Nàng tâm tình là có chút kích động, bởi vì Phật tổ hình dáng, không là mỗi người có thể thấy. Không không lúc nào không có một cái thiên đế bảng. Phía trên có 10 cái chỗ ngồi, thu lục thế gian cường đại nhất thiên đế. Trong đó, xếp hạng trước 3 thiên đế, theo thứ tự là, Đà Đế Cổ Thần, Thích Già Phật Tổ, Hồng Quân Lão Tổ. Cái này 3 vị thiên đế, khó phân cao thấp, cho nên đặt song song trước 3. Còn như trong truyền thuyết nguyên thiên đế, đó là siêu phẩm tồn tại, không phải trời đế bảng có thể chứa. Mà ở thứ hạng này trước 3 thiên đế bên trong, Thích Già Phật Tổ lại là xưa nhất tồn tại. Ở Đà Đế Cổ Thần và Hồng Quân Lão Tổ, còn không có ra đời trước, hắn cũng đã tồn tại, là năm đó Thiên Đế Tổ Đình chủ yếu thủ lãnh một trong. Có thể thấy Phật Tổ, Phong Ngữ Oanh tâm tình tự nhiên là có điểm kích động. Đang phá không phi hành để gặp, Phong Ngữ Oanh đột nhiên bắt được một chút sát khí. Cái này một chút sát khí, là như vậy ác liệt sắc bén, như vậy lạnh như băng. Nàng một bắt được, nội tâm tất cả kích động, liền toàn bộ hóa thành tủng sợ hãi cùng phòng bị. Lập tức dừng lại ở thân hình, ở quanh thân bầy trùng trùng quy luật cấm chế, rút trường kiếm ra. Ha ha, Dạ Mẫu, không cần kinh hoàng. Chung quanh bóng tối trong hư không, truyền ra một đạo hùng hậu thâm trầm thanh âm. Rồi sau đó, chỉ gặp một cái yêu tộc người đàn ông trung niên, sải bước đi ra. Cái này yêu tộc người đàn ông trung niên, thân hình đặc biệt to lớn, mặt đầy râu, trên đầu chĩa vào hai cây nhọn sừng trâu, miệng như chậu máu. Mở miệng lúc nói chuyện lộ ra hai dãy đao kiếm tựa như răng, 10 phần dữ tợn, mặc trên người trước một bộ hắc thiết màu sắc phong phú áo giáp, giữa eo treo một cái lưỡi rìu, lộ vẻ được đặc biệt cuồng dã. Thanh Nhiêu Cổ Tôn, là ngươi. Phong Ngữ Oanh thấy người này, thần sắc nhất thời thay đổi. Cái này yêu tộc nam tử, lại là Thanh Nhiêu Cổ Tôn, ngày xưa phong thần thiên tôn thú cưỡi, sau đó đắc đạo hóa thành hình người, nắm trong tay giết hại hồ tiên, mở ra giết hại hồ tiên. Ở không không lúc nào không bên trong, cũng rất có một phen danh tiếng, là cái thượng vị thần. Giao ra luân hồi máu tươi, ta có thể để cho ngươi rời đi. Thanh Nhiêu Cổ Tôn cười ha hả nhìn Phong Ngữ Oanh, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Ngươi làm sao biết ta có luân hồi máu tươi? Phong Ngữ Oanh sắc mặt âm trầm, theo lý mà nói, lấy Thanh Nhiêu Cổ Tôn thượng vị thần thực lực, còn chưa đủ để cảm nhận này cùng thiên cơ. Thanh Nhiêu Cổ Tôn con ngươi đông lại một cái. Cười nói, là Dạ Hàn công tử nói cho ta, Dạ Mẫu, ngươi còn chưa muốn hư Dạ Hàn công tử chuyện tốt. Ngoan ngoãn cầm luân hồi máu tươi giao ra, ta tuyệt không làm khó dễ ngươi. Phong Ngữ Oanh con ngươi run lên, nói, muốn cướp đồ ta, trừ phi trước hết giết ta. Nàng vừa dùng lời nói chỉ hoãn thời gian, một bên truyền ra ý chí, muốn triệu hoán Nhâm Phi Phàm và Phật Tổ tới đây. Thanh Nhiêu Cổ Tôn tựa hồ nhìn thấu Phong Ngữ Oanh ý tưởng, nói. Không cần uổng phí khí lực, chung quanh không gian, đã bị ta phong tỏa, ngươi ý chí không thể nào truyền ra. Ta chẳng muốn tổn thương ngươi, nếu không kinh động nguyên thiên đế, sự tình kia coi như không dễ chơi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra luân hồi máu tươi. Thật ra thì Thanh Nhiêu Cổ Tôn, nhìn Phong Ngữ Oanh thon thả eo, đầy đặn dáng vẻ, trong lòng sớm muốn đem nàng trấn áp, mang về động phủ mình bên trong đi, nhưng nghĩ tới sau lưng nguyên thiên đế, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phong Ngữ Oanh gặp Thanh Nhiêu Cổ Tôn, tựa hồ kiêng kỵ nguyên thiên đế, không dám động tay, xoay chuyển ánh mắt, lập tức xoay người bay trốn đi. Nàng năm đó cướp đoạt tử thần quyền bính thất bại, lực lượng cũng đã suy thoái rất nhiều, mới tử thần, cũng không phải là nàng. Lấy nàng hôm nay thực lực,
đoạn không khả năng cùng Thanh Ngưu cổ tôn đối kháng. Trừ phi là Diệp Thần điểm sáng Hắc Dạ mệnh tinh, nàng đạt được luân hồi ban phúc, mới có khôi phục thực lực, thậm chí vượt qua đỉnh cấp có thể. Nhưng bây giờ, nàng không thể nào tương đương Thanh Ngưu cổ tôn, chỉ có thể tránh đánh. Muốn chạy sao? Ngươi chạy có thể, luân hồi máu tươi cho ta đi. Nhân quả luật, đồ lưu lại. Thanh Ngưu cổ tôn đột nhiên phát ra một tiếng ngâm sướng, bày ra một cái nhân quả luật. Điều này nhân quả luật một phát ra, Phong Ngữ Oanh liền cảm thấy, có một cổ to lớn lực lượng, mang đại đạo uy áp, bao phủ đến trên người mình. Nàng không cách nào kháng cự, bị nàng giấu vào trong ngực luân hồi máu tươi, lại là không bị khống chế thoát thể bay ra, cuối cùng rơi xuống Thanh Ngưu cổ tôn trong tay. Thanh Ngưu cổ tôn bắt được bình kia luân hồi máu tươi, cảm nhận được vậy cổ ấm áp nóng rực bàng bạc linh khí, hắn ngẩn ngơ, tựa hồ không dám tin tưởng, rồi sau đó vui vẻ cười to, nói. Dạ mẫu, ngươi thực lực, làm sao suy thoái đến tình cảnh này? Ta tùy tiện một cái nhân quả luật, lại có thể liền cướp được ngươi đồ, ha ha ha, ha ha ha. Thanh Ngưu cổ tôn ở cười như điên, bởi vì chính hắn cũng không nghĩ tới, sẽ thuận lợi như vậy. Nhân quả luật, là không không lúc nào không tất cả thần minh, cũng nắm giữ căn bản quy luật. Ở không không lúc nào không bên trong, tên yếu như con kiến hôi, cường giả chí tôn cao nhất. Cường giả một câu nói, chính là miệng chứa thiên hiến, mang nhân quả luật uy áp, nói cái gì chính là cái đó. Cường giả đối tên yếu, có thể nói là sinh sát sư đoạt, chỉ cần một câu nói, liền có thể tước đoạt người yếu tất cả, căn bản không cần ra tay. Bởi vì cường giả nói ra, chính là lớn đạo chân lý, là bởi vì quả luật, là tất nhiên sẽ thực hiện đồ. Thanh Ngưu cổ tôn là không nghĩ tới, mình đối Phong Ngữ Oanh, lại có thể cũng có như vậy bao trùm tư thái, một câu nói, liền đem như bánh xe hồi máu tươi, đoạt vào tay. Hắn biết, là Phong Ngữ Oanh thực lực, suy thoái quá nhiều, lại liền hắn thuận miệng phát ra một cái nhân quả luật, cũng không đỡ được. Thậm chí, hắn cảm giác được, hiện tại chỉ cần hắn mở miệng, muốn Phong Ngữ Oanh quỳ xuống, cho hắn làm nô bộc, Phong Ngữ Oanh cũng không cách nào kháng cự, trừ phi là tự sát. Cái này chính là cường giả đối người yếu uy áp. Bất quá dĩ nhiên, Thanh Ngưu cổ tôn không dám làm như vậy. Nếu quả thật làm thương tổn Phong Ngữ Oanh, kinh động nguyên thiên đế, vậy cũng phiền toái hết sức. Hắn lúc này bắt được luân hồi máu tươi, e sợ cho phát sinh bất ngờ, cười to sau một lúc, chính là nhanh chóng xoay người bay khỏi đi. Phong Ngữ Oanh gặp luân hồi máu tươi bị đoạt đi, trong lòng một hơi khí lạnh dâng lên, biết sự việc không xong. Nàng thậm chí cảm nhận liền tương lai hình ảnh, Thanh Ngưu cổ tôn bắt được Diệp Thần luân hồi máu tươi, muốn bố trí tà trận, đem máu tươi dung nhập vào giết hại hồ tiên bên trong, lợi dụng giết hại hồ tiên sát khí, ăn mòn Diệp Thần căn nguyên. Nói cách khác, cái này luân hồi máu tươi mất, không chỉ là Kỷ Thư Thanh mất đi giải dược, liền Diệp Thần cũng có thể bị cắn trả. Hốt hoảng dưới, Phong Ngữ Oanh tăng thêm tốc độ, hướng Thiện Vậy Vườn bay đi, phải hướng Nhâm Phi Phàm và Phật Tổ, bẩm báo tình huống. Lúc này, Thái Thượng Thế Giới. Diệp Thần đã trở lại Tinh Nguyệt Giới, đám người đã cảm giác thiên cơ, biết Diệp Thần đánh bại Vũ Hoàng Cổ Đế, đều cảm kinh hãi. Vũ Hoàng Cổ Đế đã bước lên thần, Diệp Thần lại còn có thể đánh bại, đơn giản là vô địch. Dĩ nhiên, Diệp Thần trả giá cao, vậy là đặc biệt to lớn, võ đạo căn cơ bị mài mòn, sợ rằng cần phải tiêu hao đại lượng tài nguyên tới khôi phục. Diệp Thần trở lại Ngạo Thế Thiên Cung bên trong, bế quan nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi gần nửa ngày, Diệp Thần trạng thái tốt lắm rất nhiều. Lúc này, phòng bế quan bên ngoài lại có người gõ cửa. Diệp Thần cảm giác được băng thần Vũ Lăng Hoa hơi thở, có chút nghi ngờ, nói, Lăng Hoa cô nương, có chuyện gì không? Vũ Lăng Hoa ở ngoài cửa nói, Diệp Thần, ta có thể đi vào cùng ngươi nói một chút sao? Diệp Thần nói, vào đi. Két. Vũ Lăng Hoa đẩy cửa đi vào, vành mắt ửng đỏ, một bộ tiều tụy hình dáng. Diệp Thần biết, nàng là bị gia tộc từ bỏ, liền băng thần đạo thống, cũng có thể bị tước đoạt, cho nên thần thương. Không có chuyện gì, Lăng Hoa, ta nói, coi như ngươi băng thần quyền bính bị tước đoạt, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi cả đời. Diệp Thần hướng Vũ Lăng Hoa ngoắc ngoắc tay, đem nàng ôm vào trong ngực mình, cực kỳ an ủi. Vũ Lăng Hoa trong bụng có vẻ cảm kích, nói, Diệp Thần, ta ngày hôm nay tới đây, chính là muốn nói với ngươi nói chuyện này. Ta băng thần quyền bính, thà bị cốt thiên đế tước đoạt, ngược lại không như hiến tặng cho ngươi coi là.
Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, hiến tặng cho ta. Vũ Lăng hấu cừ một tiếng, nói, đúng vậy. Dừng một chút, lại nói, bất quá, ngươi luân hồi huyết mạch chí cao vô thượng, ta băng thần quyền bính, còn không xứng với ngươi. Ngươi có thể đem ta băng thần quyền bính, truyền thừa cho luân hồi trận doanh bên trong người, tốt hơn rơi vào thiên nữ trong tay. Vũ Lăng Hoa nương thân Vũ Tháng, đã bị cốt thiên đế uy hiếp, chuẩn bị muốn tước đoạt nàng băng thần quyền bính, cũng truyền cho thiên nữ. Như vậy thứ nhất, tương lai thiên nữ, liền là mới băng thần. Nhưng, Vũ Lăng Hoa tự nhiên không muốn nhìn thấy một màn này phát sinh, coi như muốn mất đi băng thần quyền bính, mới băng thần, nàng cũng không hy vọng là thiên nữ, mà hy vọng là luân hồi trận doanh bên trong người. Diệp Thần nghe Vũ Lăng Hoa mà nói, trong lòng đại động, lập tức liền nghĩ đến Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh vậy tu luyện hệ băng thuật pháp, để cho nàng thừa kế băng thần quyền bính, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Nhưng, Diệp Thần vậy lo lắng Vũ Lăng Hoa thân thể, ôn nhu hỏi, Lăng Hoa, nếu là ngươi mất đi băng thần quyền bính, vậy sẽ có hậu quả gì không? Vũ Lăng Hoa buồn bã nói, thật ra thì vậy không hậu quả gì, dẫu sao thuộc về ta thời đại, đã qua. Mất đi băng thần quyền bính sau đó, có thể ta cũng chưa có thần cách, muốn từ trên trời chân thần, biến thành trong hồng trần tiên. Nghe vậy, Diệp Thần thoáng thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy còn tốt, trong hồng trần tiên, cũng là tiên đế, có ta luân hồi trận doanh che chở, ngươi có thể bảo vĩnh sinh hưởng phúc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vũ Lăng Hoa ôm Diệp Thần eo, nói, ừ, ta tự nhiên tin tưởng ngươi làm người. Chỉ là, cái này băng thần quyền bính, ta cũng không thể hoàn toàn xử trí, bởi vì đây không phải là chính ta có được thần cách, sau lưng là gia tộc ta trợ lực. Nếu như Ngụy Dĩnh cô nương, muốn thừa kế ta đạo thống, cần một kiện thần khí phụ trợ. Diệp Thần nói, cái gì thần khí? Hắn lúc này sắp cùng Vạn Khư khai chiến, dĩ nhiên là muốn khẩn cấp tăng lên, luân hồi trận doanh thực lực. Nếu như Ngụy Dĩnh có thể trở thành mới băng thần, luân hồi trận doanh khí thế, tất có thể thật to hừng hực. Vũ Lăng Hoa nói, vậy thần khí là thập đại cổ thần khí một trong, kêu thái nhất âm dương bàn, có thể rời đi nhân quả, biến đổi âm dương, đặc biệt kỳ diệu. Nếu như có thể đạt được thái nhất âm dương bàn mà nói, ta băng thần quyền bính, hẳn liền có thể truyền cho Ngụy Dĩnh cô nương, nếu không có gia tộc ta sau lưng lực cản, truyền thừa không thể nào thuận lợi. Diệp Thần nói, thái nhất âm dương bàn sao? Cái này thái nhất âm dương bàn, nếu là thập đại cổ thần khí một trong, vậy nhất định là đặc biệt chân quý. Dẫu sao, từ thời đại thái cổ, truyền thừa đến bây giờ thần khí, không có bị mài mòn hầu như không còn, cũng chỉ còn lại có 10 món, mỗi một kiện đều là kinh thiên động địa tồn tại. Thập đại cổ thần khí bên trong, cửu thiên phục long ấn và toái tâm linh uy lực, Diệp Thần đã gặp qua. Cái này thái nhất âm dương bàn, muốn đến cũng là giống nhau huyền diệu cùng mạnh mẽ. Ngươi biết cái này thái nhất âm dương bàn ở nơi nào không? Diệp Thần hỏi. Vũ Lăng Hoa lắc đầu nói, ta cũng không biết, thậm chí liền một chút thiên cơ dấu vết, cũng bắt không tới, tựa hồ là có người tận lực xóa đi thần khí này dấu vết, ngươi thần thông quảng đại, ta tin tưởng ngươi có thể tra tìm ra. Diệp Thần cười khổ một tí, nói, lúc đầu liền ngươi cũng không biết sao. Thái nhất âm dương mâm rơi xuống, Vũ Lăng Hoa chút nào cũng không biết, vậy xem ra là đặc biệt thần bí. Diệp Thần trong đầu nghĩ, xem ra lại phải làm phiền Nhâm Phi Phàm hỗ trợ. Vật này vô cùng trọng yếu, là bảo đảm Vũ Lăng Hoa băng thần đạo thống, có thể truyền cho Ngụy Dĩnh chỗ mấu chốt, không cho sơ thất. Diệp Thần gọi ra Thiên Quân Phong Thần Bia, liền muốn câu thông Nhâm Phi Phàm. Nhưng không nghĩ tới, Thiên Quân Phong Thần Bia một gọi ra, nhưng là kịch liệt ông minh đứng lên, không không lúc nào không chung Nhâm Phi Phàm, đang thử nghiệm liên lạc Diệp Thần. Nhâm tiền bối, thế nào? Diệp Thần cảm giác được Nhâm Phi Phàm liên lạc ý niệm, vội vàng thành lập được câu thông, hỏi. Xảy ra chuyện. Nhâm Phi Phàm thanh âm tương đương nặng nề, tiếp theo, liền nói cho Diệp Thần một cái đáng sợ tin tức. Đó chính là, Dạ Mẫu Phong Ngữ Oanh mang theo luân hồi máu tươi, đã bị Thanh Ngưu cổ tôn cướp đi. Diệp Thần nghe được cái này tin tức, vậy cảm nhận thiên cơ, thấy được Phong Ngữ Oanh bị Thanh Ngưu cổ tôn uy hiếp, bộ kia chật vật bất đắc dĩ hình ảnh. Hắn nhất thời tức giận, nói, tên này, lại dám cướp lấy đồ ta. Nguyên Thiên Đế làm sao không ra tay? Nhâm Phi Phàm nói, Nguyên Thiên Đế sẽ không dễ dàng giao thiệp với thế gian nhân quả, luân hồi trận doanh người, không bị thực chất tính tổn thương, hắn là sẽ không xuất thủ. Nguyên Thiên Đế và Hồn Thiên Đế,
là một thể sinh đôi tồn tại. Nếu như Nguyên Thiên Đế, trên đời gian để lại quá nhiều nhân quả dấu vết, Hồn Thiên Đế là có thể mượn những dấu vết này, sống lại, đó đúng là so đại lộ sụp đổ, thiên nghiêng đất diệt, còn nghiêm trọng hơn tai họa. Cho nên, nếu như chỉ là đồ bị cướp, người không bị thương, Nguyên Thiên Đế là sẽ không xuất thủ. Còn như Kỷ Tư Thanh, gặp mục nát kiếm tập kích, đã thành định cục, Nguyên Thiên Đế cũng không thể vãn hồi, chỉ có thể Diệp Thần tự mình giải quyết. Diệp Thần khóe miệng xé một tí, nói, xem ra người ngoài vẫn là không nhờ vả được, Nhâm tiền bối, chỉ có ngươi mới là ta chân chính hộ đạo giả. Nhâm Phi Phàm nói, tình huống bây giờ rất không ổn, Thanh Ngưu cổ tôn cướp đi ngươi máu tươi, rất có thể sẽ dung nhập vào giết hại hồ tiên bên trong, lợi dụng giết hại hồ tiên sát khí, trực tiếp ăn mòn ngươi căn nguyên, một khi hắn thành công, ngươi không chết cũng phải trọng thương. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, dòm ngó tương lai, vậy thấy ở tương lai thời gian tuyến bên trong, bản thân có bị ăn mòn cắn trả nguy hiểm, tuy không đến nổi chết, nhưng huyết mạch căn nguyên bị ăn mòn ô nhiễm, cả đời dừng bước thiên huyền cảnh, lại cũng không có bước vào vô lượng cảnh hy vọng. Cái này đáng chết Thanh Ngưu cổ tôn, chờ ta tương lai đi đến không không lúc nào không, cái đầu tiên liền giết hắn. Diệp Thần trong lòng vô cùng nổi nóng, đối vậy Thanh Ngưu cổ tôn, cũng là dâng lên nồng nặc hận ý. Nhâm Phi Phàm nói, không cần ngươi ra tay, ta có thể vì ngươi diệt hắn, chỉ là, ta không biết Thanh Ngưu cổ tôn tọa độ, muốn hỏi một chút ngươi. Không không lúc nào không lớn vô cùng, cho dù là Nhâm Phi Phàm cái loại này thiên đế cấp 9, không có tọa độ cụ thể nói, vậy rất khó tìm một người chỗ. Hắn biết, Thanh Ngưu cổ tôn mở ra giết hại thời không, liền cư ngụ ở giết hại thời không bên trong. Thế nhưng giết hại thời không, rốt cuộc ở nơi nào, hắn nhưng thì không cách nào xác định. Không không lúc nào không, chân thực quá lớn quá lớn. Nhâm Phi Phàm suy nghĩ, Diệp Thần cùng Bắc Minh Thiên Đế có nguyên nhân quả liên lạc, có lẽ biết giết hại thời không chỗ. Dẫu sao Bắc Minh Thiên Đế, năm đó chính là bị Thanh Ngưu cổ tôn giết chết. Nếu như có thể biết được Thanh Ngưu cổ tôn tọa độ, Nhâm Phi Phàm sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem tiêu diệt. Dẫu sao lần này Thanh Ngưu cổ tôn, thủ đoạn chân thực quá ác liệt, lại dám cướp đi Diệp Thần luân hồi máu tươi, thậm chí còn muốn bày tà trận, lợi dụng giết hại hồ tiên, cắn trả ăn mòn Diệp Thần căn nguyên. Trước không nói ăn mòn có thể thành công hay không, không có cái này luân hồi máu tươi, Kỷ Tư Thanh không có giải dược, vậy cũng rất nguy hiểm. Thanh Ngưu cổ tôn tọa độ, ta cũng không biết. Nhâm tiền bối, ta chậm một chút lại nói cho ngươi. Diệp Thần khẽ cau mày, lúc này Bắc Minh Thiên Đế còn đang ngủ say. Lần trước, Diệp Thần ở Tử Hồn Giới, đối chiến Yến Quy Sào, Bắc Minh Thiên Đế hết sức chống đỡ, tiêu hao to lớn, trước mắt đang ngủ say khôi phục hơi thở. Nếu như hỏi Bắc Minh Thiên Đế mà nói, có lẽ có thể biết Thanh Ngưu cổ tôn tọa độ, nhưng Diệp Thần tự nhiên không muốn quấy rầy. Nhâm Phi Phàm mơ hồ cảm nhận liền Diệp Thần băn khoăn, nói, được, vậy ta chờ ngươi là được. Diệp Thần gật đầu một cái, đang muốn hỏi Thái Nhất Âm Dương bàn chuyện, bỗng nhiên cảm thấy tim kịch liệt quặn đau, cả người mỗi một chỗ kinh mạch, đều giống như bị ngàn vạn cây kim toàn gai vậy, đặc biệt khó chịu. Thanh Ngưu cổ tôn bắt đầu ra tay. Diệp Thần rên lên một tiếng, biết là Thanh Ngưu cổ tôn, đã bày ra tà trận, muốn lợi dụng giết hại hồ tiên hơi thở, cắn trả hắn luân hồi huyết mạch. Nếu như cái này cắn trả, không thể mau sớm giải quyết, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nhâm Phi Phàm thần sắc nặng nề, mấy giây sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, đây có thể phiền toái, ta đề nghị ngươi đi tìm một cái người, hắn có lẽ có biện pháp giúp ngươi. Diệp Thần nói, à, là ai? Nhâm Phi Phàm nói, hắn kêu Khiếu Tinh Vân, nghe nói là một cái gia tộc cổ xưa người làm, thực lực khá là mạnh mẽ. Hắn ở đỉnh cấp thời điểm, cũng có chuyện tương tự tình phát sinh qua, chính là máu tươi của mình, bị kẻ thù khống chế, có bị cắn trả bổn nguyên nguy hiểm, cũng không biết hắn là như thế nào phá giải. Ngươi có thể đi hỏi một chút hắn. Vị kia Khiếu Tinh Vân, ở loạn kỳ nguyên thời điểm, từng gửi nhờ tại Thiên Đế Tổ Đình, bị Phật Tổ che chở. Sau đó ở loạn kỷ nguyên sau khi kết thúc, hắn bị thương nghiêm trọng, tu vi căn bản mất đi, trước mắt ẩn cư ở thế giới hiện thật. Nhâm Phi Phàm nói loạn kỷ nguyên, chính là mạt pháp thời đại, là ban đầu không không lúc nào không đại lộ sụp đổ, đối mặt bị tiêu diệt thời đại. Có thể từ loạn kỷ nguyên người còn sống sót, đều không phải là đơn giản hạng người. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, người muốn gọi ta đi tìm Khiếu Tinh Vân.
Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, nếu như có thể tìm được Khiếu Tinh Vân mà nói, có lẽ liền có thể biết phương pháp phá cuộc, dẫu sao hắn năm đó, gặp qua giống nhau khốn cảnh. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nghe được Khiếu Tinh Vân tên chữ thời điểm, hắn lại mơ hồ bắt được thiên cơ liên lạc, bắt được cùng Thái Nhất âm dương bàn tương quan đầu mối. Nhâm tiền bối, vậy quá một âm dương bàn, có phải hay không cũng ở đó Khiếu Tinh Vân trong tay? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Nhâm Phi Phàm nói, cái gì Thái Nhất âm dương bàn? Diệp Thần nói, chính là thập đại cổ thần khí một trong, truyền thuyết có thể rời đi nhân quả, biến đổi âm dương, đặc biệt kỳ diệu. Nhâm Phi Phàm bừng tỉnh, nói, người muốn dùng Thái Nhất âm dương bàn, hoàn thành băng thần đạo chính thống truyền thừa, để cho Ngụy Dĩnh trở thành mới băng thần. Diệp Thần nói, chính phải. Nhâm Phi Phàm trầm ngâm một hồi, nói cái này Thái Nhất âm dương bàn, ta cũng đã nghe nói qua, nhưng thế gian không có nửa điểm thiên cơ dấu vết lưu tích chữ, vô cùng kỳ quái, tựa hồ có người tận lực xóa đi. Khiếu Tinh Vân trong tay, có hay không Thái Nhất âm dương bàn, ta cũng không biết, người có thể đi hỏi một chút. Nhớ, cùng thấy Khiếu Tinh Vân sau đó, người liền nói ngươi là Phật tổ bằng hữu, hắn năm đó nhận Phật tổ ân huệ, người có cái gì nghi nan, muốn đến hắn vậy sẽ hết sức tương trợ. Diệp Thần nói, ừ. Dừng một chút, Diệp Thần lại lo lắng Kỳ Tư Thanh, vậy Tư Thanh. Nhâm Phi Phàm nói, người lại yên tâm, ta và Phật tổ, sẽ bảo hộ tốt nàng, coi như nàng đạo tâm thật bị ăn mòn, ta và Phật tổ, đều sẽ không để cho nàng phản bội ngươi. Ngươi hôm nay, trước hay là giải quyết máu tươi cắn trả vấn đề. Vũ Hoàng Cổ Đế đã bước lên thần, ngươi và hắn quyết chiến sắp tới, thân thể không thể có nửa điểm ngoài ý muốn. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, vậy ta ngày mai liền đi tìm vậy Khiếu Tinh Vân, hôm nay là không được, ta trạng thái thật không tốt. Diệp Thần căn cứ hiện hữu đầu mối, âm thầm suy tính thiên cơ, đã mơ hồ bắt được Khiếu Tinh Vân chỗ, ngay tại thiên ngoại thiên bên trong. Nhâm Phi Phàm nói, rất tốt, chúc ngươi thuận lợi. Thương nghị đã định, Nhâm Phi Phàm liền xử lý không không thời không sự việc, Diệp Thần lại nghỉ ngơi một đêm, để cho chuyện mình trạng thái. Tiến một bước khôi phục, cũng dựa vào quang minh chi tâm, chiếu sáng luân hồi huyết mạch, phòng ngừa bị thanh nhiêu cổ tôn tả pháp cắn trả. Nhưng quang minh chi tâm, cuối cùng chỉ là một bán thành phẩm, hơn nữa thúc dục cũng cần tiêu hao lực lượng, dựa vào quang minh chi tâm chiếu sáng nói, không phải kéo dài kế. Diệp Thần chỉ hy vọng, cái đó Khiếu Tinh Vân, thật có biện pháp gì, có thể giải quyết hắn khốn cục trước mắt. Còn nữa, vậy quá một âm dương bàn. Có phải là thật hay không ở Khiếu Tinh Vân trong tay, Diệp Thần cũng rất muốn biết. Mang rất nhiều nghi vấn, Diệp Thần một mình đi tới thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên thế giới, mờ mịt hư không, hàng tỷ tinh thần lóe lên. Diệp Thần ở trong tinh không qua lại, không ngừng suy tính bắt Khiếu Tinh Vân vị trí. Khiếu Tinh Vân mất hết tu vi, không có bất kỳ ẩn núp cùng che giấu thủ đoạn. Cho nên, ở Diệp Thần cẩn thận suy tính hạ. Hắn cũng là rất nhanh tìm được Khiếu Tinh Vân tọa độ cụ thể, ngay tại một viên tinh cầu khổng lồ trên. Viên tinh cầu này, là một viên to lớn khí thái hành tinh, cũng không có lục địa tồn tại, bên trong tinh cầu bộ tràn đầy cuồng loạn chảy xiết cùng gió bão, tất cả loại bất đồng thuộc tính cuồng bạo nguyên khí, lẫn nhau xen lẫn, cuối cùng diễn biến thành từng tầng một bạo loạn ửng đỏ, vang dội. Diệp Thần hạ xuống đến viên này to lớn khí thái trên hành tinh mặt. Liền cảm thấy vô số cuồng bạo phong tai cùng mây sấm, không ngừng hướng mình gào thét tới. Viên tinh cầu này, giống như là thuần túy thiên tai, hội tụ mà thành, hoàn cảnh cực đoan tồi tệ, liền tiên đế đều khó sinh tồn, thiên địa sức mạnh to lớn mênh mông, ở trên viên tinh cầu này hiện ra đến mức tận cùng. Vãn bối Diệp Thần, là Phật tổ bằng hữu, lỗ mãng quấy dày, muốn cầu gặp Khiếu Tinh Vân tiền bối, không biết tiền bối có thể hay không hiện thân gặp nhau. Diệp Thần lớn tiếng kêu gọi, thanh âm ở viên tinh cầu này cuồn cuộn tiếng gió tiếng sấm bên trong, vô cùng rõ ràng truyền ra ngoài. Nơi đây hoàn cảnh tuy tồi tệ hung hiểm, nhưng lấy Diệp Thần thực lực, tự nhiên có thể an ổn đứng lại. Chính xác mà nói, không phải đứng lại, mà là trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, trôi lơ lửng ở vô số cuồng loạn ửng đỏ cùng sấm chớp mưa bão bên trong. Bởi vì viên tinh cầu này, là tức trạng thái cự hành tinh, cũng không có cố thể bề ngoài. Càng không có lục địa tồn tại, chỉ có thuần túy cuồng loạn khí lưu. Diệp Thần thanh âm truyền ra, chờ một hồi sau đó, cũng không có được bất kỳ đáp lại. Vãn bối Diệp Thần, cầu gặp Khiếu Tinh Vân tiền bối. Diệp Thần lại lần nữa lớn tiếng kêu lên,
Lần này, từ vậy cuồng loạn gió bão chảy xiết chỗ sâu, truyền ra một giọng già nua. Ngươi muốn gặp ta, trước đánh bại ta cái này mấy đầu con rối nói sau. Thanh âm kia sau khi rơi xuống, liền nghe được một hồi nhọn tiếng xé gió, hưu hưu vang dội, chừng ba đầu con rối xông phá gió bão, hạ xuống đến Diệp Thần quanh thân, phơi bày tam giác trận thế, đem hắn vây quanh. Vậy ba đầu con rối là dùng một ít cổ xưa thép chế tạo, thân thể hiện lên thiết đen ánh sáng màu, trong hốc mắt vây quanh màu máu đá quý, giống như là hai viên huyết đồng, lóe lên dị quang, nhìn như khá là quỷ bí, thấm ra không rõ hơi thở. Diệp Thần trong lòng rét một cái này ba đầu con rối, xem hình dáng cũng tương đương không kém. Ở mạt pháp thời đại sau khi kết thúc, Khiếu Tinh Vân mất hết tu vi, nhưng một mực cư ngụ ở thế giới hiện thật, vậy không có bị người quấy rầy, muốn đến là bởi vì là có con rối bảo vệ, đủ để tự vệ. Suy suy suy, ba đầu con rối đồng thời ra tay tập sát tới, cũng không có bất kỳ hoa tiếu gì thần thông biến hóa, liền là thuần túy võ đạo, thuần túy quả đấm. Ba đầu khôi lỗi sắt thép quyền, hung mãnh bá đạo, đánh phá chung quanh vô số ửng đỏ gió bão, mang theo mãnh liệt hơn gió bão, tập sát hướng Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, không nghi ngờ chút nào, cái này ba đầu con rối vô cùng mạnh mẽ. Nhưng, ở hắn trước mắt, những thứ này đều là gà vườn chó đất, hắn tiện tay một kiếm, liền có thể toàn bộ chém chết. Dĩ nhiên, Diệp Thần chẳng muốn rơi xuống Khiếu Tinh Vân mặt mũi, cho nên thấy con rối đánh tới, cũng không có toàn lực đối phó, mà là sử dụng thần kiếm ngự lôi quyết, đạo tiếng sấm kiếm khí bổ ra, nhìn như hung mãnh đối kháng, thực ra là qua loa lấy lệ chu toàn. Leng keng chanh, từng đạo kiếm khí, bổ đến vậy ba đầu con rối trên mình, nhưng cũng không tạo thành bao nhiêu tổn thương, hiển nhiên những khôi lỗi kia chất liệu, vậy là đặc biệt thượng thừa, chịu đòn đánh năng lực vô cùng cường đại. Dĩ nhiên, đây là bởi vì Diệp Thần nương tay. Nếu như Diệp Thần dùng toàn lực mà nói, mạnh mẽ đi nữa con rối đều phải bị hắn một kiếm bạo giết. Diệp Thần khua kiếm cùng vậy ba đầu con rối chu toàn, đánh phải là khó phân nan giải, ba hoa chích chòe, gió bão nổ. Viên này khí thái hành tinh rất nhiều chảy xiết ửng đỏ, ở Diệp Thần cùng khôi lỗi kịch đấu bên trong, đều tan thành mây khói, cuồng loạn bầu trời, đổi được thanh minh. Ở trong suốt bầu trời phương xa, Diệp Thần thấy được một cái ông già, ngồi xếp bằng ở một tòa huyền không sắt thép trên đảo. Vậy sắt thép hòn đảo, muốn đến cũng là lấy cơ quan thuật pháp chế tạo, treo trên bầu trời không rơi, khá là kỳ diệu. Diệp Thần trong đầu nghĩ, vậy ông già khẳng định chính là Khiếu Tinh Vân. Hắn cho đủ Khiếu Tinh Vân mặt mũi, cùng vậy ba đầu con rối vất vả đánh giết, kịch liệt đánh nhau, thoạt nhìn là đặc biệt lộng lẫy. Khiếu Tinh Vân thấy vậy, nhưng là lộ ra một cái cười khổ, đem vậy ba đầu con rối thu, nói, không cần đánh, luân hồi chi chủ, ta những thứ này con rối, đối phó Hồng Trần Tiên Nhân tạm được, mà ngươi là trời trên chân thần, ta là không địch lại ngươi. Diệp Thần lật đật chắp tay nói, tiền bối nói đùa, tại hạ chỉ là thiên huyền cảnh tu vi thôi, liền Hồng Trần Tiên Nhân đều không coi là, không dám xa xỉ tán gẫu trên chân thần. Khiếu Tinh Vân nói, ngươi tuy chỉ là thiên huyền cảnh, nhưng chân chính sức chiến đấu, đủ để nghịch phạt chân thần, ngươi tới gặp ta có chuyện gì? Ta tu vi đã sớm mất đi, chỉ dựa vào mấy đầu con rối hộ thân, cái gì theo dõi thiên cơ bản lãnh, cũng không có. Hắn tu vi đã mất, không thể theo dõi thiên cơ nhân quả, cho nên không cách nào thấy rõ Diệp Thần ý đồ. Diệp Thần nói, tiền bối, là Phật Tổ kêu ta tới. Diệp Thần cũng không có nói Nhâm Phi Phàm tên chữ, bởi vì sợ Khiếu Tinh Vân không nhận biết, chỉ nói là Phật Tổ, cũng đem mình luân hồi máu tươi, bị cửu nhân khống chế, tự thân căn nguyên có bị cắn trả nguy hiểm, nói tường tận một lần. Khiếu Tinh Vân ga một tiếng, khá là kinh nghi, cao mày nói, ngươi máu tươi, bị cửu nhân lợi dụng, muốn cắn trả ngươi căn nguyên. Cái này đích xác khó giải quyết rất. Diệp Thần nói, tiền bối, nghe nói ngươi năm đó, vậy trải qua chuyện tương tự tình, không biết ngươi là như thế nào giải quyết. Khiếu Tinh Vân sửng sốt một tí, nói ta năm đó. Ừ, để cho ta suy nghĩ một chút. Những chuyện này, quá xa xôi, quá xa vời, đó là mạt pháp thời đại chuyện, khoảng cách hôm nay, cũng không biết đi qua nhiều ít hàng tỷ năm. Không đúng, không phải hàng tỷ năm, mà là hàng tỷ cái kỷ nguyên. Ta ở thế giới hiện thật, thấy được vô số lần, đốm nhỏ tắt lại lần nữa sáng lên, thấy vũ trụ lớn hưu quạnh, mới vũ trụ lại đang còn sót lại trong phế tích sống lại. Ta trí nhớ, đã mài mòn quá nhiều,
ta trải qua và ngươi chuyện tương tự tình sao? Ta không nhớ. Khiếu Tinh Vân ánh mắt lâm vào mê mang, một phiến đục ngầu. Hắn tu vi hoàn toàn biến mất, thừa nhận mài mòn, vốn là muốn so với người bình thường kịch liệt. Hắn có thể sống đến hiện tại, đều là một cái khí cơ, sau lưng khẳng định còn có lực lượng khác, đang che chở trước hắn sinh mạng. Nếu không, hắn tu vi hoàn toàn mất đi dưới tình huống, là tuyệt đối không thể nào ngăn cản như thế rất lâu năm tháng mài mòn. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, nói tiền bối, người từ từ suy nghĩ, có thể nhớ tới sao? Khiếu Tinh Vân lại hừ một tiếng, ánh mắt vẫn là mang đục ngầu cùng mê mang, chậm rãi nói. Nhức đầu, trí nhớ mài mòn được quá lợi hại, thời gian quá lâu xa, ta không nhớ nổi. Để cho ta từ đầu suy nghĩ một chút, à, ta kêu Khiếu Tinh Vân, mình tên chữ, ta vẫn là nhớ. Danh tự này, là anh chủng tiểu thư ban cho ta sẽ không quên. Diệp Thần nói, anh chủng tiểu thư là ai? Khiếu Tinh Vân nói, à, anh chủng tiểu thư chính là anh chủng tiểu thư, nàng là anh chủng thế gia nhất là người cao quý vật, ta là nàng người làm. Ngươi nghe qua thần anh thụ sao? Diệp Thần sửng sốt một tí, nói cái gì thần anh thụ? Thật ra thì, cái gì anh chủng tiểu thư, anh chủng gia tộc, cái gì thần anh thụ, Diệp Thần không hề liên quan tim, hắn chỉ muốn biết, năm đó Khiếu Tinh Vân, gặp gỡ chuyện tương tự tình, máu tươi bị người lợi dụng, là như thế nào giải quyết xử lý. Chỉ là, những cái kia tương quan trí nhớ, Khiếu Tinh Vân mài mòn quá nhiều, hiện tại hắn muốn khôi phục trí nhớ nói, thì phải bắt đầu lại từ đầu nhớ tới. Khiếu Tinh Vân nghe được Diệp Thần hỏi hắn, cái gì là thần anh thụ? Một ít cổ xưa trí nhớ, vậy đi theo hồi phục lại, nhất thời tinh thần đại chấn, ánh mắt tránh lượng, nói. Thần anh thụ mà, chính là tinh không bờ bên kia bên trong, lớn nhất một thân cây. Truyền thuyết, làm tinh không bờ bên kia, gặp hắc ám sa đọa, từ thánh khiết đổi được dơ bẩn thời điểm, thần anh thụ sẽ xuất hiện báo trước, làm thần anh thụ bắt đầu khô héo, hoa anh đào bắt đầu bay xuống, như vậy, chính là tinh không bờ bên kia rớt xuống thời điểm. Cho nên à. Khi thấy thần anh thụ hoa anh đào, đã bắt đầu khô héo rơi mất, cuộc sống kia ở tinh không bờ bên kia bên trong các sinh linh, nên muốn mau trốn mệnh đi ra, nếu không thì phải bị hắc ám ăn mòn, không quay đầu lại nữa khả năng. Diệp Thần thất kinh, rợn cả tóc gáy, nói tiền bối, ngươi là tinh không bờ bên kia bên trong người. Khiếu Tinh Vân trần chờ một tí, tựa hồ là đang nhớ lại, cuối cùng vô cùng khẳng định lắc đầu một cái, nói ta không phải, nhưng anh chủng tiểu thư là. Anh chủng tiểu thư và nàng thế gia, là thần anh thụ xuống chủng tộc. Ở thần anh thụ còn đặc biệt xung xuê thời điểm, bọn họ cũng đã dự cảm đến, tương lai có một ngày, cây này sẽ khô héo, hoa anh đào sẽ rớt xuống, cho nên bọn họ vậy nhất tộc, họ chính là kêu anh chủng, là hoa anh đào mai táng ý. Sau đó, thần anh thụ quả nhiên khô héo, những cái kia xinh xắn hoa mỹ hoa anh đào, toàn bộ rơi xuống, anh chủng thế gia người cũng khóc, anh chủng tiểu thư vậy khóc. Nhưng bọn họ không có cách nào, bởi vì tinh không bờ bên kia muốn hư hỏng, hắc ám sẽ chìm ngập hết thảy, bọn họ trốn thoát. Ừ, bọn họ hẳn là trốn ra được, bởi vì về sau nữa, ta bị anh chủng tiểu thư thu nhận, trở thành bên người nàng nô bộc. Những chuyện này, đều là anh chủng tiểu thư nói cho ta. Nàng nhắc tới chuyện cũ thời điểm, vẫn là sẽ rơi nước mắt. Diệp Thần nghe xong Khiếu Tinh Vân mà nói, nội tâm cũng lớn là chấn động. Không nghĩ tới tinh không bờ bên kia bên trong, còn có một đoạn như vậy lộng lẫy thần bí truyền thuyết. Nghe được vậy thần anh thụ truyền thuyết sau đó, Diệp Thần nội tâm lại cũng bị xúc động, vô hình cảm thấy chua xót, trước mắt tựa như nổi lên cổ xưa hình ảnh. Vậy một bụi to lớn phi sắc thần anh thụ, ở hắn trong mắt xuất hiện, rồi sau đó một phiến hoa anh đào đánh mất, thần anh thụ bắt đầu khô héo. Ở thần anh thụ hạ, vô số con dân đang thút thít. Diệp Thần vô hình. Lại có thể cũng muốn khóc, hình như là tinh không bờ bên kia, sắp phải bị hắc ám chìm ngập, cảm thấy bi thương vậy. Tiền bối, các ngươi anh chủng thế gia người, bây giờ là ở không không lúc nào không sao. Diệp Thần lại hỏi, đối vậy anh chủng thế gia, cũng là nhiều hơn mấy phần hứng thú. Khiếu Tinh Vân suy nghĩ một chút, nói, hẳn ở đi, nhưng hiện tại đoán chừng là rất đề điều, bởi vì trước kia trêu chọc kẻ thù quá nhiều. Anh chủng tiểu thư phụ thân. Chính là anh chủng thế gia gia chủ, hắn tên thật ta đã quên, nhưng ta còn nhớ hắn đế hiệu, hắn chính là thiên đế cấp 9, đế hiệu tên là Viêm Thiên Đế. Ở đỉnh cấp thời điểm, gia chủ đại nhân được gọi là Viêm Thiên Đế,
ngang dọc chư thiên vô địch, hắn là chư thiên hết thảy hệ hỏa phép tắc tổ nguyên, trước kia không không lúc nào không thị không có lửa, là hắn học hỏi luân hồi mệnh tinh, từ thiên hỏa mệnh tinh bên trong đạt được linh cảm, sáng tạo ra lửa. Sau đó, lại có rất nhiều cổ thần, lấy hắn là linh cảm ngọn nguồn, sáng tạo ra một kiện rất pháp bảo lợi hại, hình như là kêu viêm hoàng đế ấn tới, ta không quá nhớ. Diệp thần kinh ngạc, thân thể nhất thời cứng ngắc, viêm thiên đế. Viêm hoàng đế ấn. Khiếu Tinh Vân nói, đúng vậy, người hẳn nghe qua chứ. Luân hồi chi chủ, năm đó gia chủ đại nhân, đối luân hồi quy luật nhưng mà sùng bái rất, cũng tiên đoán tương lai sẽ có luân hồi người thừa kế xuất thế, hoàn toàn thay đổi cái thế giới này, người rốt cục thì xuất hiện. Diệp thần kinh ngạc không nói ra lời, viêm thiên đế danh hiệu, hắn dĩ nhiên đã sớm nghe nói qua, đó là viêm hoàng đế ấn ảo tưởng linh cảm ngọn nguồn. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, cái này viêm thiên đế, lại là tới từ tinh không bờ bên kia, là thần anh thụ xuống con dân, là anh chủng gia tộc gia chủ. Thậm chí, viêm thiên đế vẫn là ngọn lửa người sáng tạo, là hắn để cho không không lúc nào không, có lửa. Thậm chí còn có thể nói, viêm thiên đế là đệ nhất hỏa thần, hắn là hết thảy hệ hỏa phép tắc ngọn nguồn, là tổ nguyên. Không, chính xác điểm tới nói, chân chính lửa tổ nguyên, hẳn là luân hồi thất tinh bên trong thiên hỏa mệnh tinh. Bởi vì, nếu như không có thiên hỏa mệnh tinh mà nói, viêm thiên đế cũng không khả năng đạt được linh cảm, sáng tạo ra ngọn lửa. Khiếu Tinh Vân lại nói, gia chủ đại nhân hắn còn có một kiện pháp bảo, kêu thái nhất âm dương bàn, a. Ta nhớ ra rồi, năm đó hắn trước khi chết, cầm pháp bảo này, giao cho ta giữ. Diệp thần nghe đến chỗ này, ra đầu tê dại, không nhịn được ngắt lời nói, tiền bối, người nói thái nhất âm dương bàn. Lại xuất phát trước, Diệp thần liền mơ hồ bắt được, Khiếu Tinh Vân có thể cùng thái nhất âm dương bàn có liên quan, không nghĩ tới pháp bảo này, lại là hắn bảo quản. Khiếu Tinh Vân nói, đúng vậy, thế nào, người muốn pháp bảo này sao? Nhưng đã bị người đoạt đi. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, nói, bị ai đoạt đi? Khiếu Tinh Vân trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, nói, những ký ức này quá lâu xa, quá hỗn loạn, cho ta lý lý. Ừ, đúng rồi, năm đó gia chủ đại nhân, cầm thái nhất âm dương bàn, giao cho ta giữ sau đó, hắn liền chết. Diệp thần lại không nhịn được hỏi, hắn làm sao sẽ chết? Viêm thiên đế người cường đại như vậy vật, lại có thể vậy sẽ chết, thật là làm người ta khiếp sợ. Khiếu Tinh Vân nói, hắn là bị kẻ thù giết chết. Diệp thần hỏi, kẻ thù là ai? Khiếu Tinh Vân nói, ta quên mất. Diệp thần nói, được rồi. Khiếu Tinh Vân nói, a, gia chủ đại nhân nói, hắn là đặc biệt mệt mỏi, cũng không muốn sống lại, hắn đem xóa đi tất cả thiên cơ dấu vết, cái này thế gian, liên quan tới hắn hết thảy truyền thuyết, hết thảy dấu vết, cũng sẽ ở trăm năm trong thời gian, hoàn toàn tiêu trừ. Nhưng hắn thần thông kinh thiên, dấu vết không như vậy dễ dàng tiêu trừ, cho tới sau này, viêm hoàng đế ấn chế tạo ra tới sau đó, tất cả liên quan tới dấu vết của hắn, mới rốt cục tiêu tán, thế gian chỉ để lại viêm thiên đế ba chữ, không người lại biết được hắn truyền kỳ. Diệp thần gật đầu một cái, khó trách viêm thiên đế thần bí như vậy, truyền thuyết không thể ngửi nổi, nguyên lai là năm đó, chính hắn trước khi chết, tự tay xóa. Khiếu Tinh Vân nói, ta là bởi vì chấp trưởng qua thái nhất âm dương bàn, cho nên mới giữ nguyên gia chủ đại nhân trí nhớ, pháp bảo này, là gia chủ đại nhân tự tay chế tạo, hắn phỏng đoán vậy bỏ không được xóa đi. Cái này thái nhất âm dương bàn, có rời đi nhân quả, biến ảo âm dương kỳ hiệu, năm đó gia chủ đại nhân, chế tạo pháp bảo này, là vì bảo vệ anh chủng tiểu thư. Bất kể là anh chủng tiểu thư bị thương, thậm chí là tử vong, hắn đều có thể lợi dụng thái nhất âm dương bàn, đem những thứ này mặt trái nhân quả, chuyển tới một ít nô lệ trên mình. Như vậy bị thương chết, chính là đầy tớ, tiểu thư liền sẽ không có sao. Pháp bảo này, cũng có thể rời đi đạo thống truyền thừa, gia chủ đại nhân tu luyện thần thông gì, cũng sẽ thông qua thái nhất âm dương bàn, rời đi cho tiểu thư. Tuy nói rời đi quá trình, sẽ có hao tổn, nhưng chỉ cần rời đi thành công, tiểu thư là có thể vô căn cứ đạt được vô số thần thông tạo hóa, không cần mình vất vả tu luyện, cũng có thể thành làm thiên đế chủ thần. Diệp thần kinh hãi. Nói cái này thái nhất âm dương bàn, lại có thể như vậy thần kỳ. Hắn sớm biết, thái nhất âm dương bàn, nếu là thập đại cổ thần khí một trong, nhất định có chỗ hơn người. Nhưng bây giờ nghe Khiếu Tinh Vân mà nói, hắn mới biết cái này thái nhất âm dương bàn, là thần kỳ như vậy, rời đi nhân quả,
có thể đem tự thân mặt trái trạng thái, bị thương tử vong vân. Vân, toàn bộ chuyển gả ra ngoài, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Hơn nữa, lợi dụng thái nhất âm dương bàn, cũng có thể rời đi đạo thống truyền thừa. Nếu như hắn có thể cầm tới tay nói, vậy Vũ Lăng Hoa băng thần đạo thống, liền có thể thuận lợi chuyển tới Ngụy Dĩnh trên người. Khiếu Tinh Vân thấy Diệp Thần bộ dáng khiếp sợ, cũng là hơi có chút đắc ý, nói, đương nhiên biết, đã từng ở tinh không bờ bên kia, tinh không thần tộc là lớn nhất chủng tộc, có 4 cái thị tộc chi nhánh, theo thứ tự là Phong Gian Thị, Tím Xuyên Thị, Phong Uyên Thị, Mục Giã Thị. Gia chủ đại nhân cầm mục giã người gia tộc, cơ hồ toàn bộ giết sạch, dùng bọn họ hài cốt, đúc tạo thành cái này thái nhất âm dương bàn, pháp bảo này dĩ nhiên lợi hại, nơi này diện tích mệt mỏi toàn bộ mục giã gia tộc, mấy chục triệu sinh linh hài cốt oan hồn, hi hi, bất quá những thứ này oan hồn, bị thần anh trấn áp, nhưng là không thể phản kháng. Diệp Thần một hồi bộ dạng sợ hãi, tinh không thần tộc 3 đại thế gia người, Tím Xuyên nhà, Phong Gian nhà, Phong Uyên nhà, hắn cũng gặp được. Chỉ là hắn không nghĩ tới, thật ra thì lúc ban đầu tinh không thần tộc, có tứ đại thế gia, còn có một cái mục giã gia tộc tồn tại. Nhưng, cái đó mục giã gia tộc, đã bị Viêm Thiên Đế giết sạch. Bọn họ hài cốt, bị đúc thành thái nhất âm dương bàn. Viêm Thiên Đế thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, có thể đồ sát chỉ một cái tinh không gia tộc. Thái nhất âm dương bàn pháp bảo này, lai lịch khổng lồ như vậy, nội tình thâm hậu như vậy, thật là không tưởng tượng nổi. Diệp Thần khen ngợi, không nghĩ tới ở thái nhất âm dương bàn sau lưng, có cổ xưa như vậy máu tanh, kinh người nghe truyền thuyết. Khiếu Tinh Vân nhưng thở dài nói, chính là pháp bảo này, quá mạnh mẽ, đưa tới vô số kẻ thù mơ ước, ta nhưng mà chịu nhiều đau khổ, không biết bị giết chết bao nhiêu lần. Thật may, cái này thái nhất âm dương bàn, có thể rời đi nhân quả, ta trước thời hạn bày nhân quả luật, chỉ cần ta bị thương hoặc là tử vong, thái nhất âm dương bàn liền sẽ tự động khởi động. Cầm những thứ này mặt trái trạng thái, toàn bộ đổ lỗi đến ta tùy tùng trên mình. Năm đó bên người ta, tổng phải dẫn theo mấy người tùy tùng tử sĩ, nếu không chân thực không ngăn được kẻ thù đuổi giết, bọn họ cũng muốn cướp đoạt cái này thái nhất âm dương bàn. Nhưng sau đó, có cái kẻ thù, ăn cắp ta máu tươi, muốn bố trí tà trận, cắn trả ta căn nguyên tánh mạng, phần này nhân quả, rất khó rời đi, bởi vì liên quan đến căn nguyên. À, đúng rồi, người tình huống hôm nay. Và ta năm đó, đích xác là giống nhau như đúc, ta cuối cùng là nhớ ra rồi. Nói xong lời cuối cùng, Khiếu Tinh Vân vỗ đùi, một bộ tỉnh ngộ hình dáng. Nói lâu như vậy, từ hắn lai lịch nói tới, nói hết thần anh thụ truyền thuyết, anh chủng gia tộc đi qua, Viêm Thiên Đế truyền kỳ, thái nhất âm dương mâm thần bí, hắn rốt cục thì nói đến chuyện này. Diệp Thần liền vội vàng hỏi, tiền bối, ngươi năm đó là như thế nào giải quyết? Hôm nay Diệp Thần... Vậy đối mặt khốn cảnh như vậy, hắn có thể cảm giác được, Thanh Ngưu Cổ Tôn thời thời khắc khắc, đều ở đây nguyền rủa mình, muốn lợi dụng giết hại hồ tiên sát khí, ăn mòn mình luân hồi máu tươi, tiến tới ăn mòn hắn căn nguyên, tổn thương hắn căn cơ. Nếu như không phải là có quang minh chi tâm chiếu sáng, Diệp Thần nhất định là rơi vào to lớn thống khổ bên trong. Nhưng dựa vào quang minh chi tâm chiếu sáng, cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền, không thể lâu dài. Diệp Thần phải mau sớm giải quyết cái vấn đề này. Khiếu Tinh Vân nói, như thế nào giải quyết? Vậy dĩ nhiên là dựa vào thái nhất âm dương bàn. Bởi vì dính líu tới ta căn nguyên, phần này nhân quả, không tốt chuyển tới trên người người khác, ta liền chế tạo ra liền một đạo phân thân. Phá cuộc mấu chốt, ở chỗ phân thân, chỉ cần đem cắn trả nhân quả, dẫn dắt nhập phân thân bên trong, để cho phân thân thay ngươi nhận, ngươi thì không có sao. Bất quá, biện pháp này. Đối phân thân phẩm chất phải cầu cực cao, năm đó ta phân thân, sức lửa kém một ít, ta cuối cùng là bị cắn trả thành trọng thương.